Chàng rề kỳ quái, Giang Hải. Chương 96, không lẽ lại ra tay. Ôi, đây không phải Cố Uyển Như sao? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên phía sau hai người. Cố Uyển Như quay đầu, mỉm cười, Tô Đồng, không ngờ lại là cậu. Vị này là tiểu tình nhân của cậu đấy à?" Tô Đồng nói. Cô gái mặt dài nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Giang Hải mang theo xem thường không chút nào che giấu sắc mặt cố uyển như lập tức chìm xuống hai người vốn là bạn học vũ xa cách lâu không gặp vốn cô có chút vui mừng không ngờ đối phương lại nói như thế tô đồng chẳng lẽ là cố ý đến để gây chuyện sao tô đồng dáng người cao gầy ngoại hình xinh đẹp nhưng lại mang lại cho người đối diện một cảm giác cô ta là người phụ nữ phong trần so với kiểu người sạch sẽ thuần khiết như cố uyển như thì quả là một trời một vực nhưng mà loại phụ nữ này lại càng được cánh đàn ông yêu thích cũng giống như ruồi nhặng thường thích đậu vào thịt ôi vậy bên cạnh tô đồng có một người đàn ông cao lớn cường tráng rất đẹp trai mặt vuông mày kiếm mắt sáng dáng người săn chắc thoạt nhìn có chút nam tính sắc mặt giang hải lạnh lùng loại phụ nữ này không xứng để được so sánh với cố uyển như cố uyển như là đoá phù dung xinh đẹp trong nước tự nhiên không cần màu mè lè lèt mà tô đồng chính là sản phẩm sủa nên công nghiệp hiện đại Vừa nhìn đã biết ngay là gương mặt điển hình của mấy viện thẩm mỹ. Nhất là giọng điệu và thái độ nói chuyện, tự cho mình là trên hết. Loại người này, ngay cả nói láo đều rất tranh huyền na. Sao nào, đi tìm tình nhân còn cho người khác nói nữa à? Tô Đồng cười yêu kiều, hồi còn đi học cậu thuần khiết lắm cơ mà. Nhiều bạn nam theo đuổi như vậy nhưng cậu vẫn thở ơ. Hóa ra vẫn là không chịu nổi tịch nghịch nuôi một người đàn ông như vậy. Nhưng mà thoạt nhìn không lớn lắm nha, trông anh ta gầy yếu thế này, có thể thỏa mãn được cậu sao? Nghe vậy, ánh mắt Giang Hải ngưng tụ, nhìn thẳng vào người Tô Đồng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Giang Hải có thể nhấn nhịn bất luận kẻ nào nói năng lỗ mãng với mình, nhưng lại không cho phép ai nói nặng nói nhẹ với Cố Uyển Như, khiến chịu dù chỉ một chút âm ức. Audio điện tử võ tấn bền Phát hiện ra địch ý của Giang Hải, nhưng Tô Đồng lại không hề để ý, lại còn lạnh xì tương đương tương đương một tiếng. Cô ta vẫn nhìn chầm chầm vào cố uyển như như vũ, trên mặt tràn đầy ý mỉa mai. Hay là đá tên nhóc này đi, tôi giới thiệu cho cậu một anh mạnh khỏe hơn, thế nào? Dù là cậu có nhu cầu cao cũng có thể thỏa mãn cậu, hơn nữa còn là rất thỏa mãn nữa đó. Sắc mặt cố uyển như trở nên rất khó coi, cô nắm chặt nắm tay lại. Cô không thể hiểu nổi, đã từng là bạn học của nhau, vì sao vừa gặp mặt đã nhục nhã cô như vậy? mà một lúc trước Cố Uyển Như vẫn còn coi cô ta là bạn bè. Nhưng Cố Uyển Như không biết là, thái độ của Tô Đồng đối với Cố Uyển Như như vậy, hoàn toàn là do nghe lời Trần Gia Kỳ đơm đặt. Trần Gia Kỳ và Tô Đồng như tầm nghiu, mã tầm mã, còn từng cùng nhau tham gia vận động nhiều người. Tại tập đoàn Uyển Như chịu thiệt đủ thứ, trở lại thành phố Giang Thanh, Trần Gia Kỳ tức thì bị Huyền Thanh trả đạp một phen. Cô ta không cam lòng, nên đặt lời đơm đặt với Tô Đồng nhưng trần giai kỳ lại không hề nói đến chuyện tập đoàn uyển như tô đồng tôi chưa từng đắc tội với cậu tại sao cậu lại phải nói tôi như vậy cố uyển như tức giận đến run rẩy cả người đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt nhưng mà ngay sau đó bốp tương đương một tiếng giòn giã vang lên chẳng ai ngờ được tiếng bà tai bỗng nhiên vang lên mà người ra tay chính là giang hải anh anh dám đánh tôi tô đồng ôm mặt vô cùng ngơ ngác, trong đầu là một vạn câu hỏi vì sao, tôi là ai, tôi ở đâu, tại sao lại bị đánh? Cố Huyền Như cũng không ngờ, Giang Hải lại ra tay đánh người. Gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng. Một cái bạt tai này làm một bên mặt Tô Đồng sưng đỏ lên, ngay cả cái mũi cũng bị lệch sang một bên. Còn người kịp phản ứng, đáp lại Tô Đồng lại là một cái bạt tai nữa. Âm thanh thanh thúy sáng, bên mặt còn lại lại bị quạt một bạt tai nữa. Cũng may Giang Hải dùng lực vừa đủ, nếu không Tô Đồng đã bị đánh bay ra ngoài luôn rồi. Trên đời này, luôn có vài người tự cho mình là đúng. Giang Hải tiến lên, bóp chặt cổ của Tô Đồng, cô nghĩ mình đẹp lắm à? Mở miệng ra nói chuyện còn bốc mùi khai kia kia. Miệng không sạch sẽ, không tôn trọng người khác, đây chính là kết quả của cô. Tôi, trước giờ cũng không ngại đánh con gái. Hơn nữa, tôi rất thích đánh tiện nhân, bởi vì da mặt dày, càng tiện càng đáng đánh. Trước kia, Cố Uyển Như chỉ là một con cờ của Cố gia. Ngoại trừ ngoại hình xinh đẹp tuyệt trần thuần khiết ra thì không có gì cả. Nhưng, hôm nay khác rồi, từ nay về sau cũng khác rồi. Bởi vì, Cố Uyển Như là vợ của Giang Hải, một người không ai có thể đắc tội. Thân phận độ cao quý, đủ để ngạo nghễ thiên hạ. Giang Hải tuyệt không cho phép người nào dám xúc phạm Cố Uyển Như anh, buông tay, tôi muốn giết. Tô Đồng không thể thở được, gương mặt từ đỏ đến tím tái, bởi vì bị nhấc lên cao nên cả người cô ta mềm nhũn ra. Vội vàng nhìn sang người đàn ông cao lớn bên cạnh anh. Cô ta đã nói không ra lời. Tô Đồng bắt đầu sợ hãi, cả người bắt đầu run rẩy. Ánh mắt Giang Hải lạnh đến đáng sợ, người đàn ông này thực sẽ giết mình. Người đàn ông cao lớn đi cùng Tô Đồng chỉ là nhân tình của cô ta thân hình cao lớn cơ bắp rắn chắc dù là nhan sắc hay là dáng người đều có thể thỏa mãn cô ta cho tới bây giờ đều có thể cho cô ta cảm giác thỏa mãn và cảm giác an toàn đàn ông như vậy mang lại được cho cô ta sự thoải mái mà người nuôi cô ta không thể mang lại cho cô ta dược nhưng khi tô đồng bị đánh anh ta lại chỉ thờ ơ ngoảnh mặt làm ngơ anh giúp em dồn hết chút sức lực cuối cùng tô đồng nói ra mấy chữ nghe không rõ ràng kia lại một lần nữa xin giúp đỡ nhưng người đàn ông cao lớn vẫn không hề nhúc nhích gương mặt sợ hãi không hề ăn nhập gì với dáng người to cao anh ta rụt rè nói xin anh thả cô ấy ra đi anh như vậy sẽ giết chết cô ấy đấy được tô đồng bao nuôi nên bình thường người đàn ông cao lớn này sẽ cực kỳ nghe lời cô ta cho dù xảy ra chuyện gì cũng là tô đồng đứng ra giải quyết nhưng lần này lại khác khi thế toát ra trên người giang hải khiến anh ta khiếp đảm thậm chí sợ hãi. Hoàn toàn không dám có bất luận ý nghĩ kháng cự nào, bởi vì anh ta cảm giác được, nếu như đi lên hỗ trợ, anh ta nhất định sẽ rất thê thảm. Dùng tay nhấc bổng một người lên như thế, đây cũng không phải là người thường có thể làm được. Cơ bắt của anh ta chỉ là luyện ra được trong phòng gym mà thôi, phàm là người có chút giá trị vũ lực là anh ta không dám đụng vào. Nhất là, ánh mắt Giang Hải rất ác liệt, còn có sát khí bị Giang Hải nhìn một cái cũng như bị tử thần nhìn chằm chằm vào vậy. Loại ánh mắt này, anh ta từng thấy qua một lần. Mà thân phận người kia, người bình thường không thể với tới được. Giang Hải, buông tay ra đi, cố huyền như có chút luống cuống. Nhiều lần gặp Giang Hải ra tay rồi, nhưng mỗi lần tim cô đều đập rất nhanh. Giang Hải rất giỏi đánh đấm, nhưng mà ra tay quá ác, hễ đánh ai là người đó phải vào bệnh viện. Cô Hữu Huyền Thanh, người nào người nấy cũng bị anh đánh cho te tua giang hải chậm rãi thả tô đồng xuống tô đồng ngồi bệt dưới đất vội vàng hít lấy hít để không khí trong lành người đàn ông bên cạnh vội tiến lên an ủi tô đồng đứng dậy trở tay tát cho anh ta một cái bốp cút đi cút đi cho tôi không ngờ mình lại nuôi một tên nhu nhược như vậy cô ta thở hổn hển nghiến răng nghiến lợi người đàn ông kia cũng không nhiều lời chỉ nhìn giang hải một cái rồi vội vàng rời đi Tô Đồng sửa sang lại mái tóc rối bời, lau nước mắt rồi nói giống như người đàn bà tranh huyền na. Cô ta nhìn chằm chằm vào Cố Uyển Như, cô lại dám bảo tên nhân tình này đánh tôi. Cố Uyển Như, cô cứ chờ đó cho tôi. Cố Uyển Như nghiêng đầu qua một bên, không thèm để ý tới. Thật không thể ngờ, bạn học cũ giờ đều biến thành bộ dạng như vậy. Tô Đồng cắn răng, lại nhìn Giang Hải. Dám đánh tôi, anh chán sống rồi, biết tôi là ai không? Cô là ai thì liên quan quái gì đến tôi cả." Giang Hải nhún vai, cười lạnh một tiếng. "Được rồi, tôi không so đo với anh nữa, tôi cho anh tiền, anh cũng tát cô ta mấy cái cho tôi. Muốn bao nhiêu tiền, ra giá đi." Tô Đồng lau nước mắt nước mũi, cao ngạo lấy một tấm thẻ từ trong túi ra. Nói xong, Tô Đồng bày ra vẻ mặt tự tin là mọi chuyện chắc chắn sẽ được như ý. Đàn ông thôi mà, giống nhau cả thôi. Một loại chính là dùng tiền tìm phụ nữ một loại khác chính là tìm tới phụ nữ vì tiền. Giang Hải đương nhiên không thể nào là loại trước được, cũng không soi mặt vào bãi nước tiểu mà xem chính mình là loại người gì. Cô trả không nổi, Giang Hải chẳng muốn so đo cùng loại người này, chỉ cần không công kích Cố Uyển Như, anh đều không sao cả. Kéo tay Cố Uyển Như định rời đi, Tô Đồng lại bước tới chặn lại, lạnh lùng nói, anh sẽ hối hận vì từ chối tôi đấy, nói đi, Cố Uyển Như cho anh bao nhiêu, tôi cho anh gấp đôi không, gấp 10 lần. Cô cho không nổi, giọng Giang Hải càng thêm lạnh lùng hơn, cô gái này muốn chết sao? Tính theo ngày, hay là tính theo tháng, hay là trả theo lần, Tô Đồng khinh miệt cười, trên mặt còn nóng rát vì bị đánh. Cô ta không cam lòng khi bị Giang Hải đánh, đánh lại thì không được. Nên cô ta muốn dùng tiền để mua Giang Hải, để Giang Hải đánh cố uyển như. Ra mặt Tô Đồng dày đến cực hạn, lập tức bày ra tư thế tự cho là xinh đẹp vuốt vuốt tóc dùng ánh mắt đong đưa ưỡn hẹo đi tới gần giang hải trước kia chỉ cần cô ta chủ động quyến rũ như vậy thì không người đàn ông nào có thể chịu nổi rồi tô đồng trực tiếp nâng tay lên bàn tay mềm mại đặt lên ngực giang hải nhẹ nhàng trượt xuống phía bung dưới giang hải cũng không né tránh ánh mắt lạnh như băng nhìn vào cô ta như đang xem một chú hề đang diễn trò tô đồng nở nụ cười quyến rũ càng thêm tự tin cô ta nhìn về phía cố Uyển như tràn đầy vẻ châm chọc cố Uyển như cô chờ đó cho tôi chờ tôi chiếm được người đàn ông này sẽ cho anh ta đủ tiền để anh ta lột sạch cô rồi ném lại đây tự cho là thanh cao ra vẻ cẩn thận thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu làm như giữ mình lắm còn không phải loại lẳng lơ quyến rũ người khác sao chỉ cần giang hải nguyện phản bội vì tiền đây chính là sự trả thù lớn nhất đối với cố uyển như thậm chí cô ta có thể không so đo hai cái tát kia giang hải đánh nhau giỏi như vậy về năng lực chuyện kia cũng nhất định sẽ không kém tô đồng đã không thể chờ đợi được muốn chinh phục giang hải để anh trở tay chân của mình đợi thu phục được anh ta món nợ hai cái tắt này sẽ tính dần dần bàn tay trắng nõn chậm rãi trượt trên ngực giang hải nhưng anh vẫn thờ ơ cố huyền như thấy vậy chẳng những không tức giận mà còn có chút khinh thường cô rất hiểu con người giang hải tô đồng chỉ là đang tự rước lấy nhục mà thôi vừa mới đụng thế thắt lưng giang hải đã nói tém cái vẻ lẳng lơ của cô lại đi tôi nhìn buồn nôn lắm nhìn thêm lúc nữa sợ là ăn không ngon luôn mất nụ cười trên mặt tô đồng lập tức cứng lại ánh mắt trì trệ cái tay kia sướng sờ ngay tai chỗ sau đó toàn thân run rẩy có chút hổn hển anh đừng có mà không biết phân biệt tôi đưa tay đẩy tô đồng ra giang hải lạnh lùng nói nếu như cô còn muốn ăn đòn thì cứ tiếp tục Tôi không thích cùng một câu mà phải lặp lại lần thứ hai. Nói xong, sơ lên tay đẩy Tô Đồng sang một bên, kéo Cố Uyển Như rời đi. Không ngờ mình ra giá gấp 10 lần mà cũng không hấp dẫn được Giang Hải, còn bị làm nhục như vậy nữa. Liên tiếp kinh ngạc, Tô Đồng không thể chịu đựng được, hổn hển, thẹn quá hóa giận. Anh là cái thá gì, đừng thấy tôi nể mặt mà làm tới. Tô Đồng gào thét, Cố Uyển Như, cô cứ chờ đó cho tôi còn cái tên bám váy đàn bà kia nữa, tôi nhất định sẽ khiến anh phải quỳ xuống cầu xin tôi. Tức đến đứng cũng không vững, cô ta lui về phía sau vài bước, nhìn bóng lưng hai người rời đi, ngũ quan vặn vẹo. chương 97, sẽ to chuyện. Rất nhanh, tôi đồng nghĩ ra cái gì, cầm lấy điện thoại. Hani, anh mau tới cứu em đi, hu hu, em bị người ta bắt nạt, bị người ta sỉ nhục rồi. Người kia tắt em hai cái. Đánh em sưng cả mặt lên rồi, ngày hôm qua anh còn nói em là tiểu yêu tinh của anh. Chưa đầy 2 phút sau, mấy người bảo vệ vội vàng đuổi tới. Văn phòng bảo vệ nhận được điện thoại của Tần Hiên, lập tức cho người sang đây xem tình hình nào. Tô Đồng là tình nhân của một nhà đầu tư, nghe nói môi trường đầu tư ở thành phố Giang Tư khá tốt, có thể đến khảo sát thử. Mà Tô Đồng rất giỏi làm núng, cho nên rất được yêu chiều. Nhà đầu tư kia cũng khá thân thiết với Tần Hiên, nghe nói người yêu của mình bị đánh ở trung tâm thương mại, lập tức cho bảo vệ tới xem có chuyện gì. Sắc mặt cũng trở nên rất âm trầm, thành phố Giang Tư, đã quá lâu không có chuyện gì lộn xộn rồi. Bảo vệ chạy đến nghe tô đồng thêm mắm thêm muối kể ra chuyện bị đánh, hai mắt xứ đảo qua đảo lại không ngừng trên người cô ta. Mắt liếc thấy vòng eo quyến rũ của tô đồng thì nổi lên dục vọng. Cô em này, ăn mặc sexy thì không nói, ngôn từ cử chỉ lại cứ như đang cố tình dụ dỗ người ta phạm tội vậy giọng nói điệu đà, khóc lóc kể lể, khóc đến mức hai người bảo vệ mềm nhũn cả người luôn. Lúc này mới hỏi, vậy cô muốn xử lý chuyện này như thế nào? Xử lý như thế nào, còn không phải dựa theo ý của các NS sao? Tô Đồng từng gặp qua rất nhiều đàn ông, gã bảo vệ này có suy nghĩ gì cô ta đã sớm nhìn ra rồi. Đôi mắt gian liếc qua liếc lại kia, chỉ hận không thể lập tức bổ nhào vào người cô ta thôi. Gã bảo vệ này đã bị mình hấp hồn, cô ta cũng không ngại cho anh ta được hưởng chút lợi ích, thì hai người làm việc cũng có thể tận tâm tận lực hơn. Huống chi, tình nhân kia đã bị cô mắng chạy đi rồi, cũng phải tìm một người có thể hình tuyệt vời để làm ấm giường cho mình chứ. Một gã bảo vệ gãi cầm, có chút khó xử. Tô Đồng khẽ hừ một tiếng trong lòng, thầm nghĩ chỉ là hai gã bảo vệ thấp kém thôi, còn chưa thấy con thỏ nào chạy thoát được móng vuốt của chim ưng. Cô ta dựa vào người hai gã, dịu dàng nói, hai anh này, các anh giúp em xả được cơn giận này, em đương nhiên sẽ cảm ơn các anh thật tốt rồi. Vậy em định cảm ơn thế nào?" Bảo vệ nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè. Tô Đồng nhíu mày, cái miệng của anh ta hôi chết đi được, cứ như miệng anh ta là cái gạt tàn thuốc vậy. Che mũi lại ra vẻ ngượng ngùng đấm nhẹ vào ngực bảo vệ, chán ghét, các anh muốn cảm ơn như thế nào thì em cảm ơn như vậy chứ sao? "Được rồi," bảo vệ thừa cơ đặt tay lên eo Tô Đồng, xoa xoa nắn nắn đúng là thân hình thắt đáy lưng ong giang hải đang cùng cố uyển như đi vào một cửa hàng đồ hiệu khác cố uyển như vẫn còn đang bực bội rất mất hứng cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa giang hải nói không mua nữa chúng ta đi xem phim đi cố uyển như nói anh xem bộ đồ này đi đã mặc bao lâu rồi để người ta nhìn vào lại tưởng em ngược đãi anh giang hải cười hì hì vợ à em đối với anh rất tốt kiếp trước nhất định là anh đã làm rất nhiều việc tốt nên kiếp này mới có phúc thế này để cưới được em Làm việc tốt tám đời cũng không đủ tư cách lấy ngươi Miệng lưỡi chân chu, Cố Uyển như giận cười Lấy ra mấy bộ đồ, khoa tay múa chân vài cái Cố Uyển như để Giang Hải đi vào thử Mới cầm quần áo, còn đi vào phòng thử đồ Tô đồng đã nổi giận đùng đùng mang theo hai người bảo vệ tiến đến Anh bảo vệ, chính là bọn họ Bảo vệ nhìn thấy Cố Uyển như dịu dàng yếu ớt Giang Hải cũng không cường tráng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Mấy người kiểu này họ thấy nhiều rồi, chỉ cần hù dọa một chút là đái ra quần ngay. Chỉ cần đuổi Giang Hải đi rồi, buổi tối sẽ có thể ôm Tô Đồng ngủ. Quá lời rồi. Vốn còn muốn dựa vào quy định cửa hàng không thể đánh người để nói lý, nhưng lúc nhìn thấy Giang Hải bọn họ lập tức thay đổi sách lược. Hóa ra chỉ mà một tên nhóc, đánh một trận ném ra ngoài là được. Có người hỏi thì cứ nói là gã đến gây sự là được. Hôm nay công ty bảo vệ ở thành phố Giang Tư quả thực đi ngang, ai cũng không sợ. Thế lực ngầm không còn nữa, công ty bảo vệ chính là vương pháp ở thành phố Giang Tư. Em muốn chút giận như thế nào? Tô đồng hư lạnh, rất đơn giản, tôi tổng cộng bị tát hai cái, vậy thì đánh bọn họ mỗi người 20 cái là được rồi. Sau đó, ném bọn họ ra đường. Tô đồng nghiến răng nghiến lợi nói xong, trên mặt xuất hiện khoái cảm vì sắp được báo thù ánh mắt cay độc nhìn về phía cố Uyển như. Trong mắt cô ta, cố Uyển như chỉ mà đang giả vờ thanh thuần thôi, còn không phải là ả à đàn bà lẳng lơ nuôi tình nhân đấy sao? Còn cái tên đần kia, lão nương cho cơ hội thì không quý trọng. Thế thì bây giờ cho anh phải hối hận, để anh phải quỳ xuống thẻ lưỡi ra liếm giày cho tôi. Hai người bảo vệ liếc nhau, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, cùng nhau xông lên. Ban ngày dùng giang hải để giãn gân cốt, buổi tối hoạt động eo, hỏa lực mấy ngày nay sẽ chờ tối nay giải tỏa trên người cô em này trước báo thủ giúp tô đồng sau đó cưỡi trên người cô ta một cô em vừa có tiền lại quá lẳng lơ thế này vừa thỏa mãn ham muốn lại còn vừa có tiền ngu gì mà không làm đúng là cuộc sống thần tiên là đây hôm nay tất cả mọi người công ty bảo vệ thành phố giang tư đều được huân luyện rất hệ thống bài bản hai gã bảo vệ này cũng coi như nửa người luyện võ tình hình chung đối phó với một người bình thường như giang hải thì chỉ nhẹ nhàng như ăn một bữa ăn sáng, cho dù đối phó hai người cũng không phải rất khó khăn. Giờ phút này, bọn họ là hai vs một, Giang Hải đến đánh trả cũng không làm được. Lúc này, hai người đi về phía Giang Hải. Là anh đã đánh cô gái này. Bây giờ mời anh đi theo chúng tôi, hy vọng anh phối hợp, nếu không chúng tôi cũng không nhẹ tay đâu. Trước công chúng, huyên náo quá lớn cũng không tốt. Đưa đến chỗ không người thì có thể đánh Giang Hải đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra. Đứng ở trước mặt Giang Hải, vẻ mặt hai người bảo vệ cũng không hề che giấu vẻ dữ tợn. Giang Hải thở ơ, chậm rãi đặt đồ trong tay sang một bên. Thần sắc hờ hững, nhìn qua hai gã bảo vệ. Lời nói của mình lại bị người này bỏ ngoài tai, hai gã bảo vệ cảm thấy rất mất mặt. Một người vươn tay muốn tát mạnh vào mặt Giang Hải. Đã muốn chết, thế thì đừng ai ngăn tôi nhé." Giang Hải bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, gã bảo vệ vừa muốn ra tay đã biến mất tủ kính ầm ầm vỡ vụn bảo vệ bị đánh bay ra ngoài ngã quỵ xuống hộp máu rồi nằm lăn ra bất động một màn này làm mọi người sợ ngây người nhân viên bán hàng cố uyển như tô đồng người bảo vệ còn lại cùng với những khách hàng khác tất cả mọi người đều mở to hai mắt bị một màn này làm bọn họ khiếp sợ nhất là tô đồng và người bảo vệ còn lại toàn thân khẽ run lên tô đồng há to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà cảm xúc khủng bố dần dần bao phủ lấy cô ta. Giang Hải nhìn như bình thường, lại uy phong lẫm lẫm. Sức eo hợp nhất rất có sức bật, trong nội tâm âm thầm hận. Cố huyền như từ đâu tìm được loại cực phẩm này đấy. Vừa biết đánh đấm vừa có năng lực, quan trọng nhất là lại còn nghe lời, không cần dặn dò, trầm mặc ít nói, biết rõ mình nên làm cái gì. Người bảo vệ còn lại đang đứng nguyên tại chỗ, toàn thân run rẩy. Anh ta đang thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì mình không tiến lên động thủ. Nếu như người tiến lên động thủ là anh ta, như vậy người nằm ở bên ngoài lúc này cũng chính là anh ta. Vừa nãy anh ta không kịp nhìn thấy gì cả. Chỉ cảm thấy đồng nghiệp của mình bay cái vèo đi. Tuy khó hiểu, nhưng sự thật bầy ở trước mắt. Ánh mắt dần dần trở nên sợ hãi. Nhưng mà, mặc dù như vậy, bảo vệ cũng không ý định buông tha Giang Hải. Thành phố Giang Tư đã không phải là thành phố Giang Tư trước đây nữa bọn họ là người của công ty bảo vệ thành phố giang tư tại thành phố giang tư đi ngang đi học tùy ý cặp nam nữ trước mắt này sợ là không biết trung tâm thương mại này là sản nghiệp nhà ai nói ra sợ hù chết ngươi là của tập đoàn uyển như sắc mặt trắng bệch người này bảo vệ chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước lặng lẽ lấy bộ đàm ra lập tức gọi cứu viện mặc kệ người trước mặt này là ai dám gây sự ở đây chính là muốn chết đúng là quá cả gan. Cuồng vọng đến coi trời bằng vung. Đầu bên kia bộ đàm, nghe có người gây sự, ai nấy cũng đều trở nên hưng phấn. Bọn họ đã thật lâu không có việc gì để làm rồi, thành phố Giang Tư, hài hòa đến mức khiến họ không chịu được. Suốt cuộc xuất hiện một kẻ đến gây sự rồi, ngứa tay khó nhịn. Bảo vệ của trung tâm thương mại lập tức chạy tới. Cũng không biết ai lộ ra tin tức, bảo vệ ở mấy cơ sở xung quanh cũng lập tức cho người chạy tới việc này lớn chuyện rồi triệu tùy đã trên xe chạy tới trung tâm thương mại thành phố giang tư sắc mặt âm trầm người phụ nữ của anh ta đi dạo cái phố thế mà lại bị bắt nạt đúng là ăn hết gan hùm mật gấu mà thành phố giang tư không phải được xưng là môi trường đầu tốt nhất sao quan trọng nhất là anh ta đã gọi điện thoại cho tần hiên hôm nay thành phố giang tư không có giới giang hồ của thế lực ngầm nữa nếu như nói có thì chỉ có mình Tần Hiên mà thôi. Anh ta chỉ dậm chân một cái thành phố Giang Tư cũng phải rung lên bần bật rồi. Xuống xe, Triệu Tùy phát hiện, trên đường phố xung quanh trung tâm thương mại, đang có rất nhiều bảo vệ đang vội vã chạy tới, cứ như phía trước có người phát tiền, vội vã chạy đi nhận vậy. Giống như ruồi thấy phân vậy, xun xoe chạy như điên. Trên lầu, gã bảo vệ kia cố gắng để khiến cho hai chân của mình không mềm nhũn ra, quật cường nói, danh con, mày gặp chuyện rồi, gặp chuyện lớn rồi đó vậy sao giang hải cười nhạo không có ấn tượng tốt đối với người bảo vệ này nhát như chuột không làm được gì công ty bảo vệ thành phố giang tư sao lại nhận thể loại nhát gan như thế này mặt mày tô đồng tái mét sững sờ nhìn người bảo vệ sống chết không rõ bên ngoài quá hung tàn rồi trung tâm mua sắm náo nhiệt hẳn lên bảo vệ xếp thành đội nhanh chóng tụ tập giang hải kéo cố uyển như còn chưa đi ra hỏi cửa tự bị một đám bảo vệ ngăn lại. Phía sau những người bảo vệ này, ít nhất cũng phải có trên trăm người bảo vệ nữa, họ là từ những cơ sở xung quanh chạy đến. Người chạy tới đầu tiên chính là người phụ trách an ninh của trung tâm thương mại, Lưu Thành. Lưu Thành vừa đến nơi, những bảo vệ ở các cơ sở khác cũng tự lục tục chạy đến. Anh Lưu, chúng tôi mang theo anh em đến trợ giúp. Anh Lưu, bảo vệ ở khu chúng tôi cũng đến rồi. Anh Lưu, là ai không có mắt như vậy, dám gây sự ở thành phố Giang Tư. Anh Lưu, các anh đi ăn thịt đi, nhớ để lại miếng canh cho anh em hút nhé. Từng tốt bảo vệ đứng thành hàng, tập trung đứng theo đơn vị của mình. Như thể hảo hán lương sơn vậy, chỉ thiếu nước xếp ghế ra ngồi nữa thôi. Giang Hải muốn đi cũng đi không được, cửa đã bị các bảo vệ chặn lại rồi. Chính là anh ta, gã bảo vệ còn lại không run nữa, đi đứng cũng lưu loát rồi chỉ vào giang hải gào thét chính anh ta là người đã ra tay đánh cô gái này tôi và cương tử tìm anh ta hỏi tình hình anh ta lại đánh cương tử thành như vậy lưu thành sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn vào giang hải người là do anh đánh là tôi đánh đấy giang hải nhìn ngẫm cười anh cũng muốn xem thử công ty bảo vệ thành phố giang tư bình thường xử lý công việc như thế nào thừa nhận là tốt rồi vẫn còn ra dáng đàn ông lưu thành hừ lạnh khoát khoát tay, đưa đến văn phòng bảo vệ. Một đám bảo vệ mặt mũi giữ tợn nhau nhau tiến lên. Lại là văn phòng bảo vệ, Giang Hải nhìn Cố Uyển Như, chậm rãi kéo tay cô. Đã như vậy, chúng ta lại trở lại chỗ cũ chút vậy. Cố Uyển Như cắn môi, với tư cách tổng giám đốc tập đoàn Uyển Như, cô không ngờ công ty bảo vệ dưới quyền quản lý của chính mình là kiểu làm việc thế này. Chưa hỏi gì đã lập tức bắt người, cái này có gì khác so với mấy tên xã hội đen chứ? chương 98 có mắt như mù. Tô Đồng suýt nữa nhịn không được mà cười ra tiếng. Cố uyển như cứ chờ đen đuổi đi là và. Mà Giang Hải, sợ là cũng sẽ bị đánh te tua cho mà xem. Chỉ cần để cho anh ta một hơi tàn, cô ta muốn anh ta phải quỳ dưới chân của mình. Tô Đồng rất thích khả năng đánh đấm của Giang Hải, nhất là cái eo có vẻ rất có sức bật kia nữa. Giang Hải rất quen đường đi về phía văn phòng bảo vệ. Lưu Thành nhíu mày, cười lạnh, danh con, có biết kẻ gần đây nhất dám tới đây gây sự có kết cục gì không hả giang hải tìm cái ghế để cố uyển như ngồi xuống lập tức nói nghe nói đã đi ở rể còn cưới bà chủ của các anh làm vợ tôi còn nghe nói lúc ấy anh ta đã lái xe tông thẳng vào đây đấy lưu thành vươn tay túm lấy cổ áo giang hải mày đây là đang muốn chết sớm hơn một chút sao tưởng đây là nhà mày hả giang hải nheo lại mắt cũng không phản kháng mặc kệ cho Lưu Thành túm lấy cổ áo mình, nước bọt phun trên mặt mình. Lúc này Tô Đồng đột nhiên khóc nấc lên, khóc cút thít, kể ra Giang Hải cỡ nào vô sỉ. Không chỉ đánh cô ta, còn sàm sỡ cô ta. Rồi cô ta chỉ vào cố uyển như, còn có cô gái này nữa, cô ta chính là đồng lõa. Danh con, cậu nói xem chuyện này phải làm sao đây? Lưu Thành cả giận nói. Các anh nói thử xem nên xử lý thế nào. Giang Hải chậm rãi lấy gói thuốc ra, châm một điếu mặt không biểu tình bả vai lắc một cái đã tránh thoát khỏi tay lưu thành khói thuốc lượn lờ phun một hơi thuốc lên mặt lưu thành lưu thành thức điên lên tên khốn này lúc này còn không xem ai ra gì nghĩ không ai dám làm gì gã sao có lẽ tên này vẫn không biết thành phố giang tư bây giờ là thiên hạ của ai lên đánh gãy tứ chi của tên khốn này cho tôi lúc này bên ngoài có một âm thanh lạnh nhạt hờ hững vang lên tôi muốn xem thử, là ai không có mắt như vậy. Triệu tùy chắp tay sau lưng, chậm rãi nghênh ngang đi vào. Tô đồng thấy chỗ dựa đến rồi, càng khóc to hơn. Hani, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh ta, anh ta bắt nạt em. Một tay chỉ vào Giang Hải, tô đồng bổ nhào vào trong ngực triệu tùy, bả vai rung rung, gần như muốn hôn mê. Triệu tùy dùng giọng bề trên, hư lạnh nói các người, ai là người chịu trách nhiệm. Lưu Thành nói, là tôi nói cho cậu biết, tôi và anh Hiên của công ty bảo vệ các người là bạn tốt. Tôi cũng đối tác của là tập đoàn Uyển Như, cũng có quan hệ rất tốt với Cố Tổng. Cậu nói xem, việc này xử lý như thế nào. Thật không ngờ, hoàn cảnh đầu tư ở thành phố Giang Tư lại loạn như vậy, sợ là tôi phải suy nghĩ lại việc hợp tác với tập đoàn Uyển Như rồi. Triệu Tùy bắt đầu diễn, diễn xuất này cứ như ảnh đế vậy. Anh xác định là anh biết Cố Uyển Như, Giang Hải cười nhạo nghe xong lời này cố uyển như cũng suýt thì bật cười anh hừ lạnh nói tiếp sợ là anh biết cô ấy nhưng cô ấy lại không biết anh đấy vớ vẩn đánh anh ta tàn phế cho tôi chết tôi chịu trách nhiệm triệu tùy tức giận đến dậm chân nói với lưu thành nếu như chuyện này xử lý không tốt tôi chỉ có thể nói lại chi tiết với anh hiên gia của các người thôi ta còn muốn nói chuyện này với cố tổng công ty bảo vệ thành phố giang tư không thể bảo vệ an toàn cho nhà đầu tư những người này đều biết, tập đoàn Uyển Như ai cũng có thể đắc tội, duy chỉ có Cố Uyển Như, cho dù có 10 cái mạng cũng không dám có chút bất kính. Nếu ai dám nói Cố Uyển Như một câu nói bậy, thì kẻ đó đừng hòng được hợp tác với Cố Uyển Như. Mấy người Tần Hiên, Kim Thâu, có thể cho người đó đi ăn một bàn mãn hán toàn tịch, làm kẻ đó đến tận kiếp sau vẫn còn nhớ rõ đừng đắc tội người không thể trêu vào. Lưu Thành khoát khoát tay, đánh cho tàn phế, rồi ném ra ngoài lại nhìn cố huyền như một cái, thầm nghĩ, cô gái xinh đẹp như vậy thật là đáng tiếc. Cô ta cũng đánh cho tàn phế đi. Mọi người xoa tay, xói nhiều thịt ít, sợ mình chẳng được đánh cái nào. Nhưng vừa cất bước, đằng sau bỗng vang lên một giọng nói vô cùng lạnh lùng, là ai uy phong như vậy, muốn đánh người ta tàn phế rồi ném ra ngoài. Mấy người của công ty bảo vệ rất chi là quen thuộc với giọng nói này. Tần Hiên đến rồi. Tần Hiên sắc mặt tái nhợt, bước nhanh vào, trong nội tâm mắng to không ngớt, bọn đần này lại dám chặn Giang Hải ở bên trong. Chặn Giang Hải vậy thì thôi, Giang Hải thuộc là người mà không ai đánh lại được. Nhưng lại còn có cả Cố Uyển Như. Nếu kẻ nào mà động đến Cố Uyển Như, Diêm Vương cũng không dám thu linh hồn dơ bẩn của kẻ đó. Quả thực chính là động thủ trên đầu Thái Tuế, Giang Hải mà nổi giận thì tất cả những người ở đây đều phải kêu cha gọi mẹ. Trực tiếp đi tới trước mặt Giang Hải, chắp tay cúi chào anh giang cố tổng tất cả mọi người đồng loạt sững sờ lưu thành như rơi vào mơ hồ đây là tình huống gì đây không phải tần hiên gọi điện thoại để hỗ trợ xử lý chuyện này sao sao lại thế nào lầm rồi có lẽ kẻ cần xử lý chính là cô ả à ăn mặc lẳng lơ khóc lóc kể khổ kia triệu tùy chớp mắt mấy cái đột nhiên nghĩ đến cái gì toàn thân run lên lông mau dựng đứng không thể nào trùng hợp như vậy được Triệu Tùy đột nhiên cảm thấy, cô ả à trong ngực mình không thơm nữa rồi. Ả à đàn bà chết tiệt này, gây họa lớn cho mình rồi. Cố huyền như quay đầu Giang một bên, cô đang rất giận. Giang Hải lại cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén, anh hiên, anh đúng là có được giàn cấp dưới giỏi quá nhỉ. Có phải tôi nên chúc mừng anh Hiên, đã biến thành phố Giang Tư thành địa bàn của mình rồi. Nhìn xem, rất huy phong nha. Trung tâm thương mại gặp chuyện không may, lại trong thời gian ngắn như vậy điều được nhiều người như vậy tới anh hiên có phải tôi nên bị những bảo vệ này dánh thành bị thịt mới được tần hiên toát hết mồ hôi lạnh nhưng anh ta cũng không dám hé nửa lời chuyện này có chút khó giải thích rồi anh ta đúng là cho người giải quyết cũng cũng không nói nên giải quyết thế nào quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng chuyện này là ai xử lý tên bảo vệ kia ngơ ngác tiến lên anh hiên là tôi xử lý cương tử chỉ là muốn mang tên này bốp tương đương bốp tương đương bốp tương đương tần hiên vung tay lên tới tới lui lui cũng không biết đã tát bao nhiêu cái đánh đến mức gã bảo vệ kia ngất đi lập tức đưa ánh mắt về phía triệu tùy triệu tùy đã biết có gì đó không đúng người thanh niên lai lịch không nhỏ lập tức gã đẩy tô đồng ra như thể cô ta là ác quỷ nói rốt cuộc là có chuyện gì tô đồng lau nước mắt là anh ta anh ta muốn sảm sỡ em triệu tùy thật sự muốn khóc luôn rồi giờ là lúc nào rồi cô còn muốn vụ oan người ta mọi người cũng đâu có mù cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình lẳng lơ như thế nào còn không tự hiểu được hả bên cạnh người ta có một đại mỹ nữ như thế rồi còn thèm đi sảm sỡ cô so sánh với cố uyển như tô đồng chỉ là một bãi phân chó nói chuyện mà cũng đang bốc mùi hôi thối tần hiên lại nhìn về phía lưu thành là cậu muốn đánh gãy tứ chi của anh Giang. Là cậu muốn đánh gãy tứ chi cố tổng. Lưu Thành điên cuồng nuốt nước bọt, sợ đến mức hai đầu gối bủn rùn, suýt nữa ngã quỵ xuống. Anh ta, chưa từng thấy Tần Hiên tức giận như vậy. Không phải, anh Hiên, là anh bảo tôi. Tôi bảo cậu, Tần Hiên giơ chân đá Lưu Thành một cái lộn mòng. Tôi bảo cậu bất kính với anh Giang à. Tôi bảo cậu bất kính với cố tổng à. Biết cố tổng là ai không? anh ta vừa nói xong, tất cả bảo vệ đều giật mình. Có thể được Tần Hiên cung kính như vậy, còn họ cố, thành phố Giang Tư có thể tìm được người thứ hai sao? Lần này chết chắc rồi, không ai có thể ngờ được, bọn họ vậy mà ý định ra tay với chính bà chủ của mình. Cái tội này có mang đi giết cho chó ăn chó cũng không thèm ăn ấy. Cố tổng, triệu tùy thầm nói, xong rồi. Cái tên đó đã nói lên rất rõ rồi. Công ty của triệu tùy gặp rắc rối lớn, vốn muốn đến thành phố giang tư tìm cơ hội không ngờ vốn còn tưởng mang theo cô ả lẳng lơ này để giải sầu nhưng cô ta lại gây ra cho mình một phiền phức lớn nhường này sau chuyện này chuyện hợp tác xem như sôi hỏng bỏng không rồi anh ta nhìn chằm chằm vào tô đồng hận không thể lập tức đánh chết ả đàn bà này triệu tùy tiến lên một bước nịnh nọt nói cố tổng tôi đâu biết được cô ta chọc giận cô cô đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân nhé hani là bọn họ bắt nạt em, sao anh lại còn xin bọn họ? Tô Đồng chỉ được cái ngực to còn não thì teo, lúc này rồi mà vẫn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Cút, Triệu Tùy đẩy Tô Đồng ra, lại còn đá thêm một cái, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô chỉ là một kẻ gây tai họa, mang đến sự xui xẻo. Lập tức lại chuyển sang vẻ mặt nịnh nó thấp hèn. Cố Tổng, nếu sớm biết là cô, tôi đã đánh gãy chân của cô ta rồi. Cố Huyền Như trầm mặt, nếu như không phải tôi thì sao? Vậy người bị đánh gãy chân sẽ là ai? Không không, cố tổng, tôi không phải ý đó. Cố Huyền Như kéo Giang Hải, nhỏ giọng nói, được rồi, chúng ta trở về đi, ở đây nhún nháo quá. Được, Giang Hải đang định đi ra ngoài. Triệu Tùy vội nói, cố tổng, sáng mai tôi sẽ đến văn phòng để tạ lỗi với cô. Không cần đâu, tập đoàn Huyền Như tạm thời không có dự án phù hợp để hợp tác với anh. Cố Uyển như nói. Triệu tùy ngẩn ngơ, như rơi vào hầm băng. Chỉ biết trơ mắt nhìn Giang Hải và Cố Uyển như rời đi. Triệu tùy đưa tay lên hung hăng tát cho tô đồng một cái. Bốp tương đương. Âm thanh thanh thúy. Nhưng mà, vẫn chưa hết. Kế tiếp. Bốp bốp bốp. Tiếng tắt liên tiếp vang lên. Giống như đốt một dây pháo nổ, rất có tiết tấu. Cái mũi của tô đồng lệch qua một bên, quên cả việc khóc. Ôm lấy mặt, cuốn tròn người lại, cầu khẩn anh ta đừng đánh mình nữa. Đánh mệt mỏi, Triệu Tùy mới cầu khẩn Tần Hiên, anh Hiên, chuyện hợp tác, anh có thể. Không thể, Tần Hiên quả quyết cự tuyệt. Không tiến. Suýt nữa bị anh ta hại chết, thế mà còn không biết xấu hổ mở miệng nhờ mình giúp. Tần Hiên nói, anh Triệu, trước khi anh đi, tôi cho anh một lời khuyên. Ngày nào đó nếu như anh chết thảm, không phải ông trời không chiếu cố anh, mà là do anh quá ngu xuẩn. Dứt lời, Tần Hiên đứng chắp tay, Triệu Tùy đành phải cắn răng rậm chân rời đi. Nhìn Tô Đồng, Tần Hiên nói, ném cái thứ xui xẻo này ra ngoài cho tôi. Lập tức, ánh mắt lạnh như băng của Tần Hiên đảo qua mỗi khuôn mặt, lưu thành xuống làm bảo vệ bình thường. Tất cả mọi người tham dự ngày hôm nay, chạy hai vòng quanh thành phố. Ai không chạy, lười biếng, trực tiếp đuổi việc. Nhớ kỹ, ở thành phố Giang Tư, phải nói chuyện bằng đạo lý, không phải nói chuyện bằng nắm đấm một đám chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng thành phố giang tư rộng thế nào mọi người đều biết một con số đại khái nhưng lần này tần hiên để cho bọn họ dùng chân đi đo đạc hai vòng tất cả bảo vệ không một người nào dám lên tiếng nếu như bị công ty bảo vệ thành phố giang tư đuổi việc sẽ không thể sống yên ổn được ai cũng xem thường kẻ đó tuy tần hiên là mãng phu nhưng anh ta biết rõ Giang Hải để anh ta phụ trách công ty bảo vệ thành phố Giang Tư là ký thác kỳ vọng. Tần Hiên rõ ràng hơn ai hết, có thể đi theo Giang Hải, đó là vinh dự trí cao vô thường. Mới đầu, trong lòng của anh ta có không phục, cho dù phục cũng là bị đánh nên giả vờ phục thôi. Nhưng đến ngày hôm nay, thứ mà Giang Hải cho hai anh em họ, vượt xa những gì lúc trước họ mất đi. Cái này khiến anh ta càng thêm quý trọng địa vị hiện tại, và nhất là sự tí nhiện không dễ gì có được của Giang Hải chương 99, sát nhập công ty. Nắm tay nhau, hai người Giang Hải rời khỏi trung tâm thương mại. Sau chuyện như vậy, Cố Uyển Như đã không còn tâm trạng để xem phim nữa. Chỉ cần có thể ở cạnh Cố Uyển Như, Giang Hải đã vui rồi, nên làm cái gì cũng được. Ở bên ngoài ăn một chút cơm rồi về nhà. Cố Uyển Như lại ngồi vào trước bàn làm việc đọc tài liệu. Lông mi thật dài, thỉnh thoảng lại khẽ rung, khuôn mặt sạch sẽ rất yên lặng. Giang Hải nhìn đến ngây người. Năm năm qua, Giang Hải đều luôn mong ước có một ngày có thể an tĩnh như vậy ngắm cô. Không làm gì cả, chỉ cần có cô bên cạnh là Giang Hải đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Đương nhiên, nếu như có thể nhanh chóng sinh được một em bé thì sẽ càng tốt hơn. Suy nghĩ lần nữa trở lại thời gian ở trên con thuyền kia, lại nghĩ tới hương vị của nắm cơm năm ấy. Ngay lúc đó Giang Hải rất muốn được chạm vào để biết được cũ huyền như trông như thế nào anh không tự chủ được vươn tay ra, sửa lại mấy sợi tóc rối vương trên mặt Cố Uyển Như. "Đừng nghịch, em đang bận đây này." Cố Uyển Như cũng không ngẩng đầu lên nói. "Vợ, anh nghĩ chúng ta có lẽ nên làm chút chuyện chính sự đi." "Cái gì mà chính sự?" Cố Uyển Như ngồi thẳng, vẻ mặt chăm chú nhìn Giang Hải. Cô cứ nghĩ Giang Hải nói đến chuyện công việc, phương hướng phát triển tập đoàn Uyển Như hay gì đại loại thế. "Em xem đi, một dân tộc, một gia đình." đương nhiên cần phải nối dõi. Giang Hải dùng ánh mắt mờ ám nhìn Cố Uyển Như, như kiểu muốn nói em hiểu mà. Cố Uyển Như nhíu mày, mặt đỏ lên, sẵn giọng đáng ghét, lại không đứng đắn rồi. Đây chính là chuyện đứng đắn nhất mà. Nói xong, Giang Hải nhẹ nhàng ôm lấy Cố Uyển Như từ phía sau. Cố Uyển Như toàn thân cứng đờ, căng thẳng đến mức trái tim đập thình thịch. Thời gian dần qua, Giang Hải nhẹ nhàng hôn lên cổ Cố Uyển Như, Cố Huyền như rụt cổ lại, đứng dậy, bối rối không biết làm sao. Ngủ sớm đi, nhẫn nhịn cả buổi rồi nói ra một câu như vậy, nói xong cũng đi trên giường nằm xuống. Giang Hải lại sấn tới, "Em mệt à, hay là anh xoa bóp giúp em nhé?" Cố Huyền như một mực kháng cự nên không thể làm gì khác được, Giang Hải muốn tiến từng bước một, để Cố Huyền như không bài xích hai người tiếp xúc thân thể. Nước chảy thành sông là tốt nhất. Trong nội tâm Cố Huyền như cũng không bài xích chỉ là không biết nên bắt đầu như thế nào như thế nào cũng không quen làm ra hành vi khẳng định tình cảm để cố uyển như ngồi xuống bắt đầu xoa bóp từ đỉnh đầu xuống chỗ này có mõi không giang hải hỏi ừm um. chỗ này thì sao ừm um. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép động tác của giang hải dần dần thêm mập mờ thậm chí nằm vật xuống bên cạnh cố uyển như rất thích ý dựa vào cô vợ ơi tối nay cho anh ngủ trên giường nhé vợ Giang Hải, Cố Uyển Như đã ngủ rồi. Cứ mở mắt ra là bề bộn nhiều việc, cô quá mệt mỏi. Nặng nề thở dài, nhìn qua một mảnh tuyết trắng dưới cổ, Giang Hải sửng sốt rất lâu, đôi mắt thâm thúy sáng như ngôi sao chan chứa dịu dàng. Cuối cùng, vẫn là ngồi đi xuống giường trải chăn đệm của mình ra ngủ. Mấy ngày sau, có một tin tức khiến mọi người kinh ngạc lan truyền nhanh chóng. Hoành Thiên Giai trở lại thành phố Giang Thanh, lập tức khai đao với lôi đại ca nhưng vừa mới bắt đầu càn quét đã kết thúc trong yên lặng. Lôi đại ca cũng không tổn thất gì, nhưng thế lực của bàng đại ca lại đang bị thu hẹp lại. Rõ ràng, lần này hoành thiên giai đã bị đánh bại hoàn toàn, mặt mũi cũng mất sạch. Bất kỳ một nơi nào đều có quy tắc của nơi đó. Hoành Thiên Giai vừa tới thành phố Giang Thanh không bao lâu nhưng đã hoanh hoang nên không được lòng mọi người. Vòng tròn luẩn quẩn giới chính trị còn chưa thu thập xong, đã vọng tưởng động đến địa bàn của thế lực ngầm, tham công liều lính, cuối cùng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Một thông tin khác nữa, đấy là Diệp Gia ở thành phố Hải Hà đang bán tài sản lấy tiền mặt. Dừng lại toàn bộ hoạt động kinh doanh đèn mờ, cách hoạt động kinh doanh đứng đắn cũng bán hết. Sản nghiệp của Diệp Gia, ai dám mua chứ? Trong lúc nhất thời mọi người đều đang chờ xem tình hình chưa dám ra tay. Cũng chỉ có số rất ít người có thể đoán được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng những người đó lại càng không dám đứng ra mua lại sản nghiệp của Diệp Gia. Nếu Diệp Gia vô sự, cướp miếng thịt trong miệng hổ còn sống được sao? Sợ nhất là Diệp Gia lại chơi trò bán tài sản bất lương gì đó, đến lúc đó bỏ ra một đống tiền lại chỉ mua về một đống rách dưới thì chết. Nếu là Diệp Gia chọc phải người không nên chọc, vậy bọn họ lại càng không dám động rồi. Người mà Diệp Gia không dám động đến, ai còn dám động đến? Nhưng mà, những cái này Giang Hải cũng không quan tâm. Từ thành phố Hải Hà trở về, Diệp ra không những không cản trở gì, ngược lại còn chủ động vận chuyển vật xây dựng sang thành phố Giang Tư, hơn nữa giá cả vừa rẻ mà chất lượng vừa tốt. Các công trình ở phía tây thành phố đang được triển khai rất nhanh chóng. Mà lúc này, Phương Mỹ kỳ tìm tới cửa. rót chén trà cho cố Uyển như, Giang Hải thận trọng bưng chén trà, trong miệng lại nhảy mắng văn phòng hoàn cảnh không tốt, nhất định phải tăng tốc độ xây dựng toàn nhà của tập đoàn Uyển như ở phía tây lên mới được đẩy cửa tiến vào văn phòng, Giang Hải hơi sửng sốt một chút, lập tức điềm nhiên như không có việc gì đặt chén trà ở cố uyển như trước mặt. Vợ uống nước đi, em xem mỗi em khô hết cả rồi kia. Phương Mỹ Kỳ nhìn Giang Hải như nhìn quái vật, người này vẫn là người khiến toàn bộ người của thế giới ngầm nghe ên đã sợ mất mật, không một ai dám đắc tội đây là. Đây vẫn là đế vương sao? Ánh mắt kia, dịu dàng như nước quả thực không cách nào liên tưởng được người này với đế vương tàn nhẫn kia. Giang Hải làm như thế, nói ra không ai tin, nếu bị người ta nhìn thấy không biết sẽ làm bao nhiêu người kinh ngạc rớt luôn cái cầm mất. Từ ấn tượng trước kia khiến Phương Mỹ Kỳ rất khó để liên hệ đế vương và người đàn ông ấm áp này thành cùng một người được. Cô nhìn tôi như vậy làm cái gì? Giang Hải nhìn cô ta một cái, quay lại vị trí quen thuộc của mình, ngồi xuống chơi điện thoại. Anh, Giang, đúng là làm cho người khác không thể đoán trước được." Phương Mỹ Kỳ nhịn không được nở nụ cười, nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng như đóa tuyết liên. Giang Hải lại bình thản nói, "Tôi là đi ở rể mà, làm những việc này không phải đều rất bình thường sao?" "Đi ở rể?" Phương Mỹ Kỳ quả thực khó mà tin được vào tai của mình. "Anh đi ở rể?" Được mệnh danh là nữ thần chiến tranh của Thiên Lương, Phương Mỹ Kỳ trước giờ rất ít khi biểu hiện rõ cảm xúc thế này mà giờ phút này, lại ngũ quan vặn vẹo, cứ như nghe được chuyện gì kinh khủng lắm vậy. Mặt của Uyển như đỏ lên, vội ngắt lời anh, Giang Hải, cô Phương đến đây là để hợp tác với chúng ta đấy, mà cô ấy đại diện cho thiên lương. Đừng dùng thiên lương ép người, tôi cũng không phải mấy người vì nước quên thân phục vụ. Giang Hải lạnh lùng nói, nên hợp tác như thế nào thì cứ hợp tác như thế. Giang Hải, như vậy có phải là có chút không ổn không? cố uyển như không ngờ giang hải làm đưa ra quyết định như vậy giang hải mỉm cười với cố uyển như vợ nói thế nào thì là thế ấy cho dù em có tặng không cũng không sao cả phương mỹ kỳ hắng giọng trong nội tâm vô cùng nghi hoặc giang hải là đang giả vờ sao anh ấy thật sự đi ở rể chuyện hợp tác giang hải cũng không quan tâm lắm trước đó đã nói qua với phương mỹ kỳ rồi mà cô ta cũng sẽ không dùng quyền áp người huống chi người có thể ép được giang hải cũng không tồn tại đàm phán tiến hành vô cùng nhanh chóng cuối cùng thiên lương hợp tác cùng tập đoàn uyển như thành lập một cái căn cứ công nghiệp ở phía tây thành phố chuyên sản xuất linh kiện thiết bị cao chấp cung cấp thẳng cho thiên lương dựa theo dặn dò của cố uyển như giang hải đưa phương mỹ kỳ đi ra ngoài phương mỹ kỳ nói vì sao không thể chuyển nhượng kỹ thuật cho chúng tôi tôi biết anh cũng không quan tâm những cái này giang hải châm một điếu thuốc rất hưởng thụ hít hút một hơi thuốc. Phương Mỹ Kỳ từ chối lời mời ở lại của Cố Uyển Như, rất mệt mỏi những vẫn rời đi rồi. Cô ta không phải người hay nói huyên thuyên, nhưng giờ phút này đã rất nôn nóng muốn kể chuyện Giang Hải đi ở rể cho người khác nghe. Đây tuyệt đối là một tin tức kinh thế hãi tục. Cô tốt nhất đừng có mà tung tin vớ vẩn. Giang Hải nhả một hơi khói rồi nói. Phương Mỹ Kỳ mỉm cười, "Giang Hải, Đường Đường đế vương" vậy mà cũng có lúc làm ra chuyện mất mặt thế này đi ở rể thế mà cũng làm ra được lập tức trong nội tâm cô ta lại có một chút hâm mộ cô ta thấy cố huyền như chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường chỉ là xinh đẹp một chút mà thôi làm sao lại có thể làm giang hải ái mộ như thế phải biết giang hải là người mà không hề thiếu loại phụ nữ nào nhất là nghĩ vậy phương mỹ kỳ nói đế vương Chẳng nhẽ anh không cho tôi nói là vì sợ vị ở cung kim ô kia biết sao? Cô biết cô ta à? Giang Hải nheo mắt lại, khó hiểu nhìn Phương Mỹ Kỳ. Nữ thần thiên lương, không quan tâm tình hình chiến đấu, lại thích nghe ngóng tin đồn nhảm về người khác vậy sao? Con gái khắp thiên hạ này chắc là đều có cái tình này rồi. Thang máy đã đến, Phương Mỹ Kỳ khoát khoát tay. Tôi không chỉ biết cô ấy mà tôi còn biết cô ấy sẽ đến thành phố Giang Tư. Hả? thái độ của Giang Hải lập tức cứng lại. Phương Mỹ Kỳ rốt cuộc nhịn không được bật cười, hóa ra cũng có người khiến đế vương sợ. Cửa thang máy khép lại, Giang Hải sửng sốt rất lâu. Giang Hải không sợ cô ta, chỉ là không tiện đối mặt thôi. Quan trọng nhất là Giang Hải đánh không lại cô ta. Đứng ở cửa sổ hành lang, dập điếu thuốc lá, Giang Hải thở dài, xem ra là phải đi một chuyến rồi. Quay người lại, anh cũng không hề bất ngờ khi nhìn thấy Lan Kiều. Cô gái này đã mấy ngày không thấy bóng dáng rồi. Giang Hải, tôi có việc tìm anh." Lan Kiều đi thẳng vào vấn đề, dùng ánh mắt như muốn nói, "Chúng ta tìm chỗ nào thích hợp nói chuyện." Giang Hải chỉ gật gật đầu. Lan Kiều nói, "Lan gia gia muốn hợp tác cùng tập đoàn Uyển Như. Không phải là đang hợp tác rồi sao?" Giang Hải không hiểu lắm. "Hợp tác sâu hơn nữa, khống chế cổ phần lẫn nhau." Đôi mắt việt sắc của Lan Kiều ánh lên sự thông minh. Hay nói đúng hơn là sát nhập. Việc này tìm vợ của tôi mà nói. Giang Hải cười nhạt một tiếng, rất là tán thưởng. Lan Kiều gia nhập vào, có cả lợi và hại, nhưng theo Giang Hải nghĩ, lợi nhiều hơn hại. Tập đoàn Uyển Như có thể kiếm bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Nếu có Lan Kiều, người được mệnh danh là nữ gia cắt này, của Uyển Như sẽ nhẹ nhóm hơn rất nhiều. Điểm này Giang Hải đã sớm nghĩ tới, tập đoàn Uyển Như cũng cần một người như Lan Kiều lượng công việc hiện tại quá nặng nề, của Uyển như quá mệt mỏi. Giang Hải rất đau lòng. Tập đoàn Uyển như vốn liếng cũng không hùng hậu lắm, nhưng thực lực lớn đến dọa người. Nếu như sát nhập, Lan Gia chẳng khác nào bị ăn sạch, bởi vì chỉ có thể chiếm một chút cổ phần rất nhỏ. Nhưng đối với Lan Gia mà nói, cũng là một cơ hội khó có được. Làm chân của một con vẫn tốt hơn làm con kiến. Được rồi, vậy rồi sẽ đi nói chuyện với Uyển Như. Nói xong, Lan Kiều đi tìm Cố Uyển Như. Từ lần đi thành phố Hải Hà kia về, Lan Kiều kể lại toàn bộ hành động của Giang Hải, Lan Thương kinh ngạc đến suýt nữa thì lăn ra ngất. Giang Hải, đến cùng là thân phận gì, Diệp ra ở thành phố Hải Hà, chỉ mấy câu của Giang Hải đã giải quyết xong. Hơn nữa, theo nguồn tin tức tin cậy, ông cụ Diệp còn tuyên bố. Tất cả người Diệp ra, thấy Giang Hải cũng như nhìn thấy chính ông cụ vậy ông cụ diệp là lão tổ tông của diệp gia chẳng lẽ thấy giang hải cũng phải làm như nhìn thấy tổ tông vô luận là nghĩ như thế nào thì sát nhập cùng tập đoàn uyển như là có lợi nhất đối với lan gia lan thương cũng không phải không có tính toán của riêng mình lan gia thác thì chỉ biết ăn chơi nếu mà để nó kinh doanh sản nghiệp gia tộc sợ là sẽ táng ra bại sản luôn lan kiều nói không chừng ngày nào đó sẽ được giang hải để ý đến vì sao không lợi dụng cơ hội trước mắt này cho thật tốt chứ Lúc trước Giang Hải ép Lan Kiều phải đi thuê phòng để sỉ nhục cô ta. Lan Thương cũng bị sỉ nhục nhưng lại không thể làm gì. Hôm nay, Lan Thương lại ước gì Lan Kiều sớm trở thành người phụ nữ của Giang Hải. Cho dù không có danh phận gì, cái này đối với Lan gia cũng như một bước lên trời. Chương 100, Bạch gia ra sân. Đợi đã, Giang Hải mặt không biểu tình. Món nợ của Lan gia vẫn chưa xong đâu, bây giờ giữ các người lại là vì còn chưa điều tra rõ ràng đừng vội nghĩ Lan Gia đã an toàn. Lan Kiều cười nhạt một tiếng, Lan Gia không làm gì, với thân phận của anh, cũng sẽ không vụ oan cho người khác. Nếu như muốn hủy diệt Lan Gia, một câu là đủ rồi. Sở dĩ giữ lại Lan Gia, cũng là muốn có một ngày, Lan Gia tìm được chứng cứ gì tự chứng minh mình vô tội. Hung thủ hủy diệt Giang Gia, mới có thể trồi lên mặt nước. Giang Hải nheo mắt lại, cô rất thông minh, đôi khi, thông minh là tốt, nhưng có đôi khi, thông minh cũng là một loại độc dược đấy. Lời này, không phải lần đầu tiên tôi cảnh cáo cô. Giang Hải rất không thích loại cảm giác này, bị một cô gái nhìn thấu tâm tư. Cố huyền như nghe Lan Kiều nói xong, kinh ngạc một lúc lâu. Liên tục hỏi lại xem Lan Kiều có đang nghiêm túc hay không. Phải biết rằng, những kỹ thuật độc quyền kia đều là vô giá, nếu như tập đoàn Uyển như và Lan ra sát nhập, thì sẽ phải tính ra giá trị. Những giá trị này, sợ sẽ là con số khổng lồ. Nói cách khác, Lan Gia không giống như là đang tìm người hợp tác, mà như đang cho không tài sản của mình vậy. Yêu cầu của Lan Kiều cũng không cao, chỉ cần 10% cổ phần. Cái này, lại một lần nữa làm Cố Uyển như bất ngờ. Này khác nào cho không? Phải biết, Lan Gia tại thành phố Giang Tư kinh doanh nhiều năm như vậy, thế ra số một, hầu như tất cả các ngành đều có sự tham gia cả họ, Lan Kiều nói, Lan ra muốn 10%, là tỷ lệ cổ phần sau khi ba nhà tiến hành sát nhập. Còn có nhà họ Ngô. Trước khi tình hình kinh doanh đi lên, Ngô Mẫn đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng lại không được quá nhiều hồi báo. Tập đoàn Uyển Như, sớm đã có một phần của Ngô Mẫn rồi. Ngô Mẫn đồng ý không? Cố Uyển Như hỏi. Lan Kiều cười cười, biết rõ Cố Uyển Như đã tính toán xong rồi lập tức lấy ra một phần tài liệu nói, đây là tài liệu mà nhà họ Ngô cung cấp. Nhà họ Ngô đã chuẩn bị chi tiết tất cả sản nghiệp rồi. Cười nhạt một tiếng, kềm chế tâm tình kích động. Cố huyền như nói, tôi phải thương lượng với Giang Hải đã. Tôi đã hỏi anh ấy rồi, anh ấy đồng ý. Lan Kiều gật đầu. Sát nhập công ty, đã thành kết cục đã định. Không ai có thể ngờ được, ba thế lực khổng lồ không hề báo trước đột nhiên tuyên bố sát nhập, tập đoàn Uyển như chỉ dùng 20% cổ phần đã ảm chọn sản nghiệp của hai nhà. Nuốt chừng, đây chính xác là nuốt chừng. Thủ tục xử lý rất thuận lợi, một lần nữa cố Uyển như, Lan Kiều và Ngô Mẫn đồng thời tuyên bố, tập đoàn Uyển như sắp tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tại khách sạn Thiên Nha của thành phố Giang Tư. Gửi rất nhiều thiệp mời đi khắp nơi. Bảo vệ, Tần Hiên phụ trách. Đã có bài học lần trước, công ty bảo vệ thành phố Giang Tư tiến hành chỉnh đốn từ trên xuống dưới mà lần này chủ yếu là để biểu hiện ra sự an toàn ở thành phố Giang Tư, sự an toàn của môi trường đầu tư. Tiếp đái, do Tần Hạo phụ trách. Lăn lộn nhiều năm như vậy ở cả trong tối lẫn ngoài sáng, Tần Hạo rất đúng với câu gừng càng già càng cay, loại người nào mà chưa gặp qua. Phân loại dự án, bố trí đấu thầu, ngô mẫn phụ trách. Cố huyền như và Lan Kiều thì nắm toàn bộ đại cục. Lôi nhân hào biết rõ đây là một cơ hội rèn luyện hiếm có, tập đoàn Uyển Như cũng phát triển thần tốc, chủ động rút khỏi vị trí chủ tịch, sang quản hậu cần. Lấy cái cơ rất hoàn hảo là để có nhiều thời gian ở bên Cố Vân Lệ hơn. Về phần Giang Hải, đội trưởng đội lái xe, đây là vị trí mà Cố Uyển Như xếp cho anh. Đối với cái này, Giang Hải không có ý kiến gì, anh không có chút hứng thú nào đối mấy cái chức danh này. Ngược lại là không ít người trêu chọc, tập đoàn Uyển Như âm thịnh dương suy, do phụ nữ làm chủ có thể nhận được thiệp mời của tập đoàn Uyển Như, không có người nào mà không phải là người nổi bật trong các mảng kinh doanh. Còn có rất nhiều người tự đến thành phố Giang Tư khảo sát đấy, cho dù không có thiệp mời, vẫn được tiếp đãi rất tử tế. Nhìn danh sách người dự, Cố Uyển Như nhíu chặt mày. Người đến không phải là hơi nhiều, mà là rất nhiều. Thậm chí không ít thế lực ngầm cũng cho người đến. Tập đoàn Uyển Như ngang trời xuất thế, phát triển thần tốc, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Thậm chí không ít gia tộc ở phía Bắc đã bắt đầu tìm hiểu về tập đoàn Uyển Như. Tập đoàn Uyển Như có dây chuyền sản nghiệp nguyên vẹn, có thể nhìn thấy cơ hồ bao trùm toàn bộ ngành sản xuất, dù sao cũng là tập đoàn Uyển Như sát nhập hai đại thế gia. Giờ phút này, nói là dự rỡ như mặt trời ban trưa cũng không đủ. Có quá nhiều khách tới, khách sạn không đủ chỗ, thành phố Giang Tư xuất hiện một tình huống khó xử mà xưa nay chưa từng có. Lúc tổ chức tiện, ngay cả khách sạn nhỏ cũng hết phòng. Trong một căn biệt thự, cậu chủ muốn vào hội trường không cần thư mời, chỉ cần đăng ký đơn giản là có thể đi vào. Một người trung niên mắt sói mùi ưng, khoanh tay không người, vô cùng cung kính đối với người thanh niên trước mặt. Người thanh niên cười, giang ra bị diệt, lão già đáng chết bạch lý hưng kia lại đứng ra bảo vệ nó. À đàn bà kia đã nhảy xuống biển tự vẫn rồi, sao nó không đi theo chết luôn đi? còn có đám ngu xuẩn kia nữa người đã đưa lên thuyền rồi còn để nó trốn thoát được đúng là đồ vô dụng mạng cứng phết đấy nhưng mà mày rất nhanh sẽ phải hai bàn tay trắng thôi người thanh niên này không phải ai khác chính là em trai cùng cha khác mẹ của giang hải bạch hiệu thanh uy ông nói xem nếu nó nhìn thấy tôi thì sẽ có biểu cảm thế nào thanh uy sầu lo nói cậu chủ cậu làm như vậy sẽ khó ăn nói với ông chủ lắm có cái gì mà khó ăn nói? Bạch Hiệu gầm lên, chẳng lẽ để cái đứa con hoang đó đến tranh vị trí gia chủ với tôi hả? À? Cha tôi đã bệnh nặng rồi, nói không chừng ngày nào đó sẽ ra đi. Mà ông ấy lại muốn để Bạch Lý Hưng mang cái đứa con hoang kia về nhà họ Bạch. Ông ấy muốn làm cái gì? Tưởng tôi là kẻ ngu sao? Để đứa con hoang ấy còn sống, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn nhà họ Bạch rơi vào tay nó? Thanh Huy nói, nghe Bạch Lý Hưng nói giang hải này có thân phận rất đặc biệt mà ngay cả nhà họ bạch cũng phải cẩn thận tôi nghĩ nghĩ cái gì bạch hiệu nheo lại mắt nhìn chằm chằm vào thanh huy ông phải nhớ kỹ ông là người của tôi chẳng lẽ ông quên ai là người cứu ông rồi thân phận đặc biệt quả là nực cười chẳng lẽ nó còn hơn được nhà họ bạch nếu như cái đứa con hoang kia thật sự có bản lĩnh thì lan ra còn có thể tồn được ở thành phố giang tư nữa không cậu chủ nói rất đúng Người trung niên biến sắc, đành cắn răng nói. Ông ta nói, cậu chủ, đã chuẩn bị xong theo cầu của cậu rồi. Với tư cách người thừa kế của nhà họ Bạch, Bạch Hiệu cũng là người trẻ tuổi giỏi giang nhất của nhà họ Bạch. Bất kể là tâm trí, hay là mưu kế thủ đoạn. Những người cùng lứa khó có thể sánh được. Mà, Bạch Hiệu, còn có ngoại hình rất tuấn tú lịch sự. Tập đoàn Uyển Như, tôi muốn chắc rồi. Cố Uyển Như, cũng không tệ lắm, có thể chơi vài ngày còn Lan Kiều kia lại càng đúng gu của tôi. Nghe nói cô ta là bà con bên nhà mẹ tôi, nếu như lúc này cầu hôn Lan ra phía Bắc, ha ha, thật thú vị, thật thú vị. Ha ha, Bạch Hiệu có vẻ hơi điên cuồng, tiếng cười truyền đi rất xa, rất đáng sợ. Lúc này, điện thoại vang lên. Bạch Hiệu nhìn Thanh Huy. Thanh Huy rất biết điều lập tức khom người rời đi. Anh ta nghe máy, con nghe, mẹ. Trong điện thoại vang lên một giọng nữ ung dung, Hoàn toàn không giống như người đã 50 tuổi, uyển chuyển lại êm tai, nghe cứ như giọng của em gái nhà bên. Người này chính là mẹ của Bạch Hiệu, Lan Nhã Cát. Giang Hải còn sống, vẫn luôn là họa lớn trong lòng Lan Nhã Cát. Bà ta tuyệt không cho phép một kẻ có khả năng ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai mình tồn tại, nhất lại là đứa con hoang do người đàn bà kia sinh ra. Đến thành phố Giang Tư rồi à?" Lan Nhã Cát hỏi. "Đến rồi à? Gặp Lan Thương chưa?" Mẹ con không cần đi gặp lan thương gì cả, chẳng phải chỉ là một đứa con hoang thôi sao? mẹ cứ tin ở con. lan nhã cắt nói, coi chừng lại có bất giác biết mình biết người mới tốt nhất. bạch hiểu cười nhạo, mẹ mẹ cũng đừng bị bạch lý hưng dọa thế chứ, ông ta chính là nói hưu nói vượn. còn nữa, lan thương cũng không đáng tin, cho dù nó là võ giả thì đã sao? mẹ không nghe câu thiên ngoại hiếu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn à? cúp điện thoại bạch hiệu cầm ảnh chụp giang hải một tấm cảnh chụp từ 5 năm trước giang hải cả người đầy huyết đã nhìn không rõ mặt cực kỳ bi thảm ha ha bạch hiệu điên cuồng cười cười đến khản giọng thẳng đến toàn thân run rẩy nếu như giang hải rơi vào tay anh ta anh ta muốn lột ra giang hải cả người dính đầy máu tươi khiến anh ta nhịn không được tim đập rộn lên bên ngoài gian phòng thanh uy chậm rãi lắc đầu đây là bệnh phải điều trị càng ngày càng phân liệt rồi, lúc gặp người ngoài còn khá tốt. Lúc ở một mình chẳng khác nào thằng điên. Bức tiệc bắt đầu vào buổi chiều, có khá nhiều tiết mục, có lẽ sẽ diễn ra đến đêm khuya. Bạch Hiệu sớm đã tắm rửa, thay quần áo, xịt loại nước hoa đặc chế. Nhìn chính mình trong gương, gương mặt điển trai, dáng người hoàn mỹ. Bạch Hiệu suýt nữa bị chính mình mê hoặc. Vô luận là xuất thân hay là ngoại hình, Bạch Hiệu đều là đối tượng trong mơ của các cô gái. Cố Uyển Như, Lan Kiều. Tôi đến đây. Các em tốt nhất là nghe lời tôi, nếu không. Tối đa 10 ngày, tôi muốn thành phố Giang Tư không có ai dám hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Tại đây, cũng sẽ không có một đứa con hoang tên là Giang Hải tồn tại nữa. Đến lúc đó dù các cô có quỳ xuống, tôi cũng sẽ chỉ đem các cô trở thành chó cái. Tôi thích mấy cô nghe lời. Nhàn nhã đi ra khỏi phòng, Thanh Huy, đưa tôi tới nơi tổ chức bữa tiệc. Khách sạn Thiên Nha ở thành phố Giang Tư. Một đám nhân viên bận tối mày tối mặt. Trên xa bàn cực lớn tinh xảo bày ở đó, mỗi một tấc đất ở phía tây đều đã được quy hoạch rõ ràng. Mỗi một miếng đất đều có một số hiệu, đối ứng chính là sản nghiệp tương ứng. Tập đoàn Uyển Như trong những sản nghiệp này đều có được kỹ thuật tiên tiến. Ai đến hợp tác, đó chính là đạt được cơ hội hiếm có. Thời gian vẫn còn sớm, mà lúc này đã có mấy đối tác đến rồi đứng trước xa bàn chỉ trỏ. Một người trong đó có chút hít cảm khái, thành phố Giang Tư nhìn như vùng duyên hải, nhưng vật tư thiếu thốn, không có khoáng sản tài nguyên gì, cũng không có trường đại học nào lớn. Ai có thể ngờ được, thành phố Giang Tư vậy mà có thể làm thành khu công nghiệp khoa học kỹ thuật lớn nhất phương Đông này. Người còn lại nói, có nghe nói gì chưa, có mấy trường đại học nổi tiếng tuyên bố sẽ tiến hành khảo sát thành phố Giang Tư. Chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, Bọn họ sẽ xây dựng chi nhánh ở thành phố Giang Tư đấy. Khoa học kỹ thuật là thứ khiến đất nước giàu mạnh, tập đoàn Uyển Như nắm giữ nhiều kỹ thuật như vậy, đứng ở trên đỉnh của khoa học kỹ thuật rồi. Đợi một thời gian nữa, tập đoàn Uyển Như chắc chắn sẽ nổi bật ở phương Đông, thậm chí là toàn bộ thế giới. Một người phụ nữ trung niên, đeo cặp kính dày cộp cảm thán. Rất khẳng định gật đầu, đây là miếng bánh ngọt khổng lồ, sợ không ít thế gia hào phú cũng sẽ đến đây hợp tác. Những trường đại học kia đúng là rất sáng suốt. Giáo sư có đủ nhiều để nghiên cứu dự án, như vậy tận lực đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng nhân tài cũng có thể tiêu thụ ngay tại chỗ, không bị thất thoát nhân tài. Thành phố Giang Tư, sợ là sắp bay lên rồi. Lúc này, Tần Hạo tiến lên, chào hỏi bọn họ. Thấy mấy người nói về các dự án phía Tây thành phố, Tần Hạo có chút kiêu ngạo nói, không chỉ những trường đại học, mà ngay cả Thiên Lương cũng là đối tác của chúng tôi. Thiên Lương, tất cả mọi người sững sờ, thậm chí hút một ngụm khí lạnh. Điều này nói rõ cái gì? Chương 101: Tiệc. Tập đoàn Uyển Như không chỉ có những kỹ thuật độc quyền, mà còn có các bằng sáng chế cao cấp hơn. Khủng khiếp hơn nữa là còn được Thiên Lương hậu thuẫn. Nếu ai đó ở thành phố Giang Tư có ý đồ không tốt với tập đoàn Uyển Như, sẽ có kết quả. Đánh giá một lượt biểu cảm trên mặt của mọi người, Tần Hạo cười thỏa mãn. Cái anh ta muốn chính là kết quả này, chờ bữa tiệc chính thức bắt đầu, tin tức này chắc chắn sẽ bị truyền ra và mọi người đều biết. Tại quầy lễ tân, đồ uống và đồ ăn nhẹ đã được sắp xếp từ sớm. Các đối tác đi thành từng nhóm, nâng cốc và nói chuyện một cách hòa nhã. Cố huyền như vẫn đang thảo luận về việc đầu tư, vì vậy Giang Hải không có việc gì làm. Trong miệng nhét đầy thức ăn đến mức anh nhai ngấu nghiến nó, không có một chút hình tượng nào hành động của giang hải đối với giới thượng lưu mà nói đúng là hoàn toàn không phù hợp nên đã thu hút không ít ánh nhìn về phía anh đây chẳng phải là một tên ma chết đói sao người dẫn chương trình bữa tiệc cũng không để ý một chút thứ người như vậy nên ném ra ngoài từ sớm để gã ở đây chỉ ảnh hưởng đến không khí của bữa tiệc tần hiên đứng từ xa nhìn giang hải ăn ngon miệng quá nhìn mãi làm anh ta cũng cảm thấy đói bụng theo nhưng lối ăn của giang hải quá khó coi ngay cả anh ta cũng đều cảm thấy mất mặt một lúc sau, Tần Hạo vội vã đi tới chỗ Giang Hải. Anh Giang, Chủ tịch cơ đến. Thành phố Giang Tư phát triển được đến mức này, đều là công lao của Hoành Độ Dương, cố huyển như so ra cũng chỉ là một thương nhân. Mà Giang Hải, vẫn là đế vương như cũ. Phía Tây thành phố đang phát triển, cùng với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật, Hoành Độ Dương chắc chắn sẽ đến. Không có Hoành Độ Dương nâng đỡ, các nhà đầu tư cũng sẽ không đến thành phố Giang Tư đầu tư. Giang Hải nhét mười mấy cái bánh quy trong miệng, ngẩng đầu một cái, đến thì đến thôi. Mặt của Tần Hạo bị anh phun đầy vụn bánh quy, anh ngẩng đầu uống hết nửa cốc nước, vỗ vỗ cái bụng, đầy ăn được kha khá rồi. Anh Giang, anh phải tự mình đi nghênh đón chứ. Tần Hạo nháy mắt mấy cái, ra hiệu với Giang Hải. Giang Hải đột nhiên hiểu ra, nếu anh là đế vương thì dù một trăm hoành độ dương đi nữa cũng không cần phải để ý mặc dù hoành độ dương là hoàng tộc nhưng cũng không đủ để Giang Hải coi trọng. Nhưng, lúc này Giang Hải lại đang là chồng của Cố Uyển Như, đại biểu cho tập đoàn Uyển Như. Phất cờ gióng chống nghênh đón, chính là để cho thế nhân biết, tập đoàn Uyển Như có chỗ dựa lớn. Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cũng không thèm lau miệng, anh nói, đi. Vừa mới tới khách sạn, Hoành Độ Dương đã đi vào cửa. Thấy Hoành Độ Dương tới, không ít người chủ động tiến lên muốn chào hỏi. Nhưng Hoành Độ Dương không thèm để ý đến họ, mắt vẫn nhìn về nơi nào đó. Từ xa đã nhìn về phía Giang Hải và mỉm cười chào hỏi. Mà Giang Hải thì sắc mặt lạnh như băng, đi lên trước hơi cúi người. Hoan nghênh đến Red Roman, mời lên trên lầu. Giang Hải nói rất to, toàn bộ người đứng đó đều có thể nghe thấy. Một khách VIP của lầu 2. Mọi người trong đại sảnh cảm giác như bị dội gáo nước lạnh. Người này là ai vậy? lại dám vô lễ với chủ tịch cơ như vậy. Trong đại sảnh có không ít người nghĩ như vậy. Được Hoành Độ Dương đến dự, đó chính là phúc khí của tập đoàn Uyển Như. Không ra cửa nghênh đón cũng được đi, lại còn dám ở ngay trước mọi người nhạo báng ông ấy nữa. Hơn nữa, ngay cả tôn sưng tối thiểu cũng không có. Hoành Độ Dương chính là chủ tịch của thành phố Giang Tư đó. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Hoành Độ Dương không hề tỏ ra không hài lòng về thái độ của Giang Hải ngược lại ông lại nở ra nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng giang hải cũng chính là đế vương nếu như anh ta cười với bạn đó cũng hẳn là chuyện tốt rồi mà trêu chọc bạn như vậy thì mối quan hệ lại càng thêm thân thiết chứ sao tập đoàn uyển như phát triển càng tốt đối với hoành độ dương mà nói càng là chuyện tốt tất nhiên điều này đòi hỏi một quy mô cái đau đầu duy nhất là không ai có thể kiểm soát được giang hải Mặc dù đế vương đại diện cho quyền lực trong thế giới ngầm ở phương Đông, nhưng anh ta không tuân theo mệnh lệnh bất kỳ ai. Có một từ có thể được giải thích tốt nhất khi đối mặt với người này, đó chính là nỗi sợ hãi. May mắn thay, đế vương sẽ không làm bất cứ điều gì chống lại lợi ích của phương Đông, điểm mấu chốt này chưa bao giờ chưa bao giờ đế vương phá vỡ. Lên lầu đi, muốn ăn gì thì ăn, Giang Hải lại nói. Tần Nguyễn Văn đứng ở sau lưng Giang Hải, thiếu chút nữa thì nghẹn chết. Hoành Độ Dương có thể giống anh thế được à? Không coi ai ra gì cứ thế nhét cả đống thức ăn vào miệng. Người ta cũng không phải đến để ăn. Ngay cả lịch sự tối thiểu cũng không có. Anh định nghênh đón người ta kiểu gì vậy? Mà, điều khiến Tần Hạo kinh ngạc chính là Hoành Độ Dương vẫn nở nụ cười thoải mái, điều gì đang xảy ra vậy? Rất hưởng thụ. Cố tổng đâu rồi?" Hoành Độ Dương hỏi. Giang Hải xua tay, cô ấy đâu có rảnh để tiếp ông đâu. Mấy câu kiểu này cũng chỉ có Giang Hải mới dám nói, cho dù Cố Uyển như có ở đây cũng sẽ tiến lên nói mấy câu khách sáo. Nói xong, Giang Hải xoay người rời đi, trở lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Còn Hoành Độ Dương thì được Tần Hạo dẫn vào gian phòng nghỉ ngơi. Nhân vật quan trọng ra sân, hơn phân nửa đều là ánh hào quang tứ phía. Tần Hạo bận đến chân không chạm đất, tiếp đón hết người nọ đến người kia, mệt mỏi mướt mồ hôi, người trong sảnh càng ngày càng nhiều. Cũng cuối cùng đã tới thời điểm bắt đầu bữa tiệc. Trong bữa tiệc này, không khí không được hòa thuận như mong đợi mà chứa rất nhiều sự u ám. Sau khi khai mạc, ngay lập tức bắt đầu giới thiệu từng dự án. Một bữa tiệc đã được biến thành một cuộc đấu thầu. Hơn chục dự án tương ứng với hơn chục lô đất trên sa bàn. Rất nhiều người đã có mặt ở đây, có thể nói là sói thì nhiều mà thịt thì ít. Bầu không khí rất căng thẳng và nóng hầm hập, mà lúc này Tần Nguyễn Văn đột nhiên nhỏ giọng nói với Giang Hải, anh Giang, người của Lập Gia cũng tới. Ồ, Giang Hải cao mày, Lập Minh. Tần Hạo chỉ chỉ về một phía, Lập Minh đang nói chuyện với một người nào đó, anh ta cũng không nhận ra mình thuộc loại không được yêu thích. Hơn nữa, các ông chủ của một số doanh nghiệp nhỏ còn đang vây quanh nịnh bợ hai người gã. Giang Hải cảm giác trong đầu anh một tiếng, như nổ tung vậy, nhất thời con mắt căng như sắp nứt. Không phải là bởi vì Lập Minh, chỉ một tên nhãi lập ra, còn không có tư cách để cho anh phải nhìn thẳng. Người thiếu niên tao nhã bên cạnh lập minh, dù anh ta có hóa thành cho Giang Hải cũng có thể nhận ra. Bạch Hiệu Nói một cách chính xác, Giang Hải và Bạch Hiệu chưa từng tiếp xúc. Dù chưa gặp mặt, nhưng cái này cũng không làm trở ngại việc hai người chán ghét lẫn nhau, thù hận đến mức người chết ta sống. Mối thủ của Giang gia, Giang Hải vĩnh viễn sẽ không quên chắc chắn sẽ dùng máu của nhà họ Bạch để tế bài linh hồn của mẹ. Mà, Giang Hải cũng không nóng nảy, anh muốn nhìn thấy từng người bọn họ phải kêu lên thống khổ, sống không bằng chết. Kệ anh ta đi, Giang Hải xoay người, lạnh nhạt nói. Nếu đã hứa với Bạch Lý Hưng thì Giang Hải sẽ giữ lời hứa. Chỉ cần Bạch Hiệu an phận, Giang Hải muốn diệt trừ anh ta, còn phải phí một chút công sức. Dẫu sao thì muốn diệt trừ anh ta, vẫn cần phải có một cái lý do chính đáng mà lúc này bạch hiệu lại đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt mình cái này không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết nếu muốn hủy diệt người nào đó trước hết cần phải cho kẻ đó nếm mùi đau khổ giang hải để cho bạch hiệu phách lối thêm mấy ngày sau đó sẽ chọn cho anh ta một mảnh đất có phong thủy thật tốt cho anh ta yên nghỉ tôi sợ anh ta tới không có ý gì tốt tần hạo không khỏi lo âu giang hải cười nhạt từ chối cho ý kiến tần hiên nhìn bốn phía sắc mặt có chút nóng nảy dị thường tìm được giang hải đi nhanh tới anh giang có chuyện rồi hử giang hải cao mày có rất nhiều anh em bị đánh ở thành phía tây và phía đông hơn nữa có cao thủ tần hiên đè thấp giọng ánh mắt hết sức dữ tợn thành phố giang tư yên tĩnh lâu như vậy không ngờ còn có người dám đến gây chuyện phía tây thành phố là khu trung tâm cũng chính là công trường xảy ra chuyện phía đông thì là các sản nghiệp kinh doanh mở ám được tập trung sang bên đó. Mặt bỗng tối sấm, nếu không phải có người cố tình nhầm vào, làm sao có thể đồng thời xảy ra chuyện. Nhìn lên trên đài, người dẫn chương trình vẫn còn giới thiệu các dự án sắp xây dựng trên mỗi một mảnh đất, Giang Hải trầm ngâm. Cho người đi xử lý, bữa tiệc nơi nhất định không thể xảy ra chuyện gì được. Giang Hải trầm giọng phân phó. Mặt tần hiên lộ vẻ khó xử, nếu như mấy anh em bên dưới chịu nổi, anh ta cũng không phải lo lắng chạy đi tìm Giang Hải. Giang Hải nói, thất hồn đâu? Hình như là đi đón một người quan trọng, Tần Hạo nói. Giang Viêm hiểu rồi, xem ra, người mà thất hồn là cha con Lâm gia. Lâm Viên Hàn sở dĩ đi chúc thọ ông cụ Diệp, chính là vì sản nghiệp của gia tộc đang gặp khó khăn. Hôm nay Diệp ra phải bán ra sản lấy tiền, Lâm Viên Hàn đi chuyến đó xem như công cốc rồi. Lúc này, tập đoàn Uyển như đang tìm đối tác, Đối với Lâm gia mà nói thì đây chính là một cơ hội, có tầng quan hệ này với thất hồn, tự nhiên sẽ tới thử vận may một chút. Thiên Ưng môn còn lại 9 người, Giang Hải đã điều bọn họ sang phía tây cả, những kỹ thuật độc quyền kia rất quan trọng, cũng chỉ có để bọn họ trông coi Giang Hải mới yên tâm được. Hiện tại, thật đúng là không thể rút thêm được người nào nữa. Để cho nhân viên bảo vệ đi thì không khác nào đi làm bị thịt. Lúc này, Giang Hải cũng chỉ có thể tạm thời cho qua đã phải để mắt ở nơi này, bữa tiệc không được xảy ra chuyện gì. Người dẫn chương trình giới thiệu về tập đoàn Uyển Như, tiếp theo cố Uyển Như và Lan Kiều cùng lên sân khấu. Cả hai khoác trên người là bộ dạ phục màu đen tuyền, toát lên sắc thái ung ung dung thư thái mà không kém phần kiêu sa lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn. Cố Uyển Như và Lan Kiều vừa bước ra, lập tức một chàng vỗ tay vang lên. Bạch Hiệu ở phía sau đám người nheo mắt lại, nói, người phụ nữ như vậy, mới đủ tư cách xứng với tôi. Lập Minh, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ cho anh người biết, cái gì là thế đạo hiểm ác. Lập Minh hừ lạnh, tên kia cũng có chút bản lãnh, không nên khinh địch. Bạch Hiệu bĩu môi, cười gần, người lập ra không làm được chuyện, để tôi làm. Hôm nay, còn có một nhân vật quan trọng nữa chưa đến. Cũng đủ để hành chết đứa con hoang kia rồi. Xem ra cũng đến lúc rồi. Bên ngoài khách sạn, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại, một người phụ nữ bước xuống, cô ta là Đường Hiểu chúc của cục bảo mật số 13. Vóc người có hơi mập mạp, mặt chữ quốc, đeo một cặp kính dày cộp, kẹp lấy cặp tài liệu ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn Thiên Nha. Bước tiến vào khách sạn, lại bị nhân viên ngăn lại. "Thưa anh, anh là tới dự tiệc sao?" Nhân viên rất là cung kính. Bữa tiệc ngày hôm nay có rất nhiều nhân vật quan trọng tới dự, có thể nói thành phố Giang Tư chưa từng có dịp nào lại tụ hội nhiều người giàu có như vậy cảnh giới nghiêm ngặt an ninh cùng với tiếp đãi đều rất chuyên nghiệp đối với người nào cũng khách sáo rất sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của tập đoàn uyển như bôi đen danh dự của tập đoàn anh gọi tôi là cái gì đường hiểu trúc nhíu mày lại ưỡn ngực cả giận nói anh mù rồi à nhân viên sửng sốt một chút vội vàng xin lỗi rụi rụi con mắt cẩn thận nhìn phần ngực của đường hiểu trúc có chút xấu hổ cười xòa chào cô xin hỏi cô là tới dự tiệc cứ coi là vậy đi đường hiểu trúc đang có nhiệm vụ phải làm cũng lười so đo cùng nhân viên huống chi cô ta có ngoại hình như vậy bị người khác nhận nhầm là nam cũng không phải lần một lần hai vậy mời cô ký vào đây ạ à. nhân viên lập tức đưa quyển sổ ra ký tên tôi còn phải ký tên đường hiểu trúc nheo lại mắt ném một quyển giấy chứng nhận lên bàn tập đoàn uyển như nho nhỏ còn chưa xứng được tôi ký tên nói cho tôi biết giang hải đang ở đâu nhân viên nghe vậy, trong lòng hiểu ngay người này tới không phải để tham gia bữa tiệc. Là địch không phải bạn, cái người nửa nam nửa nữ trước mặt này hẳn là tới gây chuyện. Tôi không biết ai là Giang Hải hết, cô đến nhầm chỗ rồi. Nhân viên làm động tác tay mời. Thưa cô, mời cô đi cho. chương 102, cuộc bảo mật số 13 bắt người. Đường hiểu chúc cao mày, một nhân viên nhỏ nhoi lại dám không coi cuộc bảo mật số 13 ra gì. Cô ta cao mày, quay đầu lạnh lùng nói với mấy người cấp dưới, vào tìm người. Ngoặc kép, mấy người cấp dưới lập tức xông tới, nhân viên tiến lên ngăn lại, các người không được vào, này là. Ngoặc kép, bốp, ngoặc kép, một tiếng bà tai trong trẻo vang lên, nhân viên bị ngã qua một bên, một bên má sưng húp, đầu kêu ong ong. Anh là người đầu tiên dám cản người của cục bảo mật số 13, thật không biết trời cao đất rộng. Ngoặc kép, anh nhân viên nằm trên mặt đất một lúc vẫn không đứng dậy nổi gắng giơ tay lên các người ngoặc kép cố uyển như và mục yên đang nhận được lời khen từ mọi người tiếng vỗ tay như sấm ngay lúc đó cửa hội trường bị đạp mạnh đường hiểu trúc xông vào mọi người đồng loạt nhìn qua nhíu mày trên sân khấu cố uyển như nở nụ cười ngay sau đó cô tiếp tục giới thiệu kế hoạch hợp tác tiếp theo của tập đoàn uyển như mục yên sắc mặt bỗng trầm xuống cảm thấy có gì đó không ổn ở bữa tiệc lúc này mang tới cho cô ta một loại cảm giác như mưa bão đang kéo tới, dường như sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhìn về phía Giang Hải, cô ta lập tức khẳng định suy đoán của mình. Lúc này, khóe miệng Giang Hải nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lanh như bang, nhìn chằm chằm Đường Hiểu Trúc. Ánh mắt nguy hiểm đến cực điểm, có thể cảm nhận được Giang Hải đang cố gắng đè nén lửa giận. Bạch Lang cười âm hiểm, người đã đến rồi, tôi muốn xem thử, đứa con hoang này sẽ làm sao đây? Hồ Trì Hạo nói, thật không nghĩ tới, anh có thể khiến người của cục bảo mật số 13 đích thân tới đây. Ngoặc kép, văn phòng xử lý quan hệ đặc biệt, quyền thế của của bọn họ lớn đến đáng sợ. Ngoặc kép, ai là Giang Hải, đường hiểu trúc cao giọng nói. Đường hiểu trúc đứng ở giữa sảnh, nhìn quét qua mọi người một lượt, rất uy phong. Cô là ai, có biết đây là nơi nào không? Ở đây không có người tên Giang Hải mà cô muốn tìm. Ngoặc kép, bảo vệ, mang người không liên quan này ra ngoài. Ngoặc kép, ngay lập tức có người nói. Tập đoàn Uyển như đã muốn hợp tác với Bắc Cảnh, cơ tử hùng cũng đến đại diện. Bối cảnh cường đại, thế mà còn có người tới gây rối. Anh là Giang Hải, đường hiểu trúc nheo mắt lại, đánh giá người ăn mặc lòe lè, lè trước mặt mình. Phải hay không thì có liên quan gì đến cô, anh không chút sợ hãi, kiêu ngạo nói. Đường hiểu trúc trầm mặt xuống, vậy anh chính là Giang Hải. Tốt lắm. Ngoặc kép. Mang đi. Ngoặc kép. Lập tức có hai người tiến lên, khóa cổ tay anh, lôi ra ngoài. Các người làm gì đó? Dựa vào cái gì bắt tôi? Người thanh niên kia lắc lắc bả vai muốn thoát khỏi khống chế, hiển nhiên là anh ta cũng có một chút bản lĩnh. Nhưng kết quả lại rất bất ngờ. Anh ta lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, và thay vì thoát ra được, hai người của cục bảo mật số 13 đã dùng đến kỹ thuật để tháo khớp vai của anh ta hai cánh tay buông lõng xuống, tùy ý cho người khác bóp cổ mình. Tất cả mọi người đều sướng sờ, đây là tình uống gì? Đến bữa tiệc của tập đoàn Uyển như bắt người. Hơn nữa, lại ra tay đánh người. Dựa vào cái gì mà các người lại bắt người? Cố Uyển như vội vàng tiến lên. Mục Yên theo sát nói, bắt người cũng phải có lý do chứ. Hơn nữa các người là ai? Nếu người thanh niên này bị mang đi, tập đoàn Uyển Như sẽ mất hết thanh danh những người này là khách do tập đoàn Uyển Như mời đến, nếu không đảm bảo được an toàn cho họ sau này còn ai dám hợp tác với tập đoàn Uyển Như nữa. Tôi là người của cục bảo mật số 13, bắt người không cần lý do. Đường Hiểu Trúc nhìn về phía Cố Uyển Như. Cô là Cố Uyển Như. Cố Uyển Như nói, là tôi. Ngoặc kép, cục bảo mật số 13 là cái gì? Dù là ai thì muốn bắt giữ người đều phải đưa ra lý do. Đường Hiểu Trúc cười lanh, lý do tôi sẽ cho cô một lý do. Cô ta đưa tay ra, lập tức có người đưa một tờ giấy lên, đây là lý do đưa Giang Hải đi. Ngoặc kép, ai là Giang Hải? Rất nhiều người cùng nhau nhìn về phía Giang Hải. Viêm Giang vuốt cầm, chậm trãi đi về phía đường Hiểu Trúc, cục bảo mật số 13, bây giờ uy phong như vậy sao? Tôi cũng muốn xem thử, các người dựa vào cái gì mà có thể mang tôi đi. Ngoặc kép, đường Hiểu Trúc cười lạnh, dựa vào cái gì? dựa vào ông tề đã chết trên tay anh. Ngoặc kép, anh là thiên sứ tội lỗi. Ngoặc kép, văn phòng số 5 không chỉ dùng vũ lực xử lý các mối quan hệ trong hoàng tộc và võ giả, còn gánh vác trách nhiệm quản lý xã hội. Ngoặc kép, thành phố Giang Tư xuất hiện một cao thủ ám sát, gọi là thiên sứ tội lỗi mọi người đều biết. Nhưng rất ít người biết, thiên sứ tội lỗi có liên quan đến tần nguyên vũ. Thiên sứ tội lỗi là Giang Hải, điều này làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Lập tức ánh mắt mọi người nhìn Giang Hải phát sinh biến hóa, tuy mỗi lần thiên sứ tội lỗi giết người đều viết rõ tội trạng. Nhưng mông của ai mà không có tỷ vết cơ chứ? Mọi người ở đây đều là những kẻ xảo trá, cũng không thiếu làm mấy việc trái với lương tâm. Họ sợ, thậm chí là sợ hãi, sợ một ngày nào đó Giang Hải sẽ xuất hiện trước mặt họ với danh nghĩa là thiên sứ tội lỗi. Giang Hải gật đầu, đủ rồi, tôi muốn biết vì sao cô nói tôi là thiên sứ tội lỗi, cô muốn đem tôi đi đâu? Cục bảo mật số 13 nói là anh thì chính là anh, không cần lý do. Ngang ngược bá đạo, chỉ có văn phòng số 5. Giang Hải đứng trước mặt đường hiểu trúc cười gần, mà cô là nam hay nữ đấy. Đường hiểu trúc đột nhiên trầm mặt xuống, bình sinh cô ta ghét nhất có người nói mình nửa nam nửa nữ. Anh sẽ phải trả giá cho những gì anh nói. Ngoặc kép, mang đi, ngoặc kép. Cố huyền như lo lắng vội vàng tiến lên, các người có quyền gì mà bắt người anh ấy đã làm gì các người hãy nói cho rõ ngoặc kép đường hiểu trúc cũng không giải thích ngang ngược nói mang cả cố uyển như đi luôn ngoặc kép cô dám giang hải thấp giọng nói nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất bầu không khí lạnh băng bao trùm cả bữa tiệc khiến mọi người như rơi vào hầm băng cố uyển như chính là nghịch lân của giang hải chạm vào thì phải chết nếu như đường hiểu trúc dám động vào dù chỉ một sợi tóc của cố uyển như Giang Hải cũng không ngại đưa đường Hiểu Trúc đi gặp Phật Tổ luôn bây giờ. Cục bảo mật số 13, đây là đang tự tìm cái chết rồi. Cách đó không xa, sắc mặt Lan Kiều xoắn suýt do dự. Ông tề là được Lan ra phái đi, cũng đúng thật là Giang Hải làm. Cô ta không biết, đắc tội cục bảo mật số 13, Giang Hải có bị sao không? Hôm nay, với tư cách người phát ngôn của Lan ra, cô ta phải lựa chọn như thế nào đây? Đứng về phía Giang Hải. Vậy thì sẽ đắc tội với cục bảo mật số 13. Sứ im lặng. Vậy liệu Giang Hải có nghĩ là Lan Gia nói chuyện của ông Tề cho cục bảo mật số 13 hay không? Cuối cùng, Lan Kiều khẽ cắn môi, đứng bên cạnh Giang Hải. Cái chết của ông Tề không hề liên quan đến Giang Hải. Lan Gia có thể làm chứng. Lan Kiều vô cùng căng thẳng. Đây là cô ta đang dùng toàn bộ Lan Gia để đặt cược. Nếu thành công Giang Hải sẽ không sao, ngược lại còn tùy thời nhầm vào Lan Gia. Cô ta biết rõ, Giang Hải vĩnh viễn sẽ không quên mối thù năm ấy của Giang Gia. Nếu đặt cược sai, Lan Gia sẽ không thể tồn tại được nữa. Nhưng, cô ta vẫn đứng dậy, nói những lời trái lương tâm này. Bởi vì, Lan Kiều cảm thấy, Giang Hải sẽ không sao cả. Không có lý do gì, chỉ là tín nhiệm vậy thôi. Cũng như lúc ở Diệp Gia, Giang Hải gây chuyện lớn như vậy, không những không sao, còn khiến Diệp Gia phải bán tháo của cải lấy tiền mặt chỉ vì một câu của Giang Hải. Diệp ra, bất kể là tiền bạc hay thế lực, dù là thế lực trong giới chính trị hay là thế lực ngâm, đều rất có tiếng nói. Mà Giang Hải lại làm cho Diệp ra trở thành lịch sử, trở thành truyền thuyết. Lan ra, đường hiểu chút nhíu mày, cô ta nghĩ đến chính là Lan ra ở phương Bắc. Cho dù là Lan ra, cũng không làm được gì khác. Cô ta gắt gao nhìn vào Giang Hải, mang đi. Hai người tiến lên, chế trụ Giang Hải. Ở trong quá trình này, Giang Hải không phản kháng, ngược lại đang cười. Cười âm trầm khủng bố, nụ cười làm cho người khác dựng đứng tóc gáy. Cục bảo mật số 13 sẽ phải trả giá lớn cho việc này. Trình Tân Nghiệp đã kéo cục bảo mật số 13 xuống vực sâu rồi. Tôi đã thấy qua rất nhiều người thích nói năng hùng hồn như anh rồi, anh cũng chỉ là một trong số họ mà thôi. Đường Hiểu Trúc đắc thắng, ngẩng cao đầu nói, các người cứ tiếp tục bữa tiệc đi. Nếu như Giang Hải bị mang đi, bữa tiệc còn có tất yếu phải tiếp tục nữa không? Cố Uyển Như ôm lấy Giang Hải, khóe mắt rưng rưng, các người có còn vương pháp hay không hả, không có bằng chứng mà đòi bắt người. Giang Hải ghé sát vào tai Cố huyền Như nói khẽ, anh không sao, cứ tiếp tục bữa tiệc đi. Tin tưởng anh. Trước kia, lời nói của Giang Hải luôn mang đến hy vọng và yên tâm cho Cố huyền Như. Nhưng, lần này, Giang Hải lại bị người ta mang đi. Cô rất luống cuống. "Chào cô, xin hỏi cô họ gì?" Hoành Độ Dương chậm rãi đi ra, thản nhiên nói, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo. Hoành Độ Dương căn bản không muốn quản cái chuyện vớ vẩn này, từ lúc Đường Hiểu Trúc xông vào, đến sau đó là liều lĩnh đánh người bắt người. Không hề thấy một người bảo vệ nào xuất hiện. Tần Hiên vốn đứng bên cạnh Giang Hải, giờ lại chẳng biết đã đi đâu rồi. Tất cả những chuyện này đều nằm trong khống chế của Giang Hải. Cục bảo mật số 13, sợ là không biết thân phận của Giang Hải, nếu không thì cho họ 10 lá gan cũng không dám có thái độ điên cuồng như vậy. Bắt đế vương, ý nghĩ này quả thực quá điên cuồng. Không nói đến có thể làm được hay không, cho dù làm được, thứ chờ đợi họ cũng chỉ có hủy diệt. Nhìn vào ánh mắt Giang Hải, Hoành Độ Dương nhìn thấy chính là xảo trá và âm tàn. Trong đầu lập tức nhảy ra một câu, tương kế tự kế. Nhưng, lúc này, Hoành Độ Dương lại không thể không đứng ra. Dù sao ông ta cũng là chủ tịch của thành phố Giang Tư. Bất kể là ai muốn đến thành phố Giang Tư này làm gì, đều phải được ông ta cho phép mới được. Cục bảo mật số 13, địa vị còn chưa cao đến mức có thể vượt qua được ông ta. Mà lúc này, Hoành Độ Dương cần thể hiện thái độ. "Chủ tịch cơ, nhờ ông chủ trì công đạo." Lan Kiều lập tức nói ra thân phận Hoành Độ Dương. Đường Hiểu trúc mặt không đổi sắc thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chủ tịch cơ, tôi cũng chỉ là chấp hành nhiệm vụ thôi. Cục bảo mật số 13, có đặc quyền này. Hoành độ dương nhìn Giang Hải, cười nhạt một tiếng, nếu vậy, có thể chỉ đem một mình Giang Hải đi thôi được không? Dù sao ông ta cũng là hoàng tộc, đường hiểu chúc được sao nhiệm vụ cũng chỉ là nhằm vào một mình Giang Hải mà thôi. Cô ta lập tức, được. Chủ tịch cơ, nếu không có chuyện gì khác, tôi phải mang người về báo cáo đây mà lúc này, sau lưng Đường Hiểu Trúc đột nhiên vang lên một giọng nữ mềm mại, "Các người không thể mang Giang Hải đi." Diệp Thụy Nguyệt tới hơi muộn chút ít, trước lúc đi vào vẫn còn thấp thỏm không yên, suy nghĩ xem phải đối mặt với Giang Hải như thế nào. Những ngày khi nhìn thấy Giang Hải, Diệp Thụy Nguyệt đã có chút đau lòng. "Cô là ai?" Đường Hiểu Trúc giận tái mặt, lạnh lùng nhìn Diệp Thụy Nguyệt đang mặc bộ váy công chúa. Cô gái này, xinh đẹp đến mức khiến người ta đố kỵ toàn thân tản ra khí tức nhu hòa như nước. Cái này, là đường hiểu Trúc có cố gắng cả đời cũng không có được. Giọng nói ngọt ngào của Diệp Thụy Nguyệt và cái giọng như vịt đực của đường hiểu Trúc phải nói là hoàn toàn đối lập, giống như có người đang mắng cô ta là đồ nửa nam nửa nữ vậy. Tôi là người Diệp ra ở thành phố Hải Hà. Diệp Thụy Nguyệt nhìn sâu vào mắt Giang Hải, thân hình mềm mại của cô đứng chặn trước người anh. Trừ phi cô có thể đưa ra một lý do có thể làm cho mọi người tin phục nếu không, tôi sẽ không để cô dẫn anh ấy đi. Đường Hiểu Trúc cắn chặt hàm răng, cô Diệp, tôi chỉ phụ trách làm việc, cho dù ông cụ Diệp đích thân tới, cũng không thể ngăn cản chúng tôi. chương 103, Tạ Hương Lam Môi của Diệp Thụy Nguyệt tái đi, mặt đỏ ửng. Cô nói nhỏ, người Diệp ra, nhìn thấy Giang Hải giống như nhìn thấy ông cố. Vì vậy, tôi phải quẩn chuyện này. Ồ, hóa ra chuyện đó là thật sao? nghe nói đây là nguyên văn lời của ông cụ Diệp. Giang Hải này là ai? Sao ông cụ Diệp lại nói như vậy? Ngay khi cô vừa dứt lời, xung quanh trở nên yên lặng lạ thường. Bạch Hiệu nhìn chằm chằm Diệp Thụy Nguyệt, đôi mắt bị ổi không ngừng quan sát cô, nhếch mép liếm môi, đứa con hoang này đúng là có phúc mà. Cô gái Diệp ra này, không tệ, không tệ. Tốt hơn hết là anh không nên khiêu khích Diệp ra. Lập Minh ở bên cạnh nhắc nhở, ông cụ Diệp là người có công hộ quốc đấy. Xì, si, trước giờ tôi đã bao giờ dùng vũ lực để ép buộc phụ nữ chưa hả? Tưởng tôi cũng trói họ vào giường giống các người hả? Tôi thích những người phụ nữ ngoan ngoãn phục tùng tôi, hơn nữa tôi sẽ để họ chủ động tiến đến. Lập Minh vẻ mặt kỳ quái, khinh thường bĩu môi. Trong lòng thầm mắng anh ta thật sự là cầm thú, thủ đoạn chuốt thuốc đê hèn mà nói cứ như hay lắm ấy. Anh nghĩ cô ta có thể mang giang viên đi được không? Lập Minh hỏi. Bạch Hiểu cười tủm tỉm, mang đi được thì sao, mà không đi được thì lại sao? Quả thực, mặc kệ có thể mang đi được hay không, Giang Hải và cục bảo mật số 13 coi như đã đối đầu với nhau rồi. Lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng hét tức giận, tôi muốn xem kẻ nào dám động đến Giang Hải. Tiếng quát giống như sấm sét, chấn động lòng người. Giọng nói tức giận này là một giọng nữ. Ngoài cửa đại sảnh, một bóng người mặc bộ đồ màu tràm xuất hiện, sắc mặt u ám, ánh mắt nhìn Giang Hải mang theo sự u oán. Có khá nhiều người trong bữa tiệc đã nhận ra danh tính người phụ nữ và không khỏi bàng hoàng. Hoành độ dương mặt vô cảm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Lập minh cao mày nghi ngờ, người này là ai? Bạch hiệu bị cô gái trước mặt làm cho kinh ngạc, vẻ mặt đờ đẫn, Khuôn mặt như tạc, khí chất cao ngạo, tựa như tiên nữ ở trốn thần tiên bước vào phàm trần. Đôi mắt phượng xinh đẹp quét nhẹ, giống như một nữ hoàng dáng thế. Chiếc váy màu tràm bồng bềnh đầy lôi cuốn xuất thân. Tuy nhiên, người phụ nữ không có chút dịu dàng nào, mà thay vào đó là một thái độ hống hách. Nhìn thấy người phụ nữ này, con người của đường hiểu chút co rút lại, sắc mặt có chút xấu đi. Rõ ràng là cô ta biết người này, trong lòng còn có chút sợ hãi. Người của tôi mà cục bảo mật số 13 cũng dám động vào. Người phụ nữ đứng trước mặt Giang Hải đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự lạnh lẽo, họ giang, anh có ý gì đây? Chạy cái gì? Phương Mỹ Kỳ có nói tạ Hương Lam đang trên đường đến, Giang Hải thật không ngờ cô ta sẽ đến đây vào lúc này. Khoảnh khắc nhìn thấy tạ Hương Lam, vẻ mặt của Giang Hải trở nên vô cùng kỳ quái. Tên là Thục Nhi, khí chất xuất trần. Tuy nhiên, tất cả những ai biết tạ Hương Lam đều biết rằng, cô gái có khí thế bế nghệ như Phượng Hoàng Trắng này không khác gì một quả ớt cả không biết có bao nhiêu người bị mê hoặc trước vẻ ngoài của cô ta và cô ta không hề liên quan chút nào đến cái tên thục nhi của mình cả giang hải thậm chí còn coi cô ta như một nữ khủng long bạo chúa anh chỉ biết cười khan thục nhi em tới rồi tôi bận chút việc ở bên này không đi được nếu không việc đầu tiên tôi làm khi quay lại là đến tìm em rồi tạ hương lam hừ lạnh em còn lâu mới thèm không tin cái miệng của anh quay đầu lại nhìn chằm chằm đường hiểu trúc, làm sao vậy? Cục bảo mật số 13 điên cuồng như vậy. Cô mà cũng xứng để mang Giang Hải đi. Đường hiểu trúc vẻ mặt ủ rũ nói, tạ tiểu thư, tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh. Tôi không biết Giang Hải có quan hệ với cô. Vậy bây giờ cô biết chưa? Tạ Hương Lam nói, hãy quay về và nói cho cái tên trình tân nghiệp đáng chết kia biết, Giang Hải là người của tôi. Bùm! Hiện trường giống như mới xảy ra một vụ nổ, tin tức này quá giật gân ai mà không biết rằng Giang Hải là chồng của Cố Uyển Như. Cố Uyển Như đờ đẫn, sững sờ nhìn Giang Hải, hoàn toàn sững sờ. Cô biết là Lan Kiều có hôn ước với Giang Hải, tại sao lại xuất hiện thêm một người nữa? Hơn nữa, còn xinh đẹp như vậy nữa. Lan Kiều dùng ánh mắt dò xét nhìn Tạ Hương Lam, người phụ nữ này hình như có lai lịch không nhỏ, Đường Hiểu Trúc còn không thèm nể mặt chủ tịch cơ, nhưng lại sợ cô gái này. Sau đám đông anh em Tần Hạo liếc nhìn tất cả mọi chuyện. Giang Hải bảo bọn họ cứ để yên, hai người cũng nghe lời đứng yên xem chuyện vui. Tần Hiên sờ môi, bội phục Giang Hải như nước sông dâng trào. Anh, anh nghĩ em phải đầu thai bao nhiêu lần mới sống được như anh Giang? Đầu thai là một việc đòi hỏi kỹ thuật, nghe câu này chưa, đầu thai rốn như đi nhảy dù vậy. Nhảy dù gì cơ? Ném chú xuống giữa không chung, không thể tính toán được gì, rơi xuống gia đình như nào hoàn toàn phụ thuộc vào số mệnh chúng ta không thể giống thiên bồng nguyên soái chỉ cần ném xuống đầu thai vào chuồng heo cũng được anh giang lúc rơi xuống đất đã dùng định vị rồi tần hiên nghe xong cảm thấy rất hợp lý gật đầu như giã tỏi em sẽ đi chọn hai địa điểm rồi đốt cho cha mẹ của chúng ta à không tìm luôn bốn cái để anh em chúng ta cũng có cái để sau này đi đầu thai cho tốt sắc mặt giang hải rất khó coi đừng nói lung tung Lúc ấy là do sư phụ uống sau nên nói vui vậy thôi. Anh muốn phủ nhận sao? Tạ Hương Lam nhướng mày, chúng ta đã thỏa thuận rồi cơm mà. Giang Hải có chút khó xử, rõ ràng là đuối lý. Nói đến đây, Giang Hải thật sự rất muốn khóc rồi. Sư phụ uống say nên đã hứa hôn cho anh và cô ta, làm sao anh có thể nhận được chứ? Nếu trong lòng anh không có cố uyển như, chắc là anh sẽ sẵn lòng cưới Tạ Hương Lam. Vốn định dùng việc đấu võ để kéo dài, khi nào Tạ Hương Lam thắng giang hải rồi lại nói chuyện này. Giang Hải nghĩ, Tạ Hương Lam chân tay mảnh khảnh, làm sao có thể là đối thủ của mình được. Audio điện tử võ tấn bền. Nên dù có hôn ước thì cũng không bao giờ có thể thành được. Không ngờ, nói ra đều là nước mắt, Giang Hải lại thua triệt để, mặt mũi bị đánh bầm dập. Đường Hiểu chúc sợ thân phận của Tạ Hương Lam, nhưng vì nhiệm vụ cô ta chỉ có thể kiên trì bước về phía trước. Tạ tiểu thư, thứ tôi nhận được tử lệnh, cho nên. Tạ Hương Lam nhìn chầm chầm vào cô ta, cô nói cái gì? Điều ngạc nhiên không phải là Giang Hải gây ra rắc rối nào đó, cho dù là rắc rối lớn, thì trong mắt Giang Hải nó cũng chẳng là gì cả. Điều khiến Tạ Hương Lam ngạc nhiên là cục bảo mật số 13 lại không biết trời cao đất rộng đến chọc giận đế vương. Cục bảo mật số 13, này chẳng khác nào con chuột nhỏ đòi ăn tranh với mèo, thèm ăn đến mức chán sống rồi sao. Cô ta rất hiểu tính của Giang Hải, muốn lợi dụng Giang Hải, chờ đến kiếp sau đi. Phất tay, kỳ lạ nhìn Giang Hải. Lúc này, Giang Hải vẫn bị khống chế. Hai người của Cục Bảo Mật số 13 đang nắm cổ tay anh. Hôm nay có tôi ở đây, tôi muốn xem thử ai dám động đến anh ấy. Tạ Hương làm nháy mắt với Giang Hải, rất là nghịch ngợm. Giang Hải quay đầu sang một bên, bà cô này, biết rõ là mình muốn tương kế tự kế mà còn chạy đến gây sự nữa. Tính tình bạo lực của tà hương lam ai cũng biết, chuyện cô ta một lời không hợp nhào vào đánh đấm cũng không phải hiếm, điều quan trọng nhất là sức mạnh của người phụ nữ xinh đẹp này tỷ lệ thuận với giá trị nhan sắc của cô ấy luôn. Giang Hải có phải là người đàn ông của cô ấy không? Đường Hiểu Trúc thực sự cần phải cân nhắc xem liệu mình có thể chịu đựng cơn giận của Tả Hương Lam hay không. Lúc này, Đường Hiểu Trúc không chỉ nghĩ đến việc đưa Giang Hải đi, mà còn là nhiệm vụ phía sau. Trình Tân Nghiệp đã cho cô ta nhiệm vụ là bí mật hành quyết Giang Hải. Người là do cô ta đưa đi. Nếu có chuyện gì xảy ra, rất có thể tả Hương Lam sẽ đảo phần mộ tổ tiên tám đời nhà cô ta lên mất. Với vẻ mặt u ám, sau khi suy nghĩ xong, cô ta bước sang một bên gọi điện thoại. Vợ à, anh đi với họ, không sao đâu, anh sẽ về ngay thôi. Giang Hải tự nhủ, bọn họ không dám làm gì anh đâu, lát nữa sẽ phải đưa anh về thôi này cái người nửa nam nửa nữ kia đừng sợ cô ta đưa tôi đi đi chứ giang hải vươn cổ lên vẻ chờ mong đường hiểu Trúc tức đến đỏ mặt nhưng lại nghiến răng nghiến lợi im lặng nghe điện thoại tạ hương lam kéo cố uyển như lại để họ đi đi anh ta có chết hay không cũng đâu liên quan gì đến chúng ta mọi người có chút khó hiểu tạ hương lam rốt cuộc là đứng về phía ai vậy cô tên là cố uyển như à tạ hương lam nhìn từ trên xuống dưới nhìn cũng khá đấy nhưng mà sau khi vào gian ra tôi là lớn cô chỉ có thể là nhỏ giang hải toát mồ hôi lạnh tạ hương lam này không dọa người là không chịu được mà ở đây là đại sảnh bữa tiệc đó có biết bao nhiêu người đang nhìn đây này tạ hương lam quá tùy tiện suýt nữa lại làm mọi người kinh ngạc thời đại nào mà vẫn còn nói kiểu tam thê tứ thiếp thế này với thân phận của tạ hương lam liệu cô ấy có thể cho phép người đàn ông của mình có người phụ nữ khác? Những người cùng thế hệ với Bạch Hiệu và Hồ Chí Hạo đều nhìn với ánh mắt vô cùng hâm hộ. Đặc biệt là Bạch Hiệu, anh ta không phục, cũng không thể hiểu được. Xét về ngoại hình, Giang Hải kém đẹp trai hơn anh ta, còn xét về xuất thân, Bạch Hiệu là người thừa kế của nhà họ Bạch. Đến lúc này đã có bốn cô gái có mối quan hệ với anh ta rồi, như thể đang tranh nhau để được làm ấm giường cho Giang Hải vậy. Cố Uyển như mắt rưng rưng, dường như rất ấm ức. Chắc hẳn trong lòng đang rất bế tắc. Tôi đang nói chuyện với cô đó. Tạ Hương Lam đứng trước mặt Cố Uyển như, ối, sao lại khóc thế này? Cố Uyển như sụt sịt, quay lưng bước đi. Tạ Hương Lam nói đúng, cô ấy không xứng với Giang Hải. Lúc nào cũng vậy, bất cứ khi nào gặp phải một vấn đề quan trọng, cô đều không thể tự mình giải quyết nó. Thay vào đó Giang Hải đã liên tục giúp đỡ cô bất kể là xuất thân ngoại hình năng lực cố uyển như đều cảm thấy mình rất thất bại tạ hương lam diệp thụy nguyệt và tạ hương lam đều giỏi hơn cô ấy rất nhiều nước mắt không kìm được chảy ra bên ngoài trong lòng lại thầm hận giang hải đào hoa nếu đã có hôn ước tại sao phải xuất hiện trước mặt mình tại sao phải đối xử tốt với mình như vậy nhìn thấy cố uyển như như thế giang hải trừng mắt với tạ hương lam và lắc người thoát khỏi sự khống chế của hai người kia nhẹ nhàng tiến lên ôm lấy Cố Uyển Như. Cố Uyển Như đang rất tủi thân, cô vùng vằng muốn thoát ra. Giang Hải sao có thể để cô thoát khỏi vòng tay của mình được? "Vợ à, lát nữa anh sẽ giải thích cho em, không phải như em nghĩ đâu." Giang Hải không phủ nhận hôn ước với Lan Kiều. Giang Hải cũng không phủ nhận hôn ước với Tạ Hương Lam. Đã thế này rồi thì còn giải thích cái gì nữa? Khẽ chạm nhẽ vào mũi Cố Uyển Như, "Không phải như em nghĩ đâu." buổi tối về nhà, chúng ta cùng nằm trong chăn rồi tâm sự sau. Đáng ghét, đồ lưu manh, cố huyển như bật cười. Bị bao nhiêu người vây xem thế này, cố huyển như rất là xấu hổ. Tuy nhiên, nhiều người phát hiện Lan Kiều không có chút biểu cảm nào, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thụy Nguyệt thì trong mắt lóe qua gì đó, chỉ là hít một hơi thật sâu. Tạ Hương làm biểu môi, không sao cả. Sau cuộc gọi, đường hiểu trúc nhìn chằm chằm giang hải ánh mắt rực lửa chẳng mấy chốc một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ tôn trung sơn bước vào tự bên ngoài sắc mặt ông ta lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng bị ông ta nhìn vào cứ như bị con rắn độc nhằm vào vậy làm nhịp tim cả người cũng tăng lên đường hiểu trúc bước tới và nói nhỏ với ông ta vài câu người trung niên gật đầu nhìn giang hải đường hiểu trúc nói giang hải ông phạm đến rồi có mang anh đi hay không anh có thể đích thân hỏi ông ấy. Nói xong, cô ta nhìn Tạ Hương Lam đầy ẩn ý. Dường như đang nói, người phụ trách mang Giang Hải đến rồi, tương lai có chuyện gì cũng không liên quan gì đến mình, nếu Giang Hải có xảy ra chuyện gì cũng đừng có đến tìm cô ta. Chương 104, làm bộ gì chứ? Người đàn ông họ Phạm kia nói, cậu chính là Giang Hải. Là cậu giết ông lương, cũng là người gây chuyện ở Diệp gia. Hôm nay, chủ tịch Hoành Cô chủ của Diệp gia cũng có mặt ở đây, nể mặt họ, tôi cho cậu một cái cơ hội giải thích, nếu như giải thích không được, tôi chỉ có. Giang Hải an ủi Cố huyền Như xong, chậm rãi quay người, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Bảo tôi giải thích, chỉ dựa vào ông, cũng xứng sao? Đường Hiểu trúc lặng lẽ lùi ra đằng sau, âm thầm bảo mấy người cấp dưới của mình tránh xa một chút. Dù sao cũng là vâng mệnh làm việc, nếu như Hoành Độ Dương và Diệp gia ra mặt, Đường Hiểu Trúc còn có thể qua loa tắc trách vài câu. Nhưng tạ Hương Lam, Đường Hiểu Trúc không dám đắc tội. Hôm nay, có thể phủi sạch quan hệ là tốt nhất. Ngay lúc Giang Hải xoay người, đối mặt chính diện với người đàn ông họ phạm kia. Ngay lập tức sắc mặt của ông ta thay đổi, biểu lộ cứng lại, đồng tử lập tức mãnh liệt co lại. Sợ hãi kêu lên một cái. Vốn định giả vờ hùng hổ, cao cao tại thượng như kẻ bề trên. Ai có thể ngờ được, ở cái địa phương nhỏ bé như cái thành phố Giang Tư này, vậy mà có thể gặp được nhân vật ở trong truyền thuyết kia. Đế vương, bối rối rụi rụi mắt, hy vọng là mình nhìn nhầm. Người đàn ông họ phạm cơ hồ quên cả việc hít thở, ông ta nào biết được, đế vương chỉ là cái xưng hô, mà anh ta, tên gọi chính thức là Giang Hải. Địa vị của ông ta cũng không tính là cao, nhưng lại có duyên gặp mặt Giang Hải một lần. Trước kia, có mấy võ giả vận chuyển một ít vật tư mẫn cảm từ nước ngoài về, không thể đi con đường chính quy, đế vương đã giúp họ. Cũng chính là nhờ lần ấy, ông ta mới biết trên đời này còn có một tổ chức gọi là đế vương. Mà đại biểu của đế vương chính là người đàn ông thoạt nhìn lại bình thường như vậy. Trình Tân Nghiệp muốn giết Giang Hải, ông ta nóng lòng biểu hiện lập công. Chủ động xin đi tiêu diệt Giang Hải, không ngờ lần này lại là tự mình nhảy vào hố lửa. Đường Hiểu Trúc ông ta cố gắng bình tĩnh, đứng vững hai chân như nhũn ra. Đường Hiểu Trúc tiến lên, trong nội tâm còn cảm thấy kỳ lạ, ông Phạm gọi mình làm cái gì? Không điều tra rõ ràng đã tới bắt người. Não cô là não heo à? Lẽ nào người như anh Giang lại đi giết ông Lương? Cô chủ của Diệp Gia cũng ở đây, sao Giang Hải lại có thể là người đến gây sự ở Diệp Gia được? Ông ta nói mà bờ môi run rẩy, tức đến mức muốn chửi thề luôn rồi. Nói xong, giơ chân đá đường hiểu trúc sang một bên đi về phía giang hải thần sắc có chút sợ hãi ánh mắt sợ hãi hai tay run rẩy hai chân như nhũn ra đế vương của thế giới ngầm tùy thời tùy chỗ lúc nào cũng có thể lấy cái mạng nhỏ này của mình đây chính là nhân vật như thần mình đúng là điên rồi vậy mà lai muốn đi giết giang hải cho dù giang hải chấp ông ta một tay ông ta cũng không phải là đối thủ của đế vương ông ta hơi cúi người cực kỳ cung kính chắp tay nói tôi tôi từng được gặp anh giang anh giang là chúng ta lỗ mãng vô tri kính xin anh đại nhân đại lượng phản ứng của ông ta nhất thời làm tất cả mọi người sợ ngây người đường hiểu trúc vô duyên vô cớ bị chửi vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì chỉ thấy ông ta khúm núng tiến lên nói chuyện với giang hải như vậy giang hải đến cùng là người nào đường hiểu trúc toát hết mồ hôi Hoành Độ Dương đứng ra nói đỡ cho Giang Hải thì vẫn có thể hiểu được. Dù sao tập đoàn Uyển như lúc này cũng coi như là đầu tàu trong ngành công nghiệp ở thành phố Giang Tư rồi. Là xí nghiệp thuộc thành phố Giang Tư nên đã mang về rất nhiều lợi ích cho Hoành Độ Dương. Diệp Thụy Nguyệt cũng đứng ra nói đỡ cho anh ta, đường hiểu chúc cảm thấy nhất định là Giang Hải và Diệp ra có mối quan hệ sâu xa nào đó. Tạ Hương Lam nói đỡ cho Giang Hải, thì cứ coi như tạ hương làm mắt bị mù nên thích Giang Hải thì cũng hiểu được đi. Nhưng, nhưng mà, sao ông Phạm lại phải khép nép tiến lên nói chuyện với anh ta như vậy, thế này là sao? Là người mà ông Phạm chết cũng không dám đắc tội. Trong một góc, Bạch Hiệu và Lập Minh cũng sợ ngây người. Đây, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Nhất là Lập Minh, nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Người mà đường hiểu chúc của cục bảo mật số 13 cung kính, vậy mà lại thể hiện thái độ tôn trọng Giang Hải như thế. Phải biết, dù là lập gia phương Bắc cũng không dám tùy ý đắc tội cục bảo mật số 13. Nói cách khác, lập gia phương Bắc và Giang Hải kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Cục bảo mật số 13 là đại diện cho hoàng tộc, là tổ chức có quan hệ mật thiết với võ giả và các cổ võ giả. Nghĩ đến lúc trước mình dùng thủ đoạn hại Giang Hải, Lập Minh cảm thấy run lên. Anh ta đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế này? không hề biết gì về giang hải mà lại tùy tiện ra tay lập minh run lên nội tâm cực kỳ bất an liếc mắt nhìn sang bạch hiệu đang thường người hôm nay có thể còn sống cho dù chỉ nhặt được cái mạng lén lút lui lại phía sau đi anh ta không dám ở lại đây chuyện này quá lớn trước tiên phải để lập ra biết được tất nhiên phải lập tức đình chỉ tất cả hoạt động nhằm vào giang hải ông biết tôi giang hải nhíu mày nhìn ông ta nhàn nhạt hỏi Gương mặt lạ lắm, Giang Hải xác định, anh chưa từng gặp người này. Anh Giang, một năm trước, tại một bến tàu nhỏ ở Thiên Lương. Người đàn ông họ Phạm lập tức giải thích. Giang Hải im lặng, nở một nụ cười. Thiên Lương, nơi thị phi, Giang Hải cũng hiếm khi đặt chân đến. Một năm trước, Giang Hải vẫn nhớ mình tới đó làm gì, nhưng cái này không quan trọng, trong trí nhớ không có xuất hiện gương mặt này, hẳn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Đối với thái độ của Giang Hải, ông ta cũng không xuất sắng, ngược lại trong nội tâm mừng thầm, càng thấy mình may mắn. Đế vương lại cười với mình, điều này nói rõ cái gì, có nghĩa là đế vương còn nhớ mình. Nhưng mà, ông ta đã nghĩ nhiều rồi. Giang Hải cười, tựa như đi trong công viên nhìn thấy mọi người thì nở nụ cười chào xã giao thôi. Điều mà ông ta thấy may mắn chính là, Giang Hải cũng không tức giận vì cục bảo mật số 13, ít nhất sẽ không so đo với mình. Lúc này điều mà ông ta nghĩ là phải làm như thế nào mới có thể khiến Giang Hải vui vẻ. Để lại ấn tượng tốt đẹp cho Giang Hải. Giang Hải có chút chán nản, vốn định lợi dụng cơ hội lần này để dạy cho Trình Tân Nghiệp một bài học, không ngờ lại xuất hiện một người biết mình. Đường Hiểu Trúc, ông Phạm. Hai người bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc. Giang Hải cũng không muốn cân nhắc thị phi đúng sai với họ, càng không muốn truy cứu. Nếu như muốn truy cứu, đó cũng là nhằm vào Trình Tân Nghiệp ý của ông là không bắt tôi nữa hả giang hải lạnh giọng hỏi cái này sao thế được chúng tôi nào dám không 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 anh giang sao có thể làm ra những chuyện kia được ông ta nói năng có chút lộn xộn giang hải lại nói có vẻ như như ông biết rất rõ thân phận của tôi vâng người đàn ông họ phạm đáy lòng run lên nhìn qua ánh mắt của giang hải mới giật mình nói à không tôi không biết đây là lần đầu tiên tôi được gặp anh giang lần đầu tiên Tốt lắm, Giang Hải nở nụ cười, mắt nhìn ra ngoài cửa, các vị muốn ở lại ăn cơm. Không không không, tôi lập tức đi ngay, ông ta xoay người rời đi. Các người cũng cút về hết đi, đừng có mà quấy rầy nhã hứng của anh Giang. Ông ta quay sang lạnh lùng nói với Đường Hiểu Trúc. Sắc mặt Đường Hiểu Trúc khó coi tới cực điểm. Theo như lẽ thường, ông Phạm Thân là võ giả, còn là người rất mạnh nữa. Được người khác tôn kính và nịnh bợ đã là chuyện bình thường làm sao có thể khúm núm như thế ở trước mặt giang hải lại giống hệt con rùa rụt cổ trong nội tâm thầm mắng ông ta trở mặt quá nhanh mới vừa rồi còn nhìn thấy giang hải thì vẫy đuôi bây giờ quay sang với cô ta lại nhe răng quát nạt tới cũng nhanh đi cũng nhanh ông ta chạy khỏi bữa tiệc như chạy trốn thần chết đi ra khỏi đại sảnh ông ta cảm giác bước chân cũng không vững khí huyết bất ổn quá kinh hồn táng đảm lau lau cái chán đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh, tựa như mới đi dạo một vòng ở Diêm Vương Điện vậy. Ông Phạm, Giang Hải đến cùng là người nào? Đường Hiểu Trúc rất là ấm ức. Ông Phạm cũng không phải người chính thức của cục bảo mật số 13, thân phận của ông ta giống cố vấn hơn. Bị ông ta mắng, lại bị đánh, trong nội tâm có thể thoải mái được mới là lạ. Sau khi trở về, nhất định phải nói xấu ông ta với trình tân nghiệp mới được. Không biết, dừng bước lại, cô cũng không xứng được biết đường hiểu trúc trở về nói cho trình tân nghiệp anh giang là người mà anh ta không thể trêu vào được nếu như muốn chết thì bảo anh ta tự đi mà chết ánh mắt âm trầm nhìn vào đường hiểu trúc tôi biết tôi đánh cô nên cô đang rất ấm ức nhưng tôi nói cho cô biết tôi vừa mới cứu được cô một cái mạng đấy sắc mặt đường hiểu trúc trong nháy mắt đại biến bị đá văng sang một bên cái này mà là cứu mình trong sảnh bữa tiệc trong nội tâm bạch hiệu như nhấc lên sóng to gió lớn oán độc nhìn Giang Hải. Câu kết với trình tân nghiệp của Cục Bảo mật số 13, vốn định xử lý sạch sẽ Giang Hải, sau đó nuốt trừng tập đoàn Uyển Như, coi như món quà cho Giang Hải sau khi chết. Hai người đã bàn bạc sau khi giết Giang Hải sẽ chia tập đoàn Uyển Như như thế nào rồi. Không ngờ, cái tên họ Phạm này không phải tới để làm việc, mà là đến để làm cháu trai đấy. Anh ta vô cùng tức giận, hận không thể lập tức xé xác Giang Hải. Vừa quay lại nhìn, Lập Minh đã sớm mất bóng dáng rồi, dò xét một vòng, nghiến răng nghiến lợi, người lập ra đúng là nhát gan. Cục bảo mật số 13 tới bắt người, bữa tiệc bị gián đoạn giữa chừng. Phong hồi lộ chuyển, bọn họ xám xịt rời đi, lại cho tập đoàn uyển như tăng thêm ánh hào quang thần bí. Giang Hải, thật sự chỉ là lái xe của cố uyển như sao? Bây giờ ai mới tin nữa chứ? Giang Hải, thật sự là đến ở rể nhà cố uyển như, Vậy mấy cô gái khác phải giải thích thế nào? Trong lòng mỗi người đều suy đoán, nhưng ai cũng biết, tập đoàn Uyển Như đã bay lên rồi. Vốn đã hợp tác với Thiên Lương, ngay cả cục bảo mật số 13 cũng không làm gì được Giang Hải. Ai cũng nhìn ra được, cục bảo mật số 13 vốn là đến để bới móc, hiển nhiên là sau khi người đàn ông họ Phạm kia đến, biết được thân phận của Giang Hải thì sợ vỡ mật. Cố Uyển Như và Lan Kiều tiếp tục chủ trì bữa tiệc. Mỗi một dự án mới nói ra, đều sẽ xuất hiện một cao trào mới. Tập đoàn Uyển Như căn cứ thái độ chân thành để hợp tác, tuy trong tay có đất, có kỹ thuật, nhưng lỷ lệ phân chia cổ quyền lại cực kỳ hợp lý. Tất cả mọi người tranh nhau để được hợp tác cùng tập đoàn Uyển Như. Điều kiện hợp tác liên tục được hạ thấp xuống, mà ngay cả Cố Uyển Như cũng cảm thấy ngại vì tập đoàn Uyển Như được lợi quá nhiều. Giang Hải vẫn nhìn chăm chú Bạch Hiệu sắc mặt âm trầm ở một góc đại sảnh mà bạch hiệu cũng dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn lại giang hải có cần xử lý sạch sẽ không ạ à? thất hồn xuất hiện bên cạnh anh giang hải thu hồi ánh mắt nhìn thấy lâm đan cách đó không xa không cần cậu đi thăm dò một chút ai dám gây sự ở thành phố giang tư giang hải lạnh giọng phân phó cũng không bởi vì chuyện thất hồn tự ý rời đi mà bất mãn trái tim của thất hồn đã từng chết đi một lần giang hải không muốn anh ta bỏ lỡ cơ hội lần này vô luận anh ta coi lâm đan là gì, chỉ cần đủ để sưởi ấm trái tim anh ta, cũng là đã đủ rồi. Thất hồn gật gật đầu, xoay người rời đi. Giang Hải gọi anh ta lại, sắp xếp người khác đi là được, cậu tranh thủ ở cạnh lâm đan đi. Thất hồn trầm mặc không nói, khuôn mặt lạnh lùng, chớp chớp mắt, người đàn ông bình thường vô cảm như sắt thép, vậy mà lại cảm động. Ngoá ơi, cậu làm gì thế? Giang Hải mắng một câu, rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn. Bữa tiệc tiến hành vô cùng thuận lợi, nhóm dự án đầu tiên toàn bộ đã tìm được nhà đầu tư phù hợp. chương 105, con chó huyền ra. Tiếp theo, sẽ có một lượng tiền vốn khổng lồ đổ về. Tập đoàn huyền như phụ trách kỹ thuật, cũng phụ trách giám sát. Cụ thể tiến hành kinh doanh thế nào thì toàn bộ giao cho đối tác, điểm này là điều quan trọng mà rất nhiều người xem trọng khi muốn hợp tác với tập đoàn huyền như. Cùng chung kỹ thuật, điều khoản rõ ràng. Tập đoàn Uyển như sau này chủ yếu hướng về cải tiến kỹ thuật và khai thác. Bộ phận nghiên cứu khoa học do Lan Kiều chủ trì đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Hợp tác với nhiều trường đại học ở phương Đông, đồng thời thiết lập mối liên hệ với một số nhà khoa học hàng đầu thế giới. Về việc thu hút nhân tài, quy tắc của Lan Kiều là chỉ cần có thể thì sẽ lôi kéo cho bằng được, chỉ cần là người có tài, không tiếc số tiền lớn. Cả vùng núi phía tây thành phố, sắp xây dựng các phòng thí nghiệm lớn. Đây là một việc rất tốn tiền, nhưng chỉ cần vượt lên trước thì có quyền lên tiếng. Những kỹ thuật mà Giang Hải có được cũng không phải của mình, mà là lấy các bản quyền. Không muốn xảy ra chuyện, không muốn Phương Đông bị nhầm vào. Thứ nhất là bảo mật, thứ hai là phát triển ngay lập tức các giải pháp công nghệ cao cấp hơn để thay thế. Khoa học kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất quan trọng nhất. Chuyện mà thế, một dự án cuối cùng đạt được thỏa thuận, không khí bữa tiệc đạt tới đỉnh điểm mà lúc này Bạch Hiệu đã im lặng rời đi từ lúc nào đối với việc này Giang Hải không quan tâm tuy trong lòng anh hiểu Bạch Hiệu đến thành phố Giang Tư chính là muốn kiếm chuyện nhưng đối với Giang Hải mà nói anh lại mong là như thế vừa lúc có thể cho anh lý do diệt tận gốc bữa tiệc kết thúc viên mãn nhưng vấn đề làm cho Giang Hải đau đầu đến rồi trên xe ghế phụ đã bị Tả Hương làm chiếm lấy Cố Huyền như lại ngồi ở sau chiếm chỗ thục nhi em muốn đi đâu đây giang hải cười gượng đương nhiên là về nhà với anh rồi tạ hương lam tùy tiện nói em đã nói với cô ấy rồi em làm lớn cô ấy làm bé giang hải nhếch khóe miệng mặt cố uyển như rũ xuống không biết trong lòng đang nghĩ cái gì mở cửa xuống xe giang hải ngồi vào ghế sau dịu dàng nắm chặt tay của cố uyển như cố uyển như hoảng sợ muốn rút tay về cuối cùng không thể dãy ruộng. mặt cô đỏ bừng nước mắt tủi thân trào ra giang hải nói hôm nay đúng dịp này để anh giải thích chút tạ hương lam bĩu môi em chả thèm để ý thì thôi cô ấy thật nhỏ mọn chán của giang hải đổ mồ hôi lạnh ông trời sao lại tạo ra cái cô tạ hương lam chán ngắt này vợ à em biết đó lúc anh còn nhỏ nhà anh đã định hôn cho anh với lan kiều việc này trải qua nhiều năm như vậy cái gọi là hôn ước đã trở thành chuyện đùa về phần tạ hương lam giang hải đau đầu việc này thật đúng là không dễ giải thích lắm cố huyền như nhìn về giang hải trong ánh mắt lộ vẻ chờ mong cô hy vọng chuyện này là giả biết bao cô hy vọng giang hải không có gì quan hệ gì với tạ hương lam giang hải nói anh đúng là phải bái thiên địa với cô ấy nhưng bọn anh không phải vợ chồng thật giang hải rất muốn nói sự thật trong lòng lại biết lý do của giang hải nhất định sẽ không được cố huyền như tán thành tạ hương lam là thánh nữ của núi chu cần phải gả cho người đàn ông mệnh cứng để tránh hung thần mà cả đời này cô ấy cũng phải gìn giữ sự trong trắng không thể sinh con nhưng nếu anh nói thật chắc chắn cố uyển như sẽ nghĩ đây là chuyện ngày xưa mới có tạ hương lam quay đầu sang chỗ khác anh ấy nói đúng cái khác khó mà nói nhưng tôi chắc chắn sẽ không giành ngủ cùng anh ấy đúng không anh giang biểu cảm của cố uyển như rất khó hiểu đây là mối quan hệ gì khuyên can mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được Tạ Hương Lam ở khách sạn. Khi nào thì anh đi núi Chu? Giang Hải trầm ngâm một lát, mấy ngày nữa. Được, em đợi anh đi cùng." Tạ Hương Lam thản nhiên cười, vẫy tay với Cố Uyển Như trên xe, "Tạm biệt em gái." Quay về ngồi vào xe, khí thế Giang Hải biến đổi, ánh mắt thâm thúy cũng trở nên nghiêm túc. "Vợ à, việc xây dựng nền móng của thành phố Giang Tư, bảo vệ cải tạo môi trường còn cần bao nhiêu tiền vốn?" Cố huyền như thở dài nói, sao tự nhiên anh lại hỏi cái này? Giang Hải sờ cầm, có người muốn đưa tiền cho thành phố Giang Tư, nếu đòi ít quá thì hơi ngại. Ai đưa tiền? Cố huyền như hỏi. Giang Hải lặng lẽ cười. Gửi cho Tần Hiên một tin nhắn. Em với tạ hương lam, cố huyền như vẫn hơi không tự tin. Lúc này cô mới biết được, Giang Hải quan trọng với cô biết bao nhiêu. Ở bữa tiệc, mỗi việc mà cố huyền như làm đều rất máy móc, như một cái xác không hồn, cô biết tiếp theo phải đối mặt cái gì muốn chạy trốn trong lòng không yên sợ giang hải biến mất trong cuộc đời của cô nhưng cô không thể không đối mặt lời giải thích của giang hải làm cho cô nhẹ nhàng thở phào nhưng từ đầu đến cuối vẫn có cảm giác nguy hiểm giang hải không giải thích về diệp thụy nguyệt không tránh được cô sẽ nghĩ nhiều chẳng lẽ giữa họ giang hải yên lặng nhanh chóng cầm lấy tay của cố uyển như vợ em phải tin tưởng anh Bảo vệ ở bữa tiệc dưới sự sắp xếp của Tần Hiên đã rời đi, nhận được tin nhắn của Giang Hải, vui mừng muốn khóc. Có thất hồn đi theo thì sợ gì cao thủ. Anh ta đã yêu cái cảm giác được huynh hoang rồi, đây mới là sự nghiệp của đời người. Chẳng qua, làm gì cũng nhờ vào sự chăm chỉ của mình, Tần Hiên nắm chặt hai tay, tiếp theo, anh phải gia tăng huấn luyện, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ huấn luyện mà thất hồn đã sắp xếp. Chỉ có càng mạnh thì lúc huynh hoang mới không bị lộ ánh mắt dần trở nên quyết tâm, dám đến thành phố Giang Tư gây sự, muốn phân chia một chén canh tại đây, tiền chuẩn bị xong chưa? Bạch Hiệu trở lại biệt thự, lúc này một tên đầu gấu cường tráng xăm khắp người đang chờ anh ta. Anh Bạch, Bạch Hiệu ư ừ một tiếng, lập tức nhìn về phía người còn lại Huyền Bảo Khang, Huyền Bảo Khang hèn mọn tới cực hạn, nỗi hận đối với Giang Hải lại đạt tới tột đỉnh. Việc hợp tác của Huyền gia với Tập đoàn Huyền như cứ thế mà bị đồ vô dụng Huyền Thanh kia làm cho tan tành rồi. Không chỉ có như thế, còn xảy ra xung đột với Giang Hải. Vì để lấy mặt mũi lại cho Huyền Gia, người con gái mà Huyền Bảo Khang yêu nhất cũng phải để cho Diệp Kinh Lạc chơi không rồi. Phải biết rằng trong bụng của vợ anh ta còn có cháu của Huyền Gia. Huyền Bảo Khang nghĩ xong chưa, Bạch Hiệu cười gian. Huyền Gia ở thành phố Giang Thanh, không tính là nhà giàu có lớn lao gì, nhưng nếu làm việc cho nhà họ Bạch sẽ tiện cho nhà họ Bạch vươn thế lực đến bên này. Con chó đưa đến cửa, ngu sao mà không nhận. Huyền gia muốn cái gì, Bạch Hiệu khinh thường nói, chỉ cần đây là thứ nằm trong tỉnh này, tôi đều có thể cho. Nhưng, Huyền Bảo Khang là người thông minh, lập tức xoay người, Huyền gia nhất định sẽ vì nhà họ Bạch mà sai đâu đánh đó. Bạch Hiệu nghe vậy, hài lòng gật đầu, anh ta thích người thông minh. Gương mặt dài nhỏ của Huyền Bảo Khang lộ ra vẻ thù hận, anh muốn giang hải phải chết so với tập đoàn uyển như mặc dù thế lực của huyền gia chiếm ưu thế nhưng hôm nay tập đoàn uyển như như đang ở trên ngọn gió phát triển cực nhanh nếu để tập đoàn uyển như phát triển thêm nữa huyền gia ở vị trí là người đối đầu với giang hải lại càng rơi vào âu lo lúc trước muốn nương nhờ diệp ra coi như anh ta nhìn nhầm tự nhận điều suối quẩy tìm tới bạch hiệu dựa vào nhà họ bạch chỉ cần lựa ý nói hùa theo sở thích của bạch hiệu Chuyện gì cũng dễ thương lượng. Đến lúc cả tập đoàn Uyển như bị tiêu diệt, Huyền gia cũng có thể nhặt được chút lợi ích. Anh Bạch, Huyền gia nào dám có yêu cầu xa xôi gì, chỉ cần anh Bạch vui vẻ, Huyền gia tự nhiên cũng vui vẻ. Bạch Hiệu lại hừ lạnh. Tôi không thích người gian xảo hèn hạ, muốn cái gì cứ nói thẳng. Anh làm việc cho tôi, tôi cũng phải trả công xứng đáng chứ? Nói xong, Bạch Hiệu đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp mặt đỏ tai hồng nước mắt dưng dưng ngồi ở bên kia. Nghe nói, đây là vợ của Huyền Bảo Khang. Dáng vẻ làm người ta nhìn vào đã muốn cưng nựng, dáng người xinh đẹp mê hoặc. Nhất là phần bụng dưới hơi nhô ra, nghe nói cái tên Diệp ra kia chơi rồi, người mang thai, vẫn là lần đầu tiên. Ngón trỏ của Bạch Hiệu động đậy, chờ đợi không được mà muốn nếm thử món ngon. Anh Bạch, Huyền gia hy vọng có thể thay thế được vị trí của tập đoàn Huyền Như. Thay thế, thứ mà Huyền gia nhìn chúng chính là rất nhiều kỹ thuật độc quyền của tập đoàn Huyền Như. Còn có, nắm trong tay sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển thành phố Giang Tư. Nói huyền chuyển, nhưng Bạch Hiệu vẫn nghe hiểu được. Thực ra, huyền gia làm chó cho nhà họ Bạch, cũng sẽ được quản lý hết mọi thứ này thôi. Ánh mắt bị ổi của Bạch Hiệu làm cho huyền bảo khang cảm thấy ghê tởm, người mà anh ta đang nhìn, chính là người phụ nữ của mình càng có sự kích động thật muốn tự sát trong bụng nhà thuần còn đang mang đứa con của mình nhưng người phụ nữ này đã bị diệp kinh lạc chơi rồi người phụ nữ bị người khác chơi sao có thể trở thành con dâu huyền gia được nếu người phụ nữ này sớm muộn cũng phải thay đổi chẳng thà lợi dụng cô ta để thỏa mãn sở thích biến thái của bạch hiệu huyền bảo Khan nghĩ có thể vì tiền đồ của huyền gia góp một phần công sức là vinh hạnh của cô ta Bạch Hiểu cười lớn, vậy thì có gì khó, tôi sẽ nâng đỡ huyền gia. Chỉ cần đợi tôi chờ chủ tịch hoành nhân của nhà họ Bạch, sẽ để huyền gia nâng cao một bước. Huyền gia theo nhà họ Bạch, tôi đương nhiên cũng sẽ dịu dàng với chị nhà một chút. Huyền bảo khang khóe miệng co rúm, anh ta thật sự rất vui mừng. Một mảnh thảo nguyên to lớn, thật sự đang treo ở trên đầu. Cố nén đau lòng, quay người lạnh lùng nói, nhạc thuần, còn không mau cảm ơn anh Bạch cả người nhạc thuần run rẩy, rơi nước mắt, cô ta muốn từ chối, những người này, hoàn toàn không coi cô là người. Bảo Khang, trong bụng em. Quyền Bảo Khang sắc mặt âm trầm, em ngoan ngoãn đi, nếu không thì khoản tiền anh hứa. Vừa nói lời này, nhạc thuần lập tức khụt khịt, lao đi nước mắt, tiến lên nhẹ nhàng lễ phép, anh, bạch. Nói lắp nửa ngày, cũng không nói được một câu đầy đủ. Bạch Hiệu cười ha ha, bàn tay to kéo lấy, lập tức thô bạo ném nhà thuần tới sofa bên cạnh, tiện tay xé áo cô ta ra. Quyền bảo khang, tôi sẽ chăm sóc vợ anh thật là tốt. Lúc này, gã đầu gấu cường tráng nãy giờ vẫn không nói chuyện lại lên tiếng nhắc nhở, anh Huyền, còn không mau cảm ơn anh Bạch. Cả người Huyền bảo khang run lên, dáng vẻ tươi cười lại giống như đang khóc. Cảm ơn, anh Bạch đã chăm sóc vợ tôi. Quyền bảo khang cố nén nỗi đau tê tâm liệt phế, xoay người chuẩn bị rời đi bạch hiệu hiển nhiên là muốn làm ở phòng khách anh ta phải tránh mặt vậy anh huyền đi đâu vậy người kia lại nói ánh mắt lại không hề rời khỏi cơ thể trần trụi của nhạc thuần chẳng lẽ anh không định chờ nghe chỉ thị của anh bạch cả người huyền bảo khang chấn động ánh mắt sợ run chờ ở đây chờ nghe chỉ thị dương mắt nhìn vợ mình bị làm nhục ánh mắt huyền bảo khang trống rỗng huyền ra dù cho đối đầu với tập đoàn uyển như rất không thoải mái huyền thanh nắm chặt bàn tay vì cái đồ phế vật kia huyền gia mới ra nông nỗi như ngày hôm nay đến mức để anh ta phải đưa vợ mình đến cho người ta chơi trước kia huyền gia chưa từng phải phụ thuộc vào ai hiện giờ không nghe theo nhà họ bạch chẳng lẽ huyền gia sống không nổi nữa huyền bảo khang nghĩ đến cha anh ta huyền thiên thế gây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng huyền gia trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử tồn vong đưa tiền rồi đưa phụ nữ rồi, nhưng chưa từng dựa vào người khác, làm chó cho người khác. Huyền gia càng không có tiền lệ đưa vợ cho người khác. Hiện giờ, nhạc thuần đã là đồ rách nát, vì tiền mà tự nguyện bị chơi đùa. Huyền gia không còn đường rút lui. Nhìn mọi thứ xảy ra, nhạc thuần kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Huyền bảo khang, có thể làm cái gì? Anh ta đã lên chiếc thuyền này, không còn đường rút lui nữa. Trường 106, trà đạp làm vui. Bạch Hiệu kéo quần, cảm thấy mãn nguyện. Việc đạp lên tôn nghiêm của Huyền Bảo Khang làm cho anh ta thấy thật thỏa mãn. Anh Huyền, tôi rất thích đấy. Bạch Hiệu cười nói. Huyền Bảo Khang quả thật không biết nên vui hay nên buồn. Giả bộ hào hứng, Huyền gia nhất định bất chấp gian nguy, bảo vệ sản nghiệp ở đây của nhà họ Bạch. Huyền Bảo Khang bước tới, ngồi xổm xuống sửa lại thắt lưng cho Bạch Hiệu. Giáng bộ ti tiện khiến kẻ khác buồn cười. Quả thật, bạch hiệu thấy thật kích thích chơi vợ của huyền bảo khang tên này còn tự sách quần cho mình thản nhiên nói tiết nhân cứ theo kế hoạch lúc trước của chúng ta cứ mạnh dạn mà làm tôi thật muốn xem có mấy đối tác muốn ở lại hai mắt huyền bảo khang sáng lên vội hỏi anh bạch định làm như nào vậy bạch hiệu nói thành phố giang tư có tiết nhân cầm quân anh ta là một võ giả rất mạnh về phần thương trường nếu bị uy hiếp nội bộ mâu thuẫn thì bọn họ sẽ thế nào? Lửa giận của những người này sẽ thiêu dụi tập đoàn Uyển Như. Huyền Bảo Khang lo lắng nói, đây chẳng phải là đắc tội khiến nhiều người tức giận. Nhiều người tức giận, Bạch Hiệu biến sắc, tỉnh Hải Đông, còn có người nào mà nhà họ Bạch không dám động tới. Bạch Hiệu ngang ngược kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nhất là ở tỉnh Hải Đông, anh ta chỉ kiêng kỵ duy nhất Diệp ra thì hiện giờ đã phải bán tống bán tháo ra sản co đầu rụt cổ không chịu ra, về phần nguyên nhân bạch hiệu cũng không hiểu rõ chỉ biết là sau bữa tiệc mừng thọ trăm tuổi thì mọi chuyện thành ra như vậy nhiều người đồn đoán là do sức khỏe của ông cụ diệp không tốt bạch hiệu dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo ngút trời huyền bảo khang muốn tặng nhạc thuần cho bạch hiệu nhưng bạch hiệu chẳng qua chỉ là chơi chơi thôi không có ý định giữ lại bên người chẳng lẽ huyền bảo khang lần nào cũng sẽ cởi quần vén quần cho mình sao rời khỏi biệt thự nhạc thuần mặt xám như cho đai an toàn tuột xuống cũng không biết sau khi trở về tôi sẽ chuyển tiền cho cô đây là số tiền cả đời cô cũng kiếm không được huyền bảo khang lạnh như băng nói cô bỏ đứa bé này đi về sau đừng bước chân vào cửa huyền ra nữa không còn giá trị lợi dụng đây là vận mệnh cuối cùng của nhạc thuần có thể nhận được một khoản tiền đã là may mắn lắm rồi nhạc thuần lạng im không nói đôi mắt uốn cong những giọt nước mắt ánh lên như làn nước mùa thu kết hôn, cơm ăn áo mặc. Nhà thuần hận chính mình, vì sao mình lại gả cho một gã xúc sinh. Chính mình đang mang trong mình đứa con của anh ta, vậy mà anh ta nhiều lần để người khác chơi cô. Nhà thuần hận huyền bảo khang, nghiến răng nghiến lợi, hận đến khắc cốt khi tâm. Cắn răng, vô hồn nhìn huyền bảo khang, không, tôi sẽ sinh đứa bé này ra. Tôi không muốn đứa con này, sắc mặt huyền bảo khang đột nhiên trầm xuống người phụ nữ xấu xa này còn vọng tưởng muốn làm bà chủ của huyền gia nhà thuần quay mặt đi rất quyết liệt bàng hoàng bất lực cô là một người phụ nữ nhu nhược vận mệnh an bài không thể phản kháng tôi sẽ sinh nó ra nếu là con trai tôi sẽ cho nó đi ăn trộm nếu là con gái tôi sẽ bán nó vào ổ điếm người huyền gia đời đời kiếp kiếp nam ăn cắp còn nữ làm đĩ giọng nói của nhà thuần không lớn vẻ mặt lúc đó tràn ngập ý nguyền rủa huyền bảo khang không nghe rõ mắng một câu nói khùng điên cái gì đấy nhìn bóng dáng của nhạc thuần tia đau lòng cuối cùng của huyền bảo khang cũng tiêu tan chỉ cần huyền gia có được tập đoàn uyển như kể cả không phải của mình đối với huyền gia mà nói giống như đại diện cho ích lợi khổng lồ vậy một ả à đàn bà mà thôi quan tâm làm gì từ nhỏ cuộc sống an nhàn sung sướng huyền bảo khang đã hiểu được một đạo lý phụ nữ chỉ dùng để chơi đùa phụ nữ xinh đẹp đối với người nghèo mà nói chính là xa xỉ phẩm nhưng đối với kẻ có tiền chính là tiêu phẩm nữ thần trong mắt người nghèo chỉ là một món đồ chơi trong mắt người giàu trong biệt thự tiết nhân nói anh bạch tên giang hải này tôi đã điều tra qua thân thủ khá được rất hung tàn nếu suy luận không sai thiên sứ tội lỗi chính là gã bạch hiệu hít mắt rót cho mình một ly rượu chậm rãi lắc thì sao anh sợ chết. Tiết nhân vừa nghe thì nhắm mắt, vẻ mặt khinh thường. Giang Hải, ngay cả có giết được ông Lương thì sao, anh ta vẫn không sợ. Bạch Hiệu nói, nghe nói thằng con hoang kia nói, ai gây rối ở thành phố Giang Tư, sẽ chọn một bãi đất xây mộ cho kẻ đó ở ngoài thành. Đó là chuẩn bị cho chính gã, Tiết Nhân cắn răng nói. Giang Hải chính là một đứa con hoang. Mặc dù phiêu bạt ở bên ngoài vài năm gặp được chút kỳ ngộ thì đa sao, cũng dám ở trước mặt mình làm ra vẻ. Ở bên kia, Giang Hải đưa Cố Uyển Như quay về công ty. Trần An Cố Uyển Như, Giang Hải mất rất nhiều công sức mới khiến cho vợ mình nín khóc mỉm cười, miễn cưỡng tin anh và Tạ Hương Lam là mối quan hệ trong sạch. Sau đó, Giang Hải xuất hiện ở phía tây. Một cái lều đơn giản, bên trong là đám người thất hồn, Tần Hiên, Kim Thâu đang ngồi vây quanh. Anh Giang, đám xúc sinh kia đánh xong rồi đi. Không dây dưa, tìm không ra tung tích. Tần Hiên thiếu chút nữa quăng vỡ cái chén. Thật sự rất bực bội. Một số chỗ bị đập vỡ hết cả, đám người kia như bị điên, làm xong là rời đi luôn. Giang Hải thản nhiên nói, các cậu hình như đã quên người đứng đầu thành phố Giang Tư là ai rồi à? Hử, đứng đầu thành phố Giang Tư? Không phải Hoành Độ Dương sao? Lập tức, Kim Thâu mắt chợt lóe sáng, anh Giang, ý anh là giám sát toàn thành phố? Chính xác, vẻ bề ngoài là hoành độ dương định đoạt thành phố Giang Tư. Nhưng thế lực kinh tế thì có tập đoàn Uyển Như, thế giới ngầm thì có Tần Hiên. Không chỉ như thế, với địa vị của công ty bảo vệ ở thành phố Giang Tư, phát động quần chúng chỉ là một chuyện đơn giản. Bất luận là kẻ nào, chỉ cần xuất hiện ở thành phố Giang Tư đều không thoát khỏi được tầm mắt của Tần Hiên. Phía đông, quán karaoke phấn sắc giai nhân ở thành phố Giang Tư đây là một nơi được phép kinh doanh các hoạt động mở ám hiếm hoi chỉ cần có tiền thì bạn có thể chơi mọi thứ mình muốn tại đây một vài ông lớn sảng khoái phát tiết cả một đêm sau khi thỏa mãn thì buộc phải rời đi ra khỏi phòng những bước chân ngạo nghễ bước xuống lầu có người đi tới kêu thanh toán tiền vung tay đánh mấy cái thấy mấy người này hung tợn không ai dám tiến đến ngăn cản bên cầu thang một người phục vụ áo trắng đang đứng ở đó cũng không dám mở miệng hỏi tiền. Tựa hồ cung kính tiến các vị đại gia rời đi. Một gã đàn ông to lớn bước tới, túm tóc gáy người phục vụ, thô bạo kéo, "Mẹ mày ở trên đó à?" "Được lắm, kỹ thuật rất tốt. Bây giờ tao là cha cha, nghe chưa?" Người phục vụ mỉm cười. Vỗ vỗ vào mặt người phục vụ, "Thật ngoan, chờ lúc nào tao rảnh, lại đến chơi mẹ mày." Mấy người vạm vỡ phía sau cười rộ lên, xách lỗ tai người phục vụ, gọi cha xem nào. Ở đây, chỉ cần có khả năng chi tiền, thì gọi ông nội cũng được. Người phục vụ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, mặt luôn mang một nét cười. Phục vụ khách hàng là tôn chỉ của chúng tôi. Ái trà, gã ta cười nhạo, mày cũng chuyên nghiệp phết đấy. Nào, gọi một tiếng xem nào. Người phục vụ mỉm cười, trên tay đang đếm tiền. Gã kia vừa muốn đánh, tên còn lại ngăn lại, đừng làm bậy, mau trở về đi, để đại ca tức giận thì không tốt đâu. Đưa tay ra đẩy người phục vụ sang một bên. Nói cũng có lý, hôm nay quên đi vậy. Nơi này tạm thời giữ lại, ngày nào có hứng thì tới chơi. Người đàn ông vạm vỡ rời đi với tiếng cười to. Nhưng họ vừa ra đến sảnh, đã nhìn thấy một tên nhóc tóc xanh đứng ở cửa. Cái màu sắc này, đúng là rất hợp xuất hiện ở đây. Mẹ nó, đúng là có đứa thích làm rùa thật kìa. Xem mái tóc của thằng danh kia kìa, chẳng nhẽ chúng ta đã chơi vợ nó rồi. Đồ rùa, mở cửa ra cho ông. Kim Thâu cung kính mở cửa, nhưng đứng ở giữa cửa. Ngoài cửa, đám người Tần Hiên thất hồn đang vô tư hút thuốc. Tần Hiên nhả một làn khói, "Các vị, chơi vui chứ?" "Cũng được, ha ha. Các anh em, xem ra tên họ Tần kia là sợ quá không dám ra rồi đúng không? Còn có tên họ Giang kia nữa, thật hèn. Tao cứ nghĩ có thể đánh nhau một trận, đến bây giờ vẫn chưa gặp được hai kẻ hèn đấy." tao thật ra ở trong phòng riêng đánh nhau một trận với em gái kia, ai ui, một trận đó khiến eo tao đau quá. Người đàn ông to lớn bước tới, đứng trước mặt Tân Nguyên võ vỗ vỗ lên mặt anh ta. Trở về nói cho gã họ tần kia biết, buổi tối hôm nay chuẩn bị cho tao một triệu, không thì tao đập nát chỗ này. Lời còn chưa dứt, tay cũng rũi được nửa. Cổ tay của tên lực lưỡng bị nắm chặt. Trên mặt tần hiên vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên, thái độ phục vụ rất tốt. Các vị, ai thanh toán? Thanh toán. Gã vạm vỡ sừng sốt, sau đó bật cười. Lập tức, trong số đó có kẻ cười khúc khích thành tiếng, thằng danh này đầu bị kẹt cửa à? Muốn đòi tiền bọn tao? Không có tiền, sắc mặt Tần Hiên trầm xuống, không có tiền thì không được ra khỏi cửa. Các vị, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Rượu phạt, phạt ra sao? Trong đó, một gã cường tráng lặng lẽ cười hai tay khoanh trước ngực các anh em có người giữ chúng ta lại ăn cơm vậy ăn xong rồi đi sắc mặt kim thâu có chút kỳ lạ nhìn tần hiên ấy thế mà có người chủ động yêu cầu tần hiên mời ăn quả là can đảm nếu cho mấy người này biết lần trước tần hiên mời người ta ăn cơm là cái cảnh tượng gì không biết họ sẽ có phản ứng ra sao ăn cũng phải trả tiền tần hiên nhẹ nhàng nói tần hiên vẫn học theo thái độ của giang hải làm phục vụ vậy phải có ý thức của phục vụ khách hàng có yêu cầu gì thì nhất định phải thỏa mãn nhưng tiền nào của nấy không muốn trả tiền không có chuyện đấy giang hải thích nhất là cùng nhau bàn tính lợi nhuận mẹ nó không biết xấu hổ một gã cường tráng ở phía sau tiến lên tay đút túi quần xem ra hôm nay không đập tan chỗ này thì chúng mày không vừa lòng rồi các anh em đập trước nói sau Tần Hiên cười nhạo, ở cái đất thành phố Giang Tư này giờ chẳng còn mấy người dám nói mấy lời đó trước mặt Tần Hiên tao đâu. Mày, cả gan dám làm loạn. Gã kia sừng sốt, nheo hai mắt, mày là Tần Hiên. Tần Hiên đứng khoanh tay, tư thế tự cao tự đại, đâu dám, đâu dám gọi tao là anh Hiên. Mấy gã cường tráng liếc nhau, nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Chậm rãi thong thả bước đến gần Tần Hiên. Gã cường tráng này âm trầm cười lạnh, anh Hiên May mà cũng xứng. Một con dao găm đâm thẳng vào bụng của Tần Hiên. Làm mà không hề báo trước. Tuy nhiên, Tần Hiên đã sớm có chuẩn bị, anh ta nghiêng người, dễ dàng nắm lấy cố tay đối phương. Các vị, vị nào thanh toán? Tần Hiên trở tay vặn một cái, lấy dao đâm vào vai đối phương, một bài tai khiến gã cường tráng mắt đầy sao. Lập tức gã ta bị đánh bay ngược lại. linh 107, cho các người tức chết. Mấy người kia lập tức biểu tình nghiêm túc hẳn, biết tình hình không ổn, gặp phải người khó chơi rồi. một người quát, anh em, lên, đánh nó. rầm rầm rầm, tiếng va chạm nặng nề, chói tai vang lên, khiến người ta cảm thấy giận người. xương gãy phát ra tiếng chói tai. chưa cần thất hồn ra tay, tần hiên nay không còn như xưa. không đến một phút đồng hồ, mấy gã cường tráng đã miệng mũi ăn trầu ngã lăn lê dưới đất. trước kia tần hiên cũng chỉ miễn cưỡng được coi là có số có má một chút nhưng hiện giờ, trải qua huấn luyện của thất hồn, anh ta đã bước một chân vào hàng ngũ võ giả rồi. Mấy tên cường tráng này dù có chút võ nghệ, nhưng ở trước mặt Tần Hiên cũng chỉ là bị thịt. Chậm rãi đi lên trước, cứng rắn dẫm lên đầu một người. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt méo mó của gã. Các vị, ai trả tiền đây? Chỗ làm ăn nhỏ, không cho khất nợ. Lúc này mấy tên cường tráng mới biết được, Tần Hiên kinh khủng như nào sớm biết như vậy có đánh chết bọn họ cũng không dám đến gây sự kim thâu cười nói anh hiên các vị khách quan này tiêu khiển xong rồi muốn ăn một bữa cơm đạm bạc người đàn ông cường tráng rên rỉ trong đau đớn khuôn mặt sưng vù trông rất kinh hãi bọn họ nói muốn ăn cơm lúc nào đào mắt một cái trước mắt không bị tổn thất tần hiên lần này chiến đấu quá tốt đúng đúng ăn một bữa cơm rau dưa hơn nữa còn không cần trả tiền đại ca tha mạng vừa rồi bọn em chỉ là đùa một chút thôi đúng chỉ là đùa vui thôi đùa sao tần hiên hừ lạnh tôi là loại người thích nói đùa sao các vị nói xem nào muốn gọi món gì ăn kim thâu thật sự đi lấy thực đơn để xuống trước mặt khách quan mời gọi món không muốn gọi món kim thâu tát phải cái gã cường tráng đành phải chọn bừa địa tam tiên tần hiên gật đầu yêu cầu cũng không cao lập tức cho một gã đàn em đi ra ngoài, đến chợ dạo một vòng. Lúc anh ta trở về, trên tay sách mấy cái túi to, bên trong có đồ vật gì đó đang vặn vẹo. Địa tam tiên của quý khách đến đây, Tần Hiên liếc mắt nhìn, lập tức ném cái túi cho gã, ăn đi, không ăn hết là không được đâu. Mở túi ra, gã ta lập tức lông tơ dựng thẳng. Thứ trong túi hóa ra là một con chuột to bằng bàn tay. Sao, không muốn ăn hà, ánh mắt Tần Hiên dần dần trở nên hung ác. Mày có lẽ không biết quy tắc của bọn tao rồi. Hoặc là mày ăn nó, hoặc là nó ăn mày, tự mày chọn. Gã cường tráng nào dám hoài nghi lời nói của Tần Hiên, nếu không ăn thì quả thật sẽ bị dao trắng đi vào dao đỏ rút ra, Tần Hiên thật sự có thể băm nhỏ bọn họ làm thức ăn cho con chuột kia. Ăn chuột sống, nhưng bọn họ không thể nào nuốt được. Kim Thâu ngồi xổm xuống, lễ phép nói, vị đại gia này, ngài cảm thấy không hợp khẩu vị sao? Không 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 hợp khẩu vị hợp khẩu vị cắn răng tim đập thùm thụp gã từ từ nhắm hai mắt lại dùng miệng cắn con chuột con chuột kêu chít chít khiến người ta dựng tóc gáy trong quán có mấy người đang xem náo nhiệt cũng phải quay đầu bỏ đi thật kinh tởm mới vừa ăn hết con chuột còn nguyên lông quay người nôn ra hết cũng may tần hiên cũng chán ghét không bắt gã phải nuốt vào khách quan đồ ăn có tươi ngon không tần hiên hỏi gã ta đã nửa chết nửa sống vô lực nói tươi tươi uể ê đừng nóng vội vị này vừa gọi món địa tam tiên vừa rồi mới là món đầu tiên mang đồ ăn lên cho khách đi người thứ hai ném tới trước mặt một gói to mở ra vừa thấy đã hồn phi phách tán bên trong là một con rắn dài hơn một thước tần hiên lạnh như băng nói ăn đi sao vậy còn phải rót rượu cho ngài sao không cần không cần gã ta vội xua tay sợ tới mức lui về phía sau nếu anh ta nói có không chừng là thứ rượu gì đó cắn chặt răng nhưng mà gã quả thật không dám ăn thấy kim thâu cầm roi gã sợ tới mức cầm ngay con rắn đưa vào miệng bộ dạng hung ác ăn lấy ăn để như chết đói tươi ngon không tần hiên suýt thì nôn theo da tươi rất tươi mang món tươi thượng đẳng thứ ba lên cho vị đại gia này tần hiên phất tay cuối cùng một gói to ném tới trước mặt gã chưa mở ra đã biết bên trong là gì bởi lớp lông cứng của con nhím đã lộ ra ngoài bùm một tiếng gã ta quỳ xuống đại ca em sai rồi em ăn không nổi nữa xin anh tha cho em đi tần hiên bình tĩnh nói ngài cảm thấy đồ ăn của chúng tôi không tươi sao ngài thấy rồi đó đều là đồ tươi cả mà quay đầu lại để mấy người khác gọi món cho bọn họ ăn no nê chuẩn bị lên đường mọi người run lên vì sợ hãi lên đường về nhà hay đi gặp phật tổ dùng mông nghĩ cũng biết tần hiên mà tốt như vậy không đùa chết bọn họ mới là lạ kim thâu nghiêm chỉnh cầm thực đơn gương mặt tươi cười một gã cường tráng khác thông minh hơn nhiều nuốt nước miếng anh em ăn rồi không muốn ăn nữa tôi thấy chúng ta nên tính tiền rồi về thôi mẹ đang đợi ở nhà kim thâu nhấc chân đá tên xúc sinh như mày mà còn có mẹ Ngày mai cho mẹ mày đến đây làm, thế nào? Gã cường tráng mặt co rúm, không dám cãi lại, đây là bọn họ dùng lời nói vỗ nhục người khác. Tần Hiên thong thả bước tới, sớm ngoan ngoãn thế không phải là tốt rồi sao? Người đâu, tính xem các vị này hết bao nhiêu tiền, tiền mặt hay là quẹt thẻ. Nói xong, Tần Hiên ngồi xổm xuống, vẻ mặt tươi cười, vị này, nếu vừa lòng với phục vụ của chúng tôi, hãy đánh giá năm sao, lần sau nhớ đến. Đến lần sau nhất định đến gã cường tráng sợ hãi lập tức gật đầu anh ta cả đời này cũng không dám đến đát bữa thậm chí là đi tới gần thành phố giang tư cũng không dám gã cường tráng phải ăn địa tam tiên khóc không ra nước mắt sớm biết thế thì trả tiền cho rồi làm gì mà phải ăn đồ sống khít mũi trong lòng gào thét thật là không ngờ chẳng mấy chốc trước mặt bọn họ xuất hiện một mảnh giấy ghi lại các khoản thanh toán Karaoke phấn sắc giai nhân, tiền bàn 500.000, tiền đồ uống 500.000, tiền phòng 500.000. Nhiều vô số khoản tiền, viết đầy cả tờ giấy. Tần Hiên nói, đây chủ yếu là thu phí dịch vụ hôm qua của các vị, đồ ăn vừa rồi là tặng miễn phí cho các anh em. Mỗi người 5 triệu, trả chung hay riêng. Của các vị tổng cộng hết 40 triệu, đếm số đầu người xong, Tần Hiên lại nói, vì là đi theo nhóm nên lần này làm thẻ thành viên cho các vị được không nạp 100 triệu, tặng 100 triệu. Mấy người nhìn nhau, vừa nghe đã không ai dám nói gì nữa. Tần Hiên sắc mặt thay đổi, chả lẽ các vị không có tiền sao? Anh Hiên, anh xem có thể thư thư cho chúng tôi vài ngày được không? Thấy Tần Hiên vung tay lên, gã kia vội ôm mặt giải thích, chúng tôi nhất định sẽ trả, ghi phiếu nợ được không? Tần Hiên nói, chỗ làm ăn nhỏ, không cho khất nợ. Dù thế nào thì, mấy anh em gọi người đem tiền tới, hay lấy vật gán nợ cũng được. Một cước dẫm lên tay một người, Tần Hiên rút dao chặt đứt một ngón tay. Máu tươi chảy không ngừng, gã ta kêu thảm thiết. Gạt đi nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh nói, một ngón tay, bằng 10.000, hợp lý không? Cho dù có chặt hết ngón tay ngón chân thì mới có 200.000, mà Tần Hiên đòi mỗi người 500 triệu. Mang thận ra gán nợ cũng không đủ. Một tên trong đám lóe lên ánh mắt xảo trá, yêu cầu gọi người mang tiền đến. Tần Hiên nói tiền nợ này phải trả lãi suất đấy, tiền lãi thì tính theo quy tắc của chúng tôi, được không? Gã cường tráng không có đường nào để cò kè, gật đầu như dã tỏi. Gã ta gọi điện thoại cho lão đại, Tần Hiên cho dù có kiêu ngạo, chờ lão đại của bọn họ đến đây, cũng chỉ có nước quỳ trên đất gọi ông nội. Ép mình ăn chuột ăn rắn, còn mang đến cả một con nhím, đến lúc đó phải cho Tần Hiên ăn hết. Gọi cho Tiết Nhân. Lúc này, Tiết Nhân đang đi cùng Bạch Hiệu, Gã ta đi ra một bên nghe điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Không phải tao bảo chúng mày xong việc thì rời đi sao? Ai cho chúng mày qua đêm ở đó? Cái gì? 5 triệu. Còn là một người 5 triệu. Muộn một tiếng tăng một triệu. Cúp điện thoại, sắc mặt tiết nhân trầm xuống, tần hiên đúng là muốn tìm chết. Không biết sống chết, lại dám tống tiền mình. Bạch hiệu hỏi, tiết nhân, chuyện gì vậy? Tiết nhân cung kính nói, anh Bạch, Mấy anh em bị Tần Hiên bắt được Tần Hiên, xử lý tên này trước cũng được Bạch Hiệu nói, làm cho gọn gàng vào Cũng để cho tên con hoang kia biết Tao sẽ không bỏ qua nó đâu Càng là để cho tất cả biết Kết cục khi đối đầu với nhà họ Bạch Thổi kèn Hiệu, triệu tập người Một đám người từ xa đi tới Phía đông, đã bị Tần Hiên phong tỏa Để tránh người vô tội bị thương Bên đường, mấy gã cường tráng Bị trói thành một đống quỵ ở đó tần hiên ngồi trên ghế bành trong tay cầm roi da nào hát bài chinh phục cho anh đây nghe kim thâu lấy giản âm loa từ trong quán ra bật nhạc lên khi tiết nhân tới mấy gã cường tráng đang hát đến cao trào tuy nhiên điều khiến anh ta ngạc nhiên là ở bên cạnh tần hiên chỉ có hai ba người mà thôi tự rủa thầm trong lòng con mẹ nó mang nhiều người quá rồi vẻ mặt bình tĩnh khóe miệng tiết nhân giật giật từ xa nói mày là tần hiên mang tiền đến à, Tần Hiên không buồn nâng mí mắt. Giơ tay lên, một tiếng roi vang vọng. Gã đàn ông cường tráng kêu lên, sau lưng là một vùng máu. Hiện tại là 10 triệu một người, vị này, ngài phải mang đủ tiền đó. Nếu không, tôi sẽ thất vọng lắm. Mà, nếu tôi thất vọng thì hậu quả thế nào, anh biết rồi đấy. Chậm rãi, Tần Hiên đứng lên, vẻ mặt đầy sát khí. Muốn chết, Tiết Nhân hừ lạnh, đi về phía Tần Hiên mà lúc này Tần Hiên lại lùi về phía sau mấy bước. Tiết nhân cũng chả phải loại hiền lành gì, thất hồn đứng ở phía trước. Việc làm màu đến đây là kết thúc, vị trí này nhường cho thất hồn. Thất hồn không nói một lời, đứng hiên ngang đón gió, tựa như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, lộ ra cạnh sắc bén. Nhưng trên tay anh lại không có kiếm. Tiết nhân hít mắt, rút một thanh kiếm mềm ở bên hông ra, kiếm ngân vang nhắm thẳng cổ họng thất hồn. Thất hồn đứng yên bất động, Đầu rũ xuống, hoàn toàn không thèm nhìn tiết nhân. Mà ngay tại lúc thanh nguyễn kiếm cách mặt một thước. Nguyễn kiếm như run lên. Nhưng, kiếm lại dừng lại không tiến thêm được nữa. Không một ai thấy được thất hồn ra tay như thế nào. Kiếm của anh ta từ đầu mà đến. Con người của tiết nhân còn lại thành một chấm kim quang, lộ vẻ bất ngờ cùng sợ hãi. Bởi vì anh ta không thấy được kiếm của thất hồn. Đến tận lúc này, hai tay của thất hồn vẫn trống trơn chương 108, Bạch Hiệu bị đánh. Chỗ cổ xuất hiện một vệt đỏ mỏng như sợi chỉ. Ngay sau đó, máu tươi bắn ra. Tiết nhân ẩm ẩm ngã xuống đất, nhưng trừng lớn hai mắt, tràn ngập kinh hãi. Hít. Tất cả mọi người hít một luồng khí lạnh, những người tiết nhân mang đến đều cho là mình hoa mắt. Chẳng lẽ đây là chiêu thức mới của lão đại, vọt tới trước mặt đối phương rồi đột nhiên ngã xuống là chuyện gì? Thất hồn tựa như ma quỷ, một ánh mắt có thể dồn người vào chỗ chết. Toàn thân lông mau dựng đứng, hai đầu gối như nhũn ra. Một đám lưu manh từng uống máu trên lưới kiếm, lần đầu tiên cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy. Tần Hiên hai mắt sáng lên, lúc nào mình mới có thể mạnh như vậy. Kim Thâu há to miệng, vô cùng kinh hãi, khó có thể tưởng tượng được thất hồn đã làm như thế nào. Sát nhân vô hình, đệch, lão đại, chết rồi hả? Không biết là người nào kịp thời tỉnh táo lại rút lui, mau chạy đi. Không biết ai đó nói to. Những người tiết nhân mang đến, chạy bổ sấp bổ ngửa, lúc tới nhanh như thế nào thì lúc này cũng bỏ chạy nhanh như thế. Chạy vắt chân lên tận cổ, chạy như ma đuổi, không dám quay đầu lại. Để lại thi thể dần dần lạnh lẽo của tiết nhân bên vệ đường. Mang người đi chôn đi, thất hồn thản nhiên nói. Giết tiết nhân chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến, không hề gợn sóng. Tần Hiên gật đầu, cảm thấy may mắn khi lựa chọn đi theo Giang Hải. Nếu như lúc trước khư khư cố chấp không nghe lời Tần Hạo. Hôm nay, chắc mộ Tần Hiên đã xanh cỏ rồi. Cho người xử lý sạch sẽ thi thể tiết nhân, Tần Hiên đứng ở trước mặt mấy tên lực lưỡng đã bị dọa cho sợ sun vòi lại. Gọi điện kêu người đưa tiền đến đi, Tần Hiên vung tay cho một bà tai. Là đưa tiền, không phải đến đưa mạng. Hóa, lão tử là người làm ăn, đừng có ép tôi gã ta toàn thân run rẩy, một người trong đó đã tè cả ra quần. Bọn họ là lưu manh, nhưng bọn họ chưa bao giờ giết người. Chờ mắt ếch ra nhìn tiết nhân chết ở trước mặt mình, họ đã sợ vỡ mật luôn rồi. Dựa theo yêu cầu của Tần Hiên, một gã nói chuyện khá lưu loát gọi điện thoại cho Bạch Hiệu. Bạch Hiệu vẫn còn đang chờ tiết nhân báo tin tốt về. Tiết nhân vừa đi, Huyền Bảo Khang đã đến, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Có tiết nhân ra tay, cái tên Tần Hiên kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dám đối đầu với nhà họ Bạch, đúng là não tàn. Bạch Hiệu khẽ liếm môi, vẻ mặt khinh thường nói, một đứa con hoang mà thôi, không có gì to tắt cả. Giải quyết Tần Hiên, cũng như nhổ răng nanh của con mèo bệnh, muốn bóp chết đứa con hoang kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Điện thoại vang lên, Bạch Hiệu nở nụ cười thản nhiên bắt máy. Nhưng lập tức, nụ cười của Bạch Hiệu đã cứng ngắc trên môi. Mày nói cái gì? Sắc mặt đột biến, bạch hiệu cho là mình nghe lầm. Tiết nhân, chính là cao thủ. Chết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Dựa vào những gì tên đàn em này nói, tiết nhân bị giết rất nhanh chóng, hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Hỏi thì không ai biết thất hồn giết tiết nhân như thế nào. Dám giết người ngay giữa đường, đúng là to gan mà. Giọng bạch hiệu run lên vì tức giận. Ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông. Lần này là tên lực lượng kia gọi tới. Nghe nói là đòi tiền, khóe miệng Bạch Hiệu co lại, một lời không nói đã cúp máy. Nhà họ Bạch không quan tâm chút tiền ấy, nhưng bảo Bạch Hiệu tốn tiền để chuộc những tên vô dụng này về thì cứ nằm mơ đi. Một người 10 triệu, Giang Hải đúng là mơ tưởng hão huyền. Sắc mặt Bạch Hiệu rất khó coi, lập tức cúp máy. Một đám ngu như heo chó, cậu chủ nhà họ Bạch làm sao có thể dùng tiền chuộc thân cho bọn họ được chứ? nhất là tiền này lại là đưa cho giang hải gã kia quỳ dạp xuống đất không nghe thấy câu trả lời thì rất sốt ruột tín hiệu không tốt nên tắt máy rồi sao gã ta thấp thỏm không yên vụng trộm liếc nhìn tần hiên gã lại gọi lại một lần nữa nhưng lần này lại không liên lạc được anh anh hiên không không gọi được giang hải chậm rãi đi tới tần hiên lập tức đứng dậy chào hỏi giang hải hỏi tình huống mỉm cười ngẩng đầu nhìn qua bảng hiệu karaoke phấn sắc giai nhân. Ừm, tên hay đấy, nghe cũng rất mê người. Đứng ở trước mặt gã lực lưỡng kia, mấy vị đến địa bàn của tôi, ăn cơm chùa tôi cũng không nói cái gì, nhưng mà lên mặt hành hung thì không hay đâu. Các vị nói, việc này phải làm sao bây giờ? Từ thái độ cung kính của Tần Hiên, gã ta có thể nhìn ra được, Giang Hải mới là người lớn nhất ở đây. Một người gian nan nhích lại gần Giang Hải, quỳ trên mặt đất thùng thùng dập đầu mấy cái. Đại ca, anh đại nhân đại lược, tha cho chúng em lần này đi. Giang Hải nhíu mày. Tần Hiên tiến lên cho gã một bạt tai, mơ đi cưng. Nói cho cậu biết, nếu như không nhìn thấy tiền, tôi sẽ chọn miếng đất phong thủy tốt ở ngoài thành cho các người làm nơi an nghỉ. Giang Hải ngồi xuống một bên, chống cằm, còn có một cách nữa. Tôi thả các cậu trở về, các người đánh cho ông chủ mình một trận. Món nợ của chúng ta coi như xí xóa, thế nào? im lặng trong chốc lát, mấy người bọn họ hai mắt lóe sáng lên, gật đầu như dã tỏi. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, có bảo bọn họ trở về giết mẹ mình cũng không có vấn đề gì. Nhưng, sau khi đi rồi, Giang Hải sẽ không thể gặp lại bọn họ được nữa. Tần Hiên nở nụ cười xấu xa, vậy thì tốt, nói địa chỉ đi, đến lúc ấy tôi sẽ cho người đưa chút quà tặng tới. Quá xa rồi, đại ca, không cần phải mất công vậy chứ. Gã ta thận trọng trả lời bốp tương đương. Tần Hiên vung tay cho gã ta một cái tát, mày nghĩ tao đang thương lượng với mày đấy à? Lấy địa chỉ nhà mấy người này, lại hỏi trong nhà có mấy người. Những tin tức này giao cho Thất Hồn, mấy người giang hải ngồi một bên hút thuốc chém gió. Nửa tiếng sau, Thất Hồn đưa một cái điện thoại cho một người trong số đó. Gọi điện thoại về nhà, hỏi xem vợ con mày gần đây sống thế nào. Gã ta hoài nghi tiếp nhận điện thoại, tay run rẩy gọi đi nghe điện thoại chính là một giọng nói mềm mại của phụ nữ gã ta liếc trộm thất hồn nhỏ giọng hỏi vợ em và con vẫn ổn chứ thất hồn lạnh như băng nói bảo vợ mày vào nhà vệ sinh nhìn xem có phải là có món quà bất ngờ trong ấy không ngờ vực nhìn vào thất hồn trong nội tâm gã ta rất sợ hãi mồ hôi lạnh vã ra như tắm thất hồn nói vậy là sao chẳng lẽ có thể vươn tay tới tận phương bắc được em đi vào nhà vệ sinh nhìn xem có phải là có đồ vật gì đó không? Rất nhanh, đầu điện thoại bên kia truyền đến một tiếng hét. Gã ta vội hỏi nhìn thấy gì? Lập tức sắc mặt gã ta vàng như nến. Vợ của gã ta phát hiện một ngón tay trong nhà vệ sinh, ngón tay vừa bị cắt xuống còn dính máu đỏ tươi. Toàn thân run rẩy, gã ta sợ hãi tới cực điểm. Người của Giang Hải đã vào nhà của gã rồi, mà vợ gã lại không hiện ra. Một ngón tay mới bị cắt điều này nói rõ cái gì chỉ cần giang hải muốn thì lấy mạng cả nhà gã là chuyện dễ như trở bàn tay đại ca anh muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó xin anh buông tha cho vợ con tôi đi anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt giang hải đại ca xin anh đấy tha cho chúng tôi đi giang hải nhíu mày có vẻ mày đã quên tao vừa bảo mày đi làm gì rồi nhỉ gã ta chợt bừng tỉnh Đúng rồi, Giang Hải bảo bọn họ đi đánh Bạch Hiệu một trận. Giang Hải yên tâm để bọn họ đi, là vì tính mạng của người nhà bọn họ đã nằm trong tay anh ta rồi, bọn họ không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời. Trong biệt thự, Bạch Hiệu nhíu chặt mày. Huyền Bảo Khang ngây người một bên, tâm tình thấp thỏm không yên nhìn. Chuyện cho tới bây giờ, Huyền Bảo Khang cũng không khỏi suy nghĩ thật kỹ. Giang Hải có phải có bối cảnh gì đó hay không? mà ngay cả nhà họ Bạch Phương Bắc cũng không làm gì được Giang Hải. Quyền gia đối đầu cùng Giang Hải, nước cờ này chẳng lẽ sai rồi. Nhưng, hôm nay đã bước lên thuyền của nhà họ Bạch rồi, có chảy ra chóc phải cũng phải cố mà ngồi tiếp. Nhà họ Bạch, Huyền Bảo Khang không thể trêu vào A Hát. Mời thần thì dễ tiến thần mới khó, nhà họ Bạch, không phải ai dựa vào là dựa, muốn đi là đi được. Bên ngoài biệt thự, mấy tên lực lưỡng với khuôn mặt tiều tụy, vô cùng thê thảm. Có người đổ máu bị thương, có người mặt sưng phù thành đầu heo. Họ đang bấm chuông cửa, nhưng Bạch Hiệu căn bản là không muốn gặp bọn họ. Anh ta hừ lạnh một tiếng, một đám vô dụng. Đám người này đã giận không thể chịu nổi nữa, mấy người họ đều là tay sai của nhà họ Bạch, hôm nay xảy ra chuyện này, Bạch Hiệu lại không để ý đến sống chết của bọn họ, ông chủ như vậy, ai còn bán mạng vì bọn họ nữa chứ? Tên nhóc này không gặp chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? một người trong đó nói vậy thì xông vào đánh xong rồi đi người anh em à nếu mà đánh cho cậu bạch thành tàn phế chúng ta cũng thoát không được đâu đánh anh ta chúng ta sẽ không sống yên ổn được ở phương bắc nữa đâu mọi người trầm mặc đối với bọn họ mà nói đắc tội với nhà họ bạch chẳng khác nào muốn chết nhưng giờ phút này cha mẹ vợ con của bọn họ đã bị uy hiếp nếu như không nghe theo lời giang hải hậu quả người anh em việc này khẳng định phải làm làm xong chúng ta đi xuống phía nam được tôi làm tên khốn nhà họ bạch này vô tình cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa một phát đạp mở cửa phòng mấy người xông đi vào bạch hiệu đang rót chén rượu đỏ yêu nhã lắc lắc trong lòng nghĩ làm thế nào mới có thể diệt trừ được giang hải trước đó bạch hiệu còn muốn chơi trò mèo vần chuột nhưng hôm nay anh ta đã hết kiên nhẫn rồi thằng con hoang này còn sống chính là một mối uy hiếp khóe miệng nở nụ cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia độc ác. Quyền bảo khang, chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn uyển như đi. Ngay tại vừa rồi, bạch hiệu còn đen mặt bực bội, sao tự nhiên lại tươi tỉnh lại rồi. Quyền bảo khang nào dám lãnh đạm, lập tức vui vẻ điên cuồng. Mặc dù tập đoàn uyển như thuộc về nhà họ bạch, quyền gia chỉ là người quản lý, nhưng mà lợi ích thu được từ việc này cũng không phải một hai câu kể ra được. Đa tả anh bạch đã tín nhiệm, Quyền Bảo Khang lập tức tỏ lòng biết ơn. Ngày sau, chỉ cần nhà họ Bạch cần, tôi nguyện máu chảy đầu rơi. Bạch Hiệu cười gian, nhưng mà, có chuyện này anh phải làm cho tốt. Cô Uyển Như, còn có Lan Kiều kia. Không phải chỉ là đàn bà thôi sao, không có tập đoàn Uyển Như, đàn bà cũng chỉ là thứ để vui chơi thôi. Được Bạch Hiệu để ý, cũng là phúc phận của các cô gái đó. Quyền Bảo Khang nói, anh Bạch yên tâm, việc này cứ giao cho tôi việt sẽ không có sơ suất nào. tôi sẽ khiến họ phải chủ động bò đến trước mặt anh bạch. lời còn chưa dứt, mấy gã lực lưỡng kia đã phá cửa vào. các người là ai? bạch hiệu lại càng hoảng sợ. nhìn rõ người xông vào là ai, anh ta tức giận nói, ai cho các người vào? cút ra ngoài cho tôi. bọn họ cũng không sợ, một lời không nói, cầm một cái túi tiến lên, trùm lên đầu bạch hiệu. anh bạch, anh giang bảo chúng tôi nhắn lại với anh lập tức cút khỏi thành phố giang tư hơn nữa về sau tuyệt không cho phép đặt chân vào thành phố giang tư nửa bước nếu không nhà họ bạch không bảo vệ được anh đâu bạch hiệu ra sức giấy ruộng gào thét chúng mày tạo phản à sau đó đám người cầm gậy gộc không đầu không đuôi đập một trần tơi bời bạch hiệu bị đau liên tục kêu thảm thiết mới qua một lát đã nằm trên mặt đất đau đớn quay cuồng quyền bảo khang ở bên cạnh thì choáng váng chuyện gì thế này tóc gáy dựng đứng lên, sợ máu dính lên người mình, anh ta nhanh chóng trốn đến góc tường. Cũng may mấy người kia không hề để ý đến anh ta, mà chỉ chăm chú đánh bạch hiệu. Họ cũng không dây dưa, đánh xong lập tức bỏ đi. chương 109, ôi thật bất ngờ với sự thật. Một hồi lâu, huyền bảo khang sợ hãi rụt rè tiến lên, giúp bạch hiệu gỡ cái túi chùm trên đầu xuống. Đỉnh đầu bạch hiệu dướm máu, đã bị đánh thành đầu heo. Anh bạch, anh không sao chứ đỡ bạch hiệu đứng dậy vừa đứng vững huyền bảo khang đã phải ăn một cái bạt tai anh ta bụng mặt không thể tin nổi nhìn bạch hiệu bạch hiệu gào rú lên tao bị người ta đánh mày mù à mà không đến giúp đỡ huyền bảo khang suýt nữa thì bật khóc nhiều người như vậy tôi hỗ trợ kiểu gì có mà lên cho họ đánh thì có còn nữa người của anh đánh anh liên quan gì đến tôi cút mày cút ngay hai mắt bạch hiệu đỏ thấm cuồng loạn huyền bảo khang nào dám rong dài ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra khỏi biệt thự huyền bảo khang mới kịp phản ứng lại không đúng ý của bạch hiệu không phải tạm thời rời đi mà là không quan tâm huyền ra nữa như vậy những thứ đắt đỏ mình tặng vợ của mình bị anh ta chơi thành ra chơi không rồi vốn là đưa vợ cho diệp kinh lạc chơi kết quả diệp ra xong đời sau lại đem nhạc thuần tặng cho bạch hiệu còn chơi ngay trước mặt mình nữa. Bây giờ, Bạch Hiệu bị đánh lại giận chó đánh mèo lên người Huyền Bảo Khang. Huyền Bảo Khang đột nhiên phát hiện, Phàm là người đối đầu cùng Giang Hải, không một ai có kết cục tốt. Giang Hải, đến cùng là người nào? Anh ta không hề hay biết gì về Giang Hải. Huyền gia, thật sự muốn chống đối đến cùng với Giang Hải sao? Rất nhiều chuyện, tuy Huyền Bảo Khang không biết chi tiết, nhưng anh ta hiểu rõ Huyền Thanh tám phần là thằng danh này mưu đồ làm loạn. Vì đứa em trai không nên thân mà kết thù với Giang Hải, đến cùng là có đáng giá hay không? Chẳng có lẽ là nhạc gần có độc, ai dính đến cô ta là kẻ đó đen đuổi. Trước là mình làm cô ta có bầu, kết quả huyền gia cũng bắt đầu đen đuổi. Tiếp theo là Diệp Kinh Lạc, sau đó là Bạch Hiệu. Huyền Bảo Khang rất tự nhiên nghĩ, hồng nhan họa thủy. Sau khi đánh Bạch Hiệu một trận, đám người cầm gậy gộc còn dính máu trở về báo cáo giang hải rất giữ chữ tín tín cũng không khó xử bọn họ tần hiên nói bây giờ thì cút khỏi thành phố giang tư cho tôi từ nay về sau không được bước vào đây nửa bước cả đám gật đầu như giã tỏi chạy trốn chết như điên mà trong nội tâm giang hải cũng không thấy thoải mái lắm vẫn là quá đề cao bạch hiệu rồi anh không ngờ bạch hiệu sẽ mặc kệ đàn em của mình tổn thấy của thành phố giang tư ai chịu đây? Không được, việc này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Giang Hải là người chưa bao giờ chịu thiệt. Đưa mắt nhìn thất hồn, liên hệ Bạch Lý Hưng, món nợ của chúng ta cũng phải có người trả chứ. Lập tức, Giang Hải nhìn về phía mấy cây gậy ném dưới đất cái kia, nheo mắt lại, hừ lạnh cười ra tiếng. Lấy một sợi tóc của mình xuống, nói với Tần Hiên nói, đi làm xét nghiệm ADN. Tôi muốn kết quả là không có quan hệ huyết thống hôm nay giang hải là đế vương bạch gia thèm thuồng quyền thế của giang hải càng muốn mượn nhờ lực ảnh hưởng của giang hải ở phương đông thứ mà giang hải chỉ là một cái lý do bằng chứng cho thấy mình và bạch gia không hề có quan hệ gì phương bắc trong một căn nhà giường cột chạm trổ rất có khí chất phương giả tại đây chính là khu nhà cũ truyền thừa mấy trăm năm của bạch gia mà các đời gia chủ bạch gia cũng đều sống ở đây bạch hùng mặt trắng như ngọc mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng bảo dưỡng rất tốt. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, giống như bị bệnh gì nặng. Bạch Lý Hưng thì ngồi ngay ngắn bên cạnh. Chú thật sự không muốn làm việc thêm vài năm cho Bạch Gia nữa sao? Bạch Hùng ho nhẹ vài tiếng. Bạch Gia, nhân khẩu thịnh vượng, những cái này, trung quy vẫn là để lại cho các con cháu. Bạch Lý Hưng đã có ý muốn rút lui từ sớm, cũng không có chấp niệm gì với quyền thế. Bạch Hùng khẽ chắp tay, Do dự nói, chỉ là thằng bé kia. Bạch Lý Hưng hiểu, người ông ta đang nói đến là Giang Hải, mà đối với Bạch Hùng, Giang Hải đúng ra phải tên là Bạch Hải. Nếu mà để cho Giang Hải biết cái tên này, nhất định sẽ trợn trừng mắt cho mà xem. Bạch Hải, Bạch Hiệu. Bạch gia này thật đúng là biết đặt tên ha, muốn sinh ra mấy kẻ vô ơn hay sao đặt mấy cái tên như vậy. Bạch Lý Hưng chậm rãi lắc đầu, nó rất quật cường, hơn nữa, thằng bé hận Bạch gia. Anh cả, anh cũng đừng hy vọng vào chuyện thằng bé có thể quay trở về Bạch gia nữa." Bạch Hùng nói, "Không cần trở về kế thừa gì cả, nếu chịu nhận tổ quy tông cũng là tốt rồi. Chỉ cần thằng bé nguyện giúp đỡ một chút thì Bạch gia nhất định sẽ càng tiến xa hơn. Vài năm nữa trở thành siêu cấp thế gia cũng có thể." Bạch Lý Hưng Yên lặng không nói, Bạch Hùng tuy là cha Giang Hải, nhưng cuối cùng vẫn đặt lợi ích lên đầu tiên. Với tư cách là ông chủ của Bạch gia, ông ta quả là làm tròn trách nhiệm. Nhưng xét về trách nhiệm của người cha, cách làm của ông ta có chút làm cho người ta khinh thường. Năm đó, ông ta đối xử với mẹ con Giang Hải như thế nào? Tuy cũng không phải Bạch Hùng tự tay làm, nhưng ông ta vẫn chờ mắt ếch ra nhìn, không ngăn cản gì hết. Thậm chí lúc Giang Hải lang bạt đầu đường xó chợ cũng không dây tay giúp đỡ một chút. Nếu không phải Bạch Lý Hưng không đành lòng, trên đời này sớm đã không còn Giang Hải, càng không có đế vương bây giờ. Hôm nay, Bạch gia không nên vọng tưởng dựa hơi Giang Hải. Ngược lại, có lẽ nên lo sợ thì đúng hơn, một khi Giang Hải trả thù, căm giận mút trời ấy, Bạch gia phải có chịu đựng được nổi không? Giờ phút này, Bạch Hùng vẫn ôm cái tư tưởng phong kiến gia trưởng ấy, như thể ông ta cho Giang Hải sinh mệnh, bây giờ Giang Hải trở thành đế vương thì phải để cho Bạch gia được lợi. Tôi vừa nghe nói, Bạch Hiệu đi thành phố Giang Tư rồi. Bạch Lý Hương nhíu mày, phản ứng đầu tiên khi nghe được tin tức này là vô cùng hoảng sợ. Bạch Hùng nói, tôi đã dặn dò nó rồi, tốt nhất là làm thân được với Tiểu Viêm. Tuy không phải cùng một mẹ, nhưng đều là con trai của tôi. Bạch Lý Hưng chậm rãi lắc đầu, anh, anh có nói cho Bạch Hiệu biết thân phận của thằng bé rồi. Đế Vương là thân phận rất mẫn cảm, nên tôi vẫn chưa nói. Bạch Gia cũng chỉ có tôi và chú biết thôi. Bạch Lý Hưng thở dài, thầm nghĩ không ổn, còn không bằng nói hết cho Bạch Hiệu để anh ta biết sợ. Với cái tính cách kia của Bạch Hiệu, không gây chuyện mới là lạ. Anh mau gọi Bạch Hiệu về đi, nếu không. Lời còn chưa dứt, điện thoại đã đổ chuông. Bạch Lý Hưng đột nhiên có loại dự cảm bất tường, sợ là đã xảy ra chuyện rồi. Hoàn toàn chính xác, người gọi điện tới chính là Thất Hồn, tránh cho khó xử, Giang Hải cũng không muốn nói chuyện với Bạch Lý Hưng. Thất Hồn ngắn gọn kể lại đầu đuôi sự việc sau đó gửi một hình ảnh cho bạch lý hưng để điện thoại xuống sắc mặt bạch lý hưng khó coi tới cực điểm bạch hiệu mấy ngày nay ở thành phố giang tư cũng không nhàn rỗi chút nào đi khắp nơi phá hư sản nghiệp của tập đoàn uyển như lợi dụng thủ đoạn uy hiếp đe dọa bới móc tập đoàn uyển như những nhà đầu tư kia nào dám chọc vào bạch ra ai nấy đều cảm thấy bất an rất nhiều dự án phải dừng lại không dám tiến hành xây dựng tiếp không chỉ như thế cái tên Bạch Hiệu này còn không biết trời cao đất rộng, vậy mà dám sai tiết nhân đi giết Giang Hải. Đây đúng là muốn chết mà. Đường Đường Đế Vương có thể bị người của Bạch Hiệu giết. Tiết nhân không chết mới là lạ đó. Đến bây giờ Bạch Hiệu chưa xảy ra chuyện gì đã là một tin vui rồi. Nhìn tấm ảnh mà thất hồn gửi tới, sắc mặt Bạch Lý Hưng lại càng tái mét, như nhìn thấy thứ gì khủng bố lắm vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Hùng thấy Bạch Lý Hưng mặt nghẹn thành màu đỏ, vội hỏi. Anh cả, Giang Hải đòi tiền. Bồi thường tổn thất của tập đoàn Uyển Như. Bạch Hùng cũng giận tái mặt là đế vương mà nó còn thiếu tiền sao. Đúng là đồ bất hiếu. Nó muốn bao nhiêu? Bạch Lý Hưng thở một hơi thật dài, 100 tỷ, cũng không nhiều lắm. Nhưng, Giang Hải còn cho người gửi tới một tấm hình, là, là thằng bé và Bạch Hiệu, và Bạch Hiệu. Nói cả buổi, Bạch Lý Hưng cũng không nói một được câu nguyên vẹn. Sự đả kích này quá lớn, hiện tại Bạch Hùng bệnh nặng, nếu như biết tin tức này, có khi nào sẽ bị tức chết hay không? Nhưng nếu như không nói, chẳng lẽ thật sự để Bạch Hùng giao Bạch gia này cho Bạch Hiệu? Đây là một bản báo cáo xét nghiệm ADN, kết quả ghi rõ ràng, Giang Hải và Bạch Hiệu không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Nói cách khác, Giang Hải hoặc Bạch Hiệu, một người không phải con của Bạch Hùng vô luận là người nào đối với bạch gia mà nói đều là một cái đả kích không nhỏ như giang hải không phải con bạch hùng mối thù của giang gia giang hải không hề có bất kỳ lý do gì để do dự và nương tay nào nữa nếu như bạch hiệu không phải con bạch hùng như vậy bạch gia cũng sẽ biến thành trò cười bạch gia vậy mà suýt chút nữa trao quyền thừa kế cho một đứa con hoang không rõ lai lịch bạch hiệu làm sao vậy bạch hùng kinh hãi cho rằng giang hải đã làm gì bạch hiệu Bạch Lý Hưng đưa điện thoại di động đưa sang, anh cả, tự anh xem đi. Tiếp nhận điện thoại, chỉ nhìn thoáng qua, trong đầu Bạch Hùng ong lên một tiếng, lập tức trời đất quay cuồng. Mắt trợn trừng, ngã lăn ra. Nhận được 100 tỷ của Bạch Gia, Giang Hải cười nhạt một tiếng. Chút tiền ấy, Bạch Gia không coi ra gì, Giang Hải càng không sao cả. Nhưng, tờ giấy xét nghiệm kia mới là quan trọng. Bạch Hùng tất nhiên sẽ đi làm xét nghiệm en với Bạch Hiệu. Chỉ cần chứng minh Bạch Hiệu là con ruột Bạch gia, Giang Hải sẽ không còn bất kỳ liên quan nào với Bạch gia nữa. Tuy cái này có ảnh hưởng đến thanh danh của Giang Hà mẹ của Giang Hải, nhưng cái Giang Hải muốn chính là kết quả này, nên cũng không cần để ý nhiều đến vậy. Điều khiến Giang Hải không thể tin được Tần Hiên nói cho anh biết, kết quả xét nghiệm kia lại đúng là thật. Vốn định sửa chữa dựa theo yêu cầu của Giang Hải, nhưng không ngờ, Giang Hải và Bạch Hiệu lại không có quan hệ huyết thống thật. Cái này khiến Giang Hải Lâm vào trầm mặc. Tính cách của Giang Hải như thế nào, làm con không dám bình phán. Hơn nữa năm đó mẹ nhảy xuống biển, Giang Hải mới 9 tuổi. Phản ứng đầu tiên của Giang Hải là mình không có quan hệ gì với Bạch gia. Nhưng Giang Hà nhảy xuống biển tự vấn, một là vì Giang gia bị diệt, hai là vì quá đau khổ chuyện tình cảm. Nếu như Giang Hải không phải con của Bạch Hùng, thì rất nhiều chuyện không giải thích được. Nếu như nếu như Lan Nhã cắt gả cho Bạch Hùng, lại đi ngoại tình. Cái này tình tiết, có chút dối não, Giang Hải chẳng muốn nghĩ nữa. Cũng quá máu chó. Đứa con mà Bạch Hùng nuôi hơn 20 năm, hơn nữa còn sắp giao sản nghiệp Bạch ra cho Bạch Hiệu. Kể cả nội dung mấy câu chuyện trên báo lá cải cũng không dám nói lung tung kia ru này. Nhưng, chuyện này lại rất có khả năng. Bạch Hùng và Bạch Hiệu đi xét nghiệm ADN nếu như không có quan hệ huyết thống vậy thì bạch gia sẽ náo nhiệt lắm đây. Ban đêm yên tĩnh, cố huyền như đang đắp mặt nạ, ngồi trên giường, tựa lưng cầm quyển sách đọc chăm chú. Giang Hải ở bên cạnh trống cầm ngây ngốc nhìn, vợ ơi, thương lượng với em chuyện này nhé. Nói đi, cố huyền như lật qua trang sách, vẫn không quên điều chỉnh lại mặt nạ. Em xem, chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi. Giang Hải làm như rất ngại ngùng. Thật ra, da mặt dày như mặt đường rồi cha mẹ đều sốt ruột rồi mấy lần hỏi chúng ta lúc nào mới sinh em bé anh có thể ngủ trên giường không hai ta cố huyền như trầm mặc đỏ mặt dưới mặt đất lạnh lắm còn cứng nữa giang hải giả bộ như rất tủi thân lúc này cố huyền như mới dùng giọng nói nhỏ như mũi để trả lời vậy anh lên ngủ đi nhưng mà anh có dám hứa là sẽ không chạm vào em không được 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 giang hải kích động đến mức nói lắp luôn rồi tốt quá rồi được ngủ trên giường đã là bước đột phá rất lớn rồi." Ai nói trong nội tâm Cố Uyển như không muốn, chỉ là xấu hổ mở miệng mà thôi. Chỉ cần Giang Hải ra mặt dù dày, chuyện hai người cùng thân mật cũng sẽ thuận lý thành chương thôi. Chương 110, núi Lam Lam. Anh nhảy bổ lên giường như chú khỉ, trên mặt còn nở nụ cười gian nữa. Cái này giường, thật là thoải mái quá đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ lúc ấy sao lại mua chiếc giường to như vậy chứ? mua cái nhỏ chút có phải là được nằm gần sát nhau không vợ ơi cố uyển như lấy chân quấn chặt lấy cả người căng thẳng đến mức hô hấp có chút nặng nề lần này anh phải rời đi vài ngày em sẽ nhớ anh chứ thành phố giang tư tạm thời không có việc gì giang hải muốn đi núi lam lam một chuyến hơn nữa là cùng đi với thánh nữ của cung kim ô hai người có mối quan hệ thế nào cũng đã giải thích rõ ràng cố uyển như cũng tin tưởng giang hải nhưng trong lòng cố uyển như vẫn có chút không quá thoải mái bái đường thành thân theo như khái niệm phong kiến đó không phải là vợ chồng sao tuy chỉ có danh phận vợ chồng cố uyển như trầm mặc giang hải nhích lại gần từ phía sau chậm rãi ôm lấy cô vành tai và tóc mai chạm vào nhau vợ à anh đi xa nhớ em thì phải làm sao bây giờ em thèm vào mà nhớ anh lỗ tai ngứa ngứa làm trái tim cố uyển như cũng ngứa theo thân thể cứng ngắc Trái tim nhảy thình thịch, rất là căng thẳng. Nhưng Cố Uyển Như lại không động, cứ như vậy, người nào đó không biết xấu hổ vẫn cứ nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói chuyện thì thầm với cô. Ngày hôm sau mở mắt ra, hai người đang mặt đối mặt ôm nhau. Khóe miệng Giang Hải nở một nụ cười hài lòng. Trước giờ anh vẫn luôn dậy rất sớm, bây giờ lại nằm lì trên giường không chịu dậy. Một lúc sau, có thể cảm giác được, tim Cố Uyển Như đập nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên không quá bình thường lồng nghi rất nhỏ rung động hiển nhiên cô đang giả vờ như đang ngủ say giang hải cũng không nói ra cười đến híp mắt ngắm nhìn cô gái đã khiến anh mong nhớ ngày đêm nhiều năm như vậy có thể lấy được cố uyển như là điều khiến giang hải hạnh phúc nhất vì cô giang hải sẵn sàng trả giá hết thảy cứ như vậy yên lặng ôm lấy cô không nghĩ gì cũng không làm gì cố uyển như đang vô cùng xấu hổ nhưng vẫn kiên quyết không động đậy nếu mà động đậy chẳng phải để cô phát hiện giang hải ôm mình ngủ cả đêm sao nếu mà đến nước ấy cố uyển như nên coi như không có chuyện gì hay là cần phải ra vẻ tức giận thật ra trong nội tâm cô vẫn có chút chờ đợi bởi vì nằm trong lòng ngực giang hải cố uyển như ngủ một giấc rất thoải mái dễ chịu cuối cùng vẫn là giang hải nhịn không được cảm thấy bàng quang như muốn nổ tung nhưng đi vệ sinh xong quay lại đã không thấy cố uyển như đâu nữa Lúc tìm thấy cô thì cô đã ngồi ăn sáng ở dưới lầu rồi. Lôi Nhân Hào đã đi làm. Cố Vân Lệ vừa hâm lại đồ ăn, ánh mắt không có hảo ý nhìn vợ chồng son. Dường như đang cổ vũ, có hình như là oán trách. Tuổi còn trẻ, cũng không nên quá tham luyến chiếc giường mới tốt. Ăn sáng xong muốn đến công ty, Cố Huyền Như lại bị Cố Vân Lệ ngăn lại. Trịnh trọng cảnh cáo cô, chuyện này nếu như quá nhiều lần, lại bất lợi cho việc nối dõi tông đường. Mẹ Mẹ nói bậy bạ gì đó cố uyển như xấu hổ hung hăng dậm chân rồi chạy nhanh đi cố vân lệ thở dài ai mà không có một thời tuổi trẻ có cái gì đâu mà ngại nhìn theo bóng lưng cố uyển như cố vân lệ thở dài một cái cuộc sống như hiện tại trước kia bà có mơ cũng không dám nghĩ tới có thể tìm được một người con rể như giang hải là phúc phần cố uyển như tu tám đời mới có được trước đây bà chưa bao giờ nghĩ mình còn có thể sống trong căn biệt thự lớn như vậy cũng chưa từng nghĩ có một ngày nhà mình lại có sản nghiệp còn lớn hơn tập đoàn cố thị càng không thể tưởng tượng được hiện nay tập đoàn uyển như tại thành phố giang tư giống như tồn tại đỉnh cao nhất bà ngẩng đầu nhìn trời trong miệng nỉ non anh là anh đã hiển linh rồi sao nếu như anh trên trời có linh nhất định phải phù hộ cho con gái cả đời đều bình an vui vẻ như vậy nhé đều là tai tôi vô dụng hại con gái mấy năm qua đã phải chịu khổ rồi. Lại thở dài, may mắn mà có nhân hào, anh ấy đối với Uyển Như rất tốt. Cả ngày hôm đó, cố Uyển Như cũng không để ý tới Giang Hải. Có vẻ như còn cố tình tránh mặt anh. Trong nội tâm âm thầm chua sót, chẳng lẽ mình thật sự không có lực hấp dẫn như vậy sao? Giang Hải thật sự có thể suốt cả đêm không động chạm vào mình. Giang Hải không hiểu tâm lý phụ nữ, luôn mâu thuẫn hay thay đổi như vậy rõ ràng muốn, nhưng ngoài miệng lại cứ không nói. Cùng lúc đó, Giang Hải cũng có chút khó hiểu, bọn họ đã là vợ chồng rồi, ngủ cùng một chỗ không phải bình thường sao? Vì sao cô ấy lại xấu hổ như vậy? Thẳng đến lúc Giang Hải chuẩn bị rời đi, Cố Huyền Như mới có chút không nỡ. Đi tới núi Lam Lam, Giang Hải nói là đi tế bái đế vương đời trước. Nhưng trên thực tế, có một việc mà Giang Hải cần phải đi xác thực. Giang Hải cũng không để mấy người thất hồn đi theo cùng tạ hương lam đi về phía tây khoảng cách cũng không quá xa nhưng đường xá khó đi đợt này đi cũng phải mất hai ngày cung kim ô núi lam lam là người thủ hộ nơi này ở phương đông núi lam lam chính là cấm địa trong cấm địa hoàng tộc cũng không thể bước vào nửa bước ở chỗ này có một cái đỉnh lớn cái đỉnh này đại biểu cho số mệnh của phương đông mặc kệ người phương nào cũng không được vọng động trước kia Giang Hải cứ nghĩ cái đỉnh này chính là cửu châu đỉnh đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Nhưng những chữ khác trên đỉnh lại không giống miêu tả trong lịch sử. Cái đỉnh này được xưng là Liễm Sơn Đỉnh. Chữ khác trên cái đỉnh này khá giống với phần được miêu tả trong cuốn Sơn Hải Kinh. Sông núi Tùng Điệp, những thứ kỳ lạ con người chưa bao giờ thấy qua nhiều vô số kể. Núi Lam Lam, chỉ là một ngọn núi nhỏ không có gì nổi bật trong một dãy núi. Bên ngoài dãy núi, là một trang viên lớn, đây chính là chỗ của Tạ gia. Mà cung Kim Ô, kỳ thực đã không có ai ở nữa rồi, bây giờ trở thành nơi để tế tự. Thời thế thay đổi, thương hải nương dâu. Thứ duy nhất không thay đổi chính là sứ mệnh thủ hộ của Tạ gia. Năm đó, núi sông bị man di xâm lấn, sự tồn vong của cung Kim Ô và núi Lam Lam gắn liền một chỗ. Mà Tạ gia, 10 không còn một, cũng từ đó nhân tài tàn lụi bởi vì liễm sơn đỉnh quá lớn nên mới không bị mất đi nhưng thánh vật của núi lam lam lại bị cướp sạch không còn gì về sau biết được ngôi sao quang luân trong tay giang hải chính là một trong những thành vật của núi lam lam đương nhiên đây cũng không do người ngoài nói liễm sơn đỉnh liên lụy cực lớn những người biết đến nó cũng không quá mấy người lần này tới khả năng sẽ phải thành hôn tạ hương lam tùy tiện như thể đang nói hôn sự của người khác Giang Hải nói, em nóng lòng muốn cưới như thế à? Lão nương lại không ngủ với anh, chẳng phải chỉ cần dập đầu mấy cái, rồi uống rượu dao bôi thôi sao? Tạ Hương Lam nhếch miệng cười. Thật sự chưa bao giờ nhìn thấy tí thục nữ nào trên người cô gái xinh đẹp này, giữa cô và Giang Hải giống như là bạn thân. Bái đường thành thân, đối với cô mà nói càng giống kết bái huynh đệ hơn. Giang Hải thật sự hoài nghi, ẩn dưới vẻ ngoài xinh đẹp của Tạ Hương Lam là linh hồn của một người đàn ông được xem như chú rể, một đường nghênh đón vào cửa, lúc này Giang Hải mới chú ý tới, tạ ra có khách, rất là náo nhiệt. Giang Hải vào cửa, bái kiến ông cụ tạ, thái độ coi như khách sáo. Nhưng trong nội tâm thì Giang Hải không thích ông cụ này lắm, bởi vì năm đó chính ông lão này đã chúc sư phụ quá chén mới dẫn đến việc hôn nhân này. Giang Hải cũng chỉ vì một chầu rượu mà bị bán đi. Ông cụ có vẻ hơi trột dạ, nên có chút hượng gạo. Tiểu Giang, cháu đến rất đúng lúc, bọn họ là tới tìm cháu đó. Đơn giản khách sáo vài câu, ông cụ nhìn về phía mấy người còn lại. Giang Hải theo ánh mắt nhìn đi qua, một người thanh niên hai người trung niên. Giang Hải không có gì ấn tượng gì với ba người này, xác định chưa gặp qua. Ông cụ chỉ vào hai người trung niên giới thiệu nói, đây là người nhà họ Đồng ở Giang Trung, Đồng Nhân, Đồng Nghĩa. Nhà họ Đồng cho người đi thành phố Giang Tư tìm cháu nhưng cháu không có ở đó nên bọn họ đến đây đợi cháu. Hai anh em đồng nhân, đồng nghĩa lập tức tiến lên, thái độ hòa ái cung kính, cậu Giang, chúng tôi ở đây chờ đã hơn nửa ngày, cuối cùng cũng chờ được cậu rồi. Giang Hải thần sắc lạnh nhạt, các vị có việc. Ông cụ tạ ra là trưởng bối, quan hệ sâu xa với đế vương. Núi Lam Lam cũng là nơi khởi nguồn của đế vương. Mà nơi này cũng là cung kim ô. Từ xưa đã có mối quan hệ mật thiết nhưng đối với người bên ngoài, Giang Hải cũng không nói mấy lời khách sáo làm gì. Chúng tôi tới, là là muốn nhờ cậu Giang đi Giang chung một chuyến, đi cứu một người bệnh. Đồng nhân nói thẳng ý đồ đến. Giang Hải cười nói, ông có nhầm lẫn gì không? Tôi không phải bác sĩ. Ông cụ tạ cởi mở cười cười, là Khương Hoài đề cử đấy. Giang Hải hơi nhíu mày, Khương Hoài, không phải chính là người được xưng lão y tiên mà anh gặp ở Diệp Gia hay sao? trong nội tâm cảm thấy kỳ quái mình tựa hồ cũng không quen với khương hoài cũng chẳng nói với nhau được mấy câu sao lại tới tìm mình ai đề cử không quan trọng quan trọng là tôi không phải bác sĩ giang hải thái độ rất là lãnh đạm cha con thấy người này căn bản cái gì cũng không biết có phải chúng ta tìm nhầm người rồi không người thanh niên kia quan sát giang hải giang hải này có vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt thoạt nhìn cũng rất bình thường nhưng mà lại làm giá quá hai anh em nhà họ đồng cũng hoài nghi, chẳng nhẽ tìm nhầm người rồi. Cha già bệnh nặng nằm trên giường, được xưng là lão y tiên Khương Hoài thúc thủ vô sách lại đề cử Giang Hải. Ngẫm lại cũng có thể hiểu, Giang Hải có thể tiện tay tặng người khác thuốc của túy quỷ, có thể thấy được quan hệ với túy quỷ cũng không phải bình thường. Khương Hoài đề cử không phải Giang Hải, mà là túy quỷ. Nhưng mà nhà họ đồng ở Giang Trung lại không hiểu được thâm ý của ông ta. Giang Hải cáo lỗi với ông cụ tạ ra một tiếng, rồi lập tức quay người rời đi. Cậu Giang, sau lưng, đồng nhân vội gọi anh lại. Nhưng Giang Hải không hề có ý định ở lại, làm như không nghe thấy. Mấy người nhà họ đồng nhìn về phía ông cụ tạ ra. Ông cụ này lại đang ngồi hút thuốc xoành xoạch, cũng không để ý tới bọn họ. Hiển nhiên là đang nói, chuyện của các người tự mình giải quyết, tôi cũng không có thời gian dỗi tìm người cho các người vậy là anh em nhà họ đồng rời đi ngay trong đêm hôm ấy tạ hương lam lại hỏi cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp anh đúng là không lương thiện tí nào vậy dùng em để đổi lại tính mạng cho người đó có được không giang hải nói dựa vào cái gì tạ hương lam nói người ta tìm chính là anh cơ mà thế chẳng phải là xong rồi thời buổi bây giờ chuyện ai người nấy lo đâu có ai rảnh rỗi mà đi lo chuyện bao đồng đâu mặc dù nói vậy nhưng đó cũng không phải suy nghĩ thật trong lòng giang hải túy quỷ nợ đế vương ân tình không nhỏ nhưng giang hải không có quyền mệnh lệnh ông ta huống chi ân tình này có được cũng không dễ đó là dùng mấy mạng người để đổi lấy đấy không phải là người ta thì đừng mở miệng dậy người ta phải làm thế nọ làm thế kia ngày mai em lên núi cùng anh nhé tạ hương lam nói được giang hải không chút do dự đồng ý tạ hương lam khẽ nhíu mày cái anh này Người ta nói xã giao mà anh cũng không hiểu hả? Cô còn lâu mới muốn đi cùng anh, chỉ là nói khách sáo thế thôi, ai biết thế mà Giang Hải lại đồng ý luôn mới sợ chứ. Dãy núi cây cối xanh tốt mọc san sát nhau, nhìn như bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng trong núi toàn là rắn rết kiến mũi mà thôi, quan trọng nhất là còn có thú dữ ăn thịt người nữa. Tuy cô không sợ, nhưng lại không muốn phải tự hành xác đi leo núi. Núi Lam Lam phải đến cả trăm dặm đó chỗ này là một mảnh đất hoàn toàn tự nhiên. Giang Hải cười, nhìn cô nàng này tức giận cũng là một thú vui. Vậy lúc nào làm thủ tục thành thân đây? Tạ Hương Lam đang muốn bỏ đi, nói chuyện với Giang Hải tức chết đi được. Sau khi tôi về lại, Giang Hải hứng hờ nói. Tạ Hương Lam đứng dậy, chào tạm biệt rồi đóng sập cửa lại bước đi. Giang Hải lắc đầu, đây là cửa nhà em đó, làm hư đừng có mà bắt tôi phải đền audio điện tử võ tấn bền hết chương 110